Khương Lạc giận giữ nguyền rủa ông ta cũng đau khổ khóc lóc, ôm trầm lấy Khương Văn Vinh, hai cha con cùng nhau khóc sống. Hoàng Thiên dẫn theo đoàn người rời khỏi biệt thự nhà họ Khương, vừa định lên xe thì thấy trước mắt xuất hiện vài chiếc xe thương vụ màu đen. Phía sau chúng là một chiếc may Chính là xe của Kha Phù. Vừa thấy nó xuất hiện, Hoàng Thiên lập. Tức hít mắt lại, trong lòng khó chịu vô cùng, khi nấy anh bị người của hội chó hoang bao vây thì lão kha phù này nhất quyết không chịu lộ diện giờ mọi chuyện xong cả rồi thì lại trường mặt ra chỉ thấy vài chục người ra khỏi những chiếc xe thương vụ kia đều là đàn em cấp dưới của kha phù tay lăm lăm vũ khí cửa xe may bách mở ra kha phù dẫn theo lãng thanh trúc hùng hổ đi đến chỗ hoàng thiên cậu thiên cậu không sao chứ kha phù ra vẻ lo lắng xem xét cả người hoàng thiên một lượt đi tới trước mặt hoàng thiên anh Thiên, người của hội chó hoang không làm anh bị thương chứ. Lăng Thanh Trúc cũng tỏ ra sốt sắng, dò xét trên dưới cả người Hoàng Thiên một lượt, như đang kiểm tra xem Hoàng Thiên có bị thương chỗ nào không. Hoàng Thiên nhìn ông ta, lạnh lùng cười, ha ha, hết tắc đường rồi à. Kha Phù làm như nghe không hiểu ý Hoàng Thiên, thở dài, ôi, giao thông trong nội thành quá tệ, anh xem cái xe này, làm tôi vội chết đi được. Không thế không thừa nhận rằng, khả năng diễn xuất của Kha Phù khá được, giả mà như thật. Khi có chuyện xảy ra ở biệt thự nhà họ Khương, Kha Phù và Lăng Thanh Trúc đang đứng ở tòa chung cư phía đối diện nhìn thấy tất cả. Dù không nghe được song phương nói gì, nhưng Kha Phù cũng thấy Khương Lạp không phải đối thủ của Hoàng Thiên, bị Hoàng Thiên giải quyết gọn gàng. Nhưng tuy Khương Lạp đã nhưng Kha Phù vẫn thấy khá thất vọng. Trừng trị, bởi vì Hoàng Thiên không giết chết Khương Lạp, Kha Phù thấy Khương Lạp vẫn còn có khả năng đứng dậy một lần nữa mà điều kha phù mong chờ nhất chính là khương lạp giết chết hoàng thiên chỉ có như vậy thì tình hình mới quay về như lúc trước mọi thứ nằm gọn trong tay kha phù khương lạp giết hoàng thiên rồi nhất định sẽ rơi vào vòng xoáy trả thù của nhà họ hoàng khi ấy khương lạp chắc chắn sẽ phải chết nhưng bây giờ hoàng thiên vẫn còn sống đây khương lạp cũng không chết kha phù thấy rất phiền lòng thấy hoàng thiên muốn đi kha phù tranh thủ dẫn theo đàn em kéo nhau đến giả vờ làm người tốt cậu thiên đã giải quyết hết người của hội chó hoang rồi sao? Kha phù biết rõ mà còn cố hỏi, mong chờ hoàng thiên trả lời. Ông phù này, có phải ông đang hy vọng hội chó hoang xử lý tôi hơn đúng không? Đột nhiên, hoàng thiên nhìn thắng vào mắt Kha phù, trầm giọng hỏi. Gì cơ? Kha phù nghe hoàng thiên nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng rất nhanh, lão già gian xảo đó đã khôi phục lại như thường, tố chất tâm lý đúng là rất mạnh cậu thiên cậu đang nói gì vậy chứ lúc nào tôi cũng là bạn tốt của cậu mà sao tôi có thể hy vọng chó hoang xử lý cậu được kha phù còn ra vẻ không hài lòng hỏi ngược lại hoàng thiên hoàng thiên không để ý đến kha phù nữa mà nhìn sang bên phía lăng thanh trúc trong lòng lăng thanh trúc cũng thấy chột dạ khi nấy cô ta và kha phù đứng ngoài nhìn đôi bên tranh đấu rất đắc ý nhìn vào đôi mắt sắc của hoàng thiên cả người lăng thanh trúc hơi run sắc mặt biến đổi Cô ta không có khả năng ứng biến linh hoạt bằng Kha Phù, lúc này mắt cô ta đã hơi mở to rồi, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiên. Mắt nhìn của Hoàng Thiên rất tốt, thấy tình trạng của Lăng Thanh trúc như thế là đã đoán ra được 89 phần 10. Ông Phù nói sai rồi, chúng ta không phải bạn bè. Trước kia không phải, về sau cũng không. Hoàng Thiên cười nhạt, lạnh lùng nói mẹ nó. Kha Phù mắng thầm, ông ta thấy xấu hổ khi tâm tư bị nhìn thấu. Mà dựa vào sự khôn khéo của mình, Kha Phù cũng đã biết Hoàng Thiên đang rất bất mãn đổi với ông ta, sau này chắc chắn sẽ không cho ông ta lợi ích gì. Đào mắt vài vòng, Kha Phù nở nụ cười lấy lòng, cậu Thiên nói như vậy thật khiến tôi không biết nên làm thế nào. Kha Phù tôi đây luôn coi cậu là bạn bè, không ngờ cậu lại nỡ nói ra những lời như thế. Ông mà cũng xứng làm bạn bè của tôi. Hoàng Thiên cười lạnh, nhìn thẳng vào. Mắt Kha Phù. Ha ha, được lắm, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi đây cũng không còn lời nào nữa. Kha Phù lạnh lùng nói, rồi sau đó nói với Lăng Thanh Trúc, Thanh Trúc, chúng ta đi. Nói xong, Kha Phù giận dữ ôm Lăng Thanh Trúc lên xe, đưa đàn em rời khỏi đây. Anh Thiên, Kha Phù làm sao vậy? Lã Việt vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nghỉ ngờ hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quay sang nhìn Lã Việt, Gần phải chú ý đến Kha phù, đã trở mặt với ông ta rồi thì sau này cần phải đề phòng hơn. Tôi đã biết." Lã Việt đáp lời, rồi lại hỏi thêm, còn đường chủ cổ và hơn 100 người của hội chó hoang phải xử lý thế nào đây? "Đường chủ cổ đó, chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ hết, không thể tùy tiện tin tưởng." Hoàng Thiên trầm giọng. Lã Việt gật đầu, không nói thêm gì nữa về Bắc Ninh trước đi. Hoàng Thiên nói, rồi lên xe. Lã Việt dẫn theo tiêu tấn và anh phó, thêm hơn 100 cấp dưới cùng lái xe đi theo Hoàng Thiên, cùng nhau về Bắc Ninh. Cuối cùng thì Hoàng Thiên cũng nhổ được cái gai trong mắt trong chuyển đi lần này, xả giận thay Hoàng Linh còn về tập đoàn sát thủ lửa hồng gì kia, Hoàng Thiên cũng không quá để tâm, đối phương không đến tìm anh, anh cũng chẳng để ý làm gì. Đến tối, lúc Hoàng Thiên đang cùng ăn tối với Lâm Ngọc An thì Lã Việt gọi điện đến. Anh Thiên, đường chủ cổ đang trên đường đến Bắc Ninh, ông ta muốn gặp anh lã việt nói qua điện thoại hoàng thiên nghe vậy thì rất ngạc nhiên tại sao người đó lại đột nhiên chạy đến đây ông ta có nói là vì chuyện gì không hoàng thiên hỏi lã việt ông ta thì cũng không nói có chuyện gì nhưng hiện tại ông ta rất thảm lã việt nói đến đây thì không nói nữa chỉ thở dài rất thảm là thảm đến mức nào hoàng thiên hơi nhíu mày anh cũng thắc mắc anh thiên không thì tôi đưa anh đến gặp người ta nhé để anh tự đánh giá. Lã Việt nói đừng đến chỗ tôi, tôi sẽ đến chỗ anh. Hoàng Thiên ngẫm nghĩ rồi đáp, vâng thưa anh Thiên, tôi đang ở chung Lã Việt trả lời. Đợi tôi ở đó. Hoàng Thiên nói xong thì cúp máy. Lâm Ngọc An không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hồi sáng Hoàng Thiên đã đi đâu không biết. Đến lúc về sắc mặt cũng không thích hợp, Lâm Ngọc An đã nhìn ra, nhất định hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó. Trông ngà muộn rồi anh còn muốn ra ngoài sao lâm ngọc an không yên tâm hỏi hoàng thiên thực ra cô mong hoàng thiên có thể ở nhà cùng với cô hoàng thiên cũng muốn được ở nhà với lâm ngọc an nhưng không có cách nào khác vẫn phải đi gặp đường chủ cổ kia một lần mới được anh sẽ về sớm thôi nếu em mệt thì đi nghỉ trước đi hoàng thiên dịu dàng nói với lâm ngọc an rồi hôn lên gương mặt cô trên mặt lâm ngọc an toát lên vẻ ngọt ngào sau khi trở thành vợ chồng quả là không như trước, cô phát hiện ra mình càng ngày càng yêu Hoàng Thiên nhiều hơn. "Ừ, vậy anh đi cẩn thận nhé, về sớm chút." Lâm Ngọc An nhẹ nhàng dặn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, sau khi ăn tối xong thì ra khỏi nhà ngay, lái xe thẳng đến trung tâm giải trí. Đến nơi, đã thấy Lã Việt và Tiêu Tấn đang đứng chờ sẵn ở cửa, Lã Việt vừa định tiến lên tiếp đón, Hoàng Thiên đã khoát tay, "Người đâu rồi? Dẫn tôi qua đó đi." Vâng. Lã Việt đáp ứng, đi sau lưng Hoàng Thiên cùng Tiêu Tấn, vào văn phòng của Tiêu Tấn. Còn các đàn em của Lã Việt đều đứng sau lưng, nhưng họ không được đi vào trong phòng, chỉ có Lã Việt và Tiêu Tấn vào cùng Hoàng Thiên mà thôi. Vừa vào trong, Hoàng Thiên đã thấy kinh hãi chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, cả người máu me be bét. Người đó có bộ dâu cá chê, tay phải còn quấn tay. Nhìn lên trên mặt, quả đúng là quá thảm mắt đã bị đánh sưng húp, miệng cũng méo sạch đi, nhiều mảnh xanh tím xuất hiện trên mặt. Đó còn chưa kế đến những vết máu. Dù đã bị đánh thành ra như vậy, nhưng Hoàng Thiên vẫn nhận ra đây chính là đường chủ Cổ. Đường chủ cổ liếc nhìn Hoàng Thiên, như nhìn thấy người thân, kích động đến mức nước mắt rơi như mưa. Cậu Thiên! Đường chủ cố xúc động đứng bật dậy, khập khiếng đến bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự được mở rộng tâm mắt, đường chủ cổ bị đánh thảm quá, đá ông cổ đừng kích động, ngồi xuống rồi nói tiếp. Hoàng Thiên tranh thủ thời gian nói với Đường Chủ Cố. Ông ta không thể không kích động, hiện giờ trong lòng ông ta đang chứa một bầu tâm sự muốn nói với Hoàng Thiên. vậy nên Đường Chủ Cổ không ngồi xuống, bờ môi ông ta run run nói với Hoàng Thiên: cậu Thiên, cậu phải ra mặt thay tôi và các anh em. Hoàng Thiên thấy Đường Chủ Cổ thành ra như vậy, đúng thật có chút dở khóc dở cười nhưng người ta đã bị đánh thành ra thế kia hoàng thiên không cười nổi thấy rất thông cảm lúc sáng đường chủ cổ còn uy phong biết bao nhiêu bây giờ lại ở trong tình cảnh khốn cùng như thế này ông cổ tôi hỏi ông một câu này ông thực sự muốn cùng lăn lộn với hoàng thiên tôi đây sao hoàng thiên nghiêm túc hỏi ông ta đường chủ cố nghe thấy nao nao khẳng định đương nhiên là thật cậu thiên không tin tôi sao hoàng thiên nhìn anh ta chăm chăm nếu chỉ nhìn nét mặt thì Hoàng Thiên nhận thấy đường chủ cổ rất có lòng quy thuật. Tốt lắm, nếu ông đã nói vậy thì sau này anh chính là anh em của Hoàng Thiên. Nói đi, ai đã đánh ông thành ra như vê, Hoàng Thiên hỏi đường chủ cố. Trong lòng đường chủ cổ nghẹn một bụng tức, ông ta cắn môi, nói, là Kha Phù làm. Lão già chết tiệt đó, nhận cơ hội chó hoang sụp đổ thì chạy đến cướp địa bàn của tôi, khiến cho tôi và các anh em phải chạy. Sang tỉnh khác, nếu không ông ta sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nói đến đây, đường chủ cổ giận đến mức mặt tái đi, tay run lấy bấy, như đã đến bờ vực bùng nổ Hoàng Thiên đứng một bên lắng lặng nghe, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Cũng không hề thấy bất ngờ. Bởi vì anh đã đoán được từ trước, 89 phần 10 là do Kha Phù gây ra. Khương Lập và hội chó hoang trong tay ông ta, chỉ trong nửa năm đã chèn ép Kha Phù không thể ngóc đầu lên được. Hiện giờ Hoàng Thiên đã nhổ tận gốc hội chó hoang, hiện giờ Kha Phù là lớn nhất ở nơi này. Ông ta há có thể ngồi yên được sao? Nhất định phải nhân cơ hội này mở rộng địa bàn rồi, thậm chí còn muốn nuốt hết toàn bộ. Những gì mà chó hoang từng sở hữu? Cậu Thiên à, sao cậu lại không nói gì? Tôi và hơn trăm anh em của tôi đều là người của cậu rồi. Các địa bàn mà chúng tôi quản lý kia giờ cũng đều là của cậu hết, chẳng lẽ anh định mặc kệ sao? Đường chủ cổ thấy Hoàng Thiên không tỏ vẻ gì, Cuống quýt không chịu được, Bèn kích động hỏi. Sao Hoàng Thiên có thể mặc kệ được? Dù vẫn còn chưa hiểu quá rõ về đường chủ cổ, không biết người này có thực sự trung thành hay không, nhưng hội chó hoang để lại một miếng bánh kem lớn như thế, nhất định Hoàng Thiên phải có được nó. Nếu không thì nó sẽ rơi vào tay Kha phù, đến lúc đó lão già kia lại càng được thể tác oai tác quái. Ông cổ cứ yên tâm, tôi sẽ lo vụ này, giờ ông nói cho tôi biết, là ai đánh ông thành ra như vậy? Hoàng Thiên bình tĩnh hỏi đường chủ cổ. Đường chủ cố nghe vậy, giận đến xanh mặt. Cậu Thiên, là tại lão già kha phù chết tiệt đó, tự mình ra tay đánh tôi. Cánh tay tôi đây cũng bị ông ta đánh gãy, mẹ cha nó, thù này không báo không được. Đường chủ cổ nghiến răng nghiến lợi. Ông có nói với ông ta là ông nhập hội với tôi không? Hoàng Thiên sầm mặt xuống, hỏi tía. Đường chủ cố như chỉ chờ Hoàng Thiên hỏi câu này, lập tức nói ngay, tôi nói chứ. Tôi bảo ông ta rằng tôi là người của cậu Thiên rồi, nhưng ông ta vẫn không quan tâm, tôi càng nói ông ta càng đánh mạnh. Hoàng Thiên nghe xong thì không ý kiến gì, nhưng lúc này, anh thực sự đã rất bực mình. Kha Phù kia, dám không nể mặt anh đến thế, đây đâu phải là đánh đường chủ cổ, mà là đang đánh thẳng vào mặt anh. Các anh em của ông đâu? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi Đường chủ Cố. Anh ta thở hắt ra ều bị đàn em của Kha Phù đánh cho tan tác hết có rất nhiều người đã bị thương, giờ đều trốn cả rồi. Hoàng Thiên nghe thế thì gật đầu, nghĩ thầm đường chủ cổ này không chống nổi đại dương. Đừng thấy Khương Lạp sắp chết mà khinh thường, thực ra ông ta có năng lực lãnh đạo rất mạnh, khi ông ta còn nằm quyền đã dẫn xã hội chó hoang leo lên đầu Kha Phù. Khương Lạp và Khương Văn Vinh đâu rồi? Hoàng Thiên nghĩ ngợi một chốc, hỏi đường chủ cổ đường chủ cổ nghe thế thì hơi giật mình, vội đáp, Khương Lạp đã dẫn theo Khương Văn Vinh trốn sang tỉnh khác rồi, cậu thiên không cho ông ta ở lại đây, ông ta nào dám dây dưa chứ? Vậy thì vẫn như trong dự liệu của Hoàng Thiên, dù Khương Lạp có to gan đến mấy cũng không dám không nghe lời. Cậu Thiên, hay là cậu quay về tỉnh Thành đi, các anh em cần có anh, hơn nửa địa bàn nữa, đều đang chờ cậu đến tiếp nhận. Ngoài ra thì Khương Lạp còn bốn người tình nữa, bọn họ cũng sẽ qua đây với cậu. Đường chủ cổ bắt đầu nói luyên thuyên, anh ta sợ Hoàng Thiên sẽ không đi nên lấy những thứ đó ra để dụ dỗ Hoàng Thiên, hoàng thiên nghe thì không còn gì để nói những cái khác thì cũng thôi còn thêm cả bốn cô tình nhân của khương lạp nữa chốc nữa tôi sẽ cho người dẫn ông đến bệnh viện điều trị đêm nay ông hãy ở lại chỗ này nghỉ ngơi tử tế đi hoàng thiên vỗ vai đường chủ cổ nói với ông ta đường chủ cổ gật đầu liên tục rồi lại hỏi thế bao giờ cậu về tỉnh thành vậy cậu thiên sáng mai đi hoàng thiên nói xong thì rời khỏi phòng làm việc của tiêu tấn Đường chủ hổ vui mừng khôn xiết, chỉ cần Hoàng Thiên quay lại tỉnh thành thì ông ta có thể báo thù được rồi, lão Kha phù kia chắc chắn sẽ xong đời. Dù chân chưa đi lại được bình thường nhưng Đường chủ cổ Vân Ân cần tiền Hoàng Thiên ra tận cửa. Đưa ông ta đến bệnh viện đi. Trước khi Hoàng Thiên rời đi, nói với Tiêu Tấn. Anh Thiên cứ yên tâm, tôi sẽ làm. Tiêu Tấn gật đầu. Hoàng Thiên không nói thêm gì nữa, lái xe rời khỏi đây, quay về nhà một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng hôm sau hoàng thiên nói lời giữ lời lái xe đến trung tâm giải trí tối qua lã việt cũng ở lại chỗ này anh ta đã triệu tập nhân thủ đến có thể cùng hoàng thiên quay về tỉnh thành bất cứ lúc nào anh thiên tôi đã tập hợp các anh em đến đây rồi lã việt thấy hoàng thiên đã đến tranh thủ đến ghé vào cửa sổ nói với hoàng thiên hoàng thiên quan sát một chút hai ba mươi chiếc ô tô dừng ở trước cửa trung tâm giải trí bên cạnh mỗi chiếc đều có 4 năm đàn em của Lã Việt đứng bên, khoảng hơn trăm người. Hoàng Thiên hơi nhíu mày, vì anh không định phô trương đến như vậy. Chuyến đi lần này không phải là thu phục hết đám người của Kha Phù, đàn em của Kha Phù đông như thế, chẳng lẽ có thể một lưới tóm gọn được sao? Chuyện đó không có khả năng, vậy nên Hoàng Thiên đã sớm dự tính, lần này đi chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là Kha Phù không cần nhiều người như vậy đâu, đưa mấy người đi cùng là được rồi hoàng thiên nói với lã việt lã việt nghe thế thì giật mình vội nói anh thiên kha phù kia là một con người hung ác chúng ta không dẫn theo nhiều người chẳng lẽ để chịu chết ha ha chẳng lẽ chúng ta vừa đến đã muốn sống mái với kha phù sao hoàng thiên cười hỏi lại lã việt đương nhiên tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó nhưng mà chúng ta đã trở mặt với kha phù rồi đi ít người thì có khác nào tự chui đầu vào do lã việt vẫn còn lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ cười nhạt, đáp, đừng lo lắng quá, tôi tự có sắp xếp. Lã Việt thấy Hoàng Thiên tỏ vẻ năm chắc như vậy, cũng chỉ đành yên lặng, lựa chọn tin tưởng Hoàng Thiên. Tiêu Tấn và anh Pháo đứng hai bên, hai cánh tay đắc lực của anh nhất định phải đi cùng. Sắc mặt của đường chủ cổ hôm nay đã khá hơn nhiều, đúng là khỏe thật. Tối qua bị thương nặng như vậy mà sáng nay lại sung sức như thường. Cậu Thiên nói rất đúng, không nên đưa nhiều người như vậy đi cùng chỉ cần cậu thiên đi là đủ các anh em của tôi chỉ thiếu một người đáng tin cậy để nghe theo mà thôi có cậu thiên ở đó thì mọi chuyện đều không thành vấn đề đường chủ gồ cao giọng nói nịnh hót cũng không tồi hoàng thiên không nói gì dẫn đầu đi trước dù lão việt rất muốn mang theo cả đoàn người cùng đi nhưng hoàng thiên đã lên tiếng rồi anh ta cũng chỉ đành làm theo dẫn tiêu tấn và anh pháo cùng đi lại gọi thêm vài người già đời khôn khéo xuất phát với Hoàng Thiên. 9 giờ sáng, nhóm Hoàng Thiên đã đến tỉnh Thành. Hoàng Thiên đỗ xe ở bên đường, rồi ra ngoài thư giãn gần cốt một chút. Lã Việt và Tiêu Tấn cùng anh Pháo cũng theo sau, đứng bên cạnh Hoàng Thiên không ai biết Hoàng Thiên định làm như, thế nào, chỉ mang theo có mấy người như vậy, sao có thể đấu lại Kha Phù đây. Dù cả Hoàng Thiên và Lã Việt đều rất mạnh, nhưng thế lực của Kha Phù tại nơi này rất lớn, song quyền cũng khó địch lại tứ thủ, nhất định sẽ phải chịu thiệt, vậy nên mấy người lã Việt không ai dám lên tiếng, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Hoàng Thiên. Cậu Thiên, để tôi đi tập hợp các anh em lại đây, chỉ cần cậu ra lệnh thì chúng tôi lập tức xông vào sống mái với Kha Phú ngay. Đường chủ cổ cũng xuống xe, đứng nghiến răng nghiến lợi nói Hoàng Thiên nghe vậy thì cười nhạt, không đáng để rêu rao lên thế, ông gọi điện trước cho Kha Phù đi, hẹn ông ta ra ngoài gặp riêng. Hả? Đường chủ cổ kinh ngạc, ông ta có cảm giác hoàng thiên đang lao đầu vào chỗ chết không gọi anh em đến chỉ có mấy người thế này đã muốn hẹn kha phù ra ngoài đúng là tìm chết thật mà cậu thiên chỉ có mấy người chúng ta thế này có được không vậy đường chủ gồ lau mồ hôi lạnh xoắn suýt hỏi nét mặt hoàng thiên lạnh đi ông cứ gọi điện hẹn kha phù ra ngoài là được rồi những chuyện khác ông không cần quan tâm được rồi đường chủ cổ không dám chống lại hoàng thiên lấy điện thoại ra thấp thỏm gọi điện cho Kha Phù Alo, lão phù kia, là tao đây. Đường chủ gỗ cố nhịn, hung dữ nói. Từ phía bên kia vang lên điệu cười đắc ý của Kha Phù, ha ha, là đường chủ cổ đấy à. Sao vậy, tối qua mày mau chân chạy được, hôm nay lại muốn đến chịu đòn hả? Mẹ cha mày, lão già kia mày đừng có mà phách lối, bây giờ tao muốn hẹn gặp. Mày, mày có dám ra không? Đường chủ cổ mắng, ha ha ha, tao không nghe nhầm chứ. Thế này nhé, tao không có thời gian chơi với mày, mày cũng không có gan tới gặp tao đâu. Kha phù cười ha ha, sau liền muốn cúp máy. Chờ đã nói thật cho mày biết, là cậu thiên muốn gặp mày. Đường chủ cổ bổ sung một câu. Kha phù không nói cũng không cười, chỉ yên lặng một lúc lâu. Sao hả Kha phù, cậu thiên muốn gặp? Mày, mày dám không nể mặt sao? Đường chủ gỗ trầm giọng hỏi. Khoảng 10 giây sau, Kha Phù mới lên tiếng đáp, "Được thôi, hẹn ở nhà hàng Hải Phù, tôi đây sẽ bày tiệc tiếp đón anh Thiên." Nói xong, Kha Phù lập tức cúp máy. "Anh Thiên, lão già đó nói sẽ hẹn gặp anh ở nhà hàng Hải Phù." Đường chủ cổ đưa mắt sang nhìn Hoàng Thiên, báo cáo tình hình. Hoàng Thiên không nói lời nào, anh bước lên xe, lái xe đi thẳng đến nhà hàng Hải Phù. Đường chủ gỗ nhìn đến phát ngốc ông ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, lá gan của Hoàng Thiên lại to đến như thế. Cộng thêm đường chủ cổ, lại tính thêm cả Hoàng Thiên, tổng cộng chỉ mới có 8 người, liền dám đến tìm ông Kha Phú tính sổ ư. Đường chủ cổ không dám tưởng tượng thêm đến kết quả, ông ta do dự một lúc, không biết là có nên đi chung với Hoàng Thiên không lên xe đi chứ. Tiêu tấn mất kiên nhẫn nói với đường chủ cổ. À, được rồi, được rồi. Lúc này đường chủ cổ mới chậm rãi hồi hồn lại, chuyện đã đến nước này rồi, ông ta cũng chỉ đành đi theo bọn họ thôi. 15 phút sau, Hoàng Thiên đã lái xe đến nhà hàng Hải Phủ. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng cao cấp nhất của tỉnh, là nhà hàng cao cấp 5 sao. Tuyệt đối không phải là nơi mà dân thường nghèo túng có thể tiêu tiền. Chiếc xe dừng ngay trước cửa của nhà hàng, sớm đã có nhân viên đứng chờ để tiếp đón, nhiệt tình dẫn đường cho bọn Hoàng Thiên đi vào bên trong. Hoàng Thiên dẫn theo đám Lã Việt xải bước vào trong. "Anh Thiên, ông Kha phù cùng những người khác đang ở lâu hai đợi anh, mời anh đi theo tôi." Đúng vào lúc này, một cậu thanh niên mặc bộ tây trang chỉnh tề lạnh lùng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn cậu thanh niên này, nhìn cậu này rất quen, tên này thường đi theo ông Kha phù đây mà, lúc trước Hoàng Thiên đã gặp cậu ta rồi. Bình thường gặp mặt, cậu thanh niên này ở trước mặt của Hoàng Thiên còn không dám thở mạnh, nhưng hôm nay lại không như thế tên này lại có gan đứng trước mặt Hoàng Thiên tỏ vẻ cao ngạo, giọng điệu lại vô cùng không khách sáo. Hoàng Thiên cũng không để ý nhiều, nhân vật nhỏ bé như thế này, anh căn bản không thèm đặt vào trong mắt. Lúc này, cậu thanh niên trước mặt đang đi đầu dẫn đường, dẫn mấy người Hoàng Thiên lên lầu hai nhân viên phục vụ trong khách sạn, tất cả đều né sang một bên, căng thẳng quan sát, bọn họ đã ý thức được, hôm nay nhà hàng chắc chẩn xế xảy ra chuyện lớn. Rất nhanh, hoàng thiên dưới sự chỉ dẫn của cậu thanh niên kia đã đến được một căn phòng bao vô cùng sang trọng ở tầng hai mở cửa ra cậu thanh niên kia làm động tác mời với hoàng thiên anh thiên mời vào hoàng thiên không thèm nhìn tên kia dù chỉ là một cái hai tay chắp lại phía sau bước vào bên trong bên trong căn phòng khói thuốc dày đặc ông kha phù ngồi ở chính giữa đang nhả ra từng hơi thuốc lá ngồi bên cạnh ông kha phù là lăng thanh trúc khuôn mặt của người phụ nữ này rất lạnh lùng hiển nhiên là một người đẹp lạnh lùng điển hình. Sau lưng hai người có mấy chục người đàn ông mặc tây trang thắng tắp, toàn bộ đều là đàn em đắc lực của ông Kha Phù. Thấy ông Kha Phù chuẩn bị bài bản như thế, trong lòng Hoàng Thiên không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Lúc trước ông Kha Phù nhìn thấy Hoàng Thiên, đều ra vẫy đuôi chào đón, lăng thanh trúc kia lại càng là bộ dạng phóng điện quyến rũ, miệng cứ luôn nói không muốn không muốn. Nhưng hôm nay lại khác, ông kha phù và lăng thanh trúc không những không ra cửa đón tiếp ngược lại còn ngồi trong phòng báo lớn đến nỗi hoàng thiên đi vào rồi bọn họ cũng không thèm nhấc mông đứng dậy dô đây không phải là anh thiên sao ha ha ở cái tỉnh này đúng thật là chạy rất nhanh đó nha ngày ngày chạy đi khắp nơi lăng thanh trúc quét mắt nhìn qua hoàng thiên giọng nói âm u quái đản hoàng thiên không quan tâm đến người phụ nữ này ánh mắt của anh đặt lên người của ông kha phù tuy sớm đã nhìn thấu được ông kha phù nhưng lúc này khi nhìn thấy ông ta, Hoàng Thiên vẫn rất ngạc nhiên. Chỉ thấy ông Kha Phù dựa vào ghế, đôi mắt mở như không mở, đến mí mắt cũng lười phải nâng lên, bộ này của ông ta khiến cho người ta cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Lạng kiêu căng ngạo mạn điều khiến Hoàng Thiên kinh ngạc đó là, con người đúng thật là biết ngụy trang, một giây trước còn có thể kề vai bá cổ xương anh gọi em với mình, một giây sau lại có thể đâm mình một nhát dao. Ông Kha Phù này, chính là loại như thế lúc trước đúng là diễn hay thật trong lòng nghĩ đến những điều này hoàng thiên nhìn ông kha phù đang cun ngầu ở trước mắt không nói năng gì lúc này ông kha phù cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nâng mắt nhìn lên nheo mắt nhìn qua hoàng thiên kiêu căng cười một tiếng nói ha ha tôi nói này cậu chủ thiên cậu không phải là nói tôi không xứng trở thành bạn của cậu sao sao hôm nay lại hẹn tôi ra gặp mặt thế này không sai bộ dạng này của ông quả thật là không xứng hôm nay tôi hẹn ông ra đây gặp mặt là để cùng ông xác minh một chuyện. Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Mẹ nó. Trong lòng ông Kha Phù thăm mắng Hoàng Thiên, ông ta đã bị Hoàng Thiên này xem thường hết lần này đến lần khác, lửa giận trong lòng đã sắp dâng trào thành núi lửa rồi. Nhưng ông Kha Phù là người lão luyện, tuy cơn giận ngập tràn lên não nhưng trên mặt vẫn rất điềm tĩnh. Ồ, vậy cậu nói thẳng đi là được rồi, muốn tôi xác minh chuyện gì? Ông Kha phù giả bộ hiểu chuyện, còn liếc mắt đảo qua nhìn đường chủ cổ đứng ở sau lưng Hoàng Thiên một cái, nhẹ nhàng cười mỉm. Có phải hôm qua ông đã càn quét địa bàn lúc trước của chó hoang đúng không, còn đánh đường chủ cổ một trận? Có. Chuyện này thật sao? Hoàng Thiên cũng không ấp úng với ông Kha phù, trực tiếp lên tiếng chất vấn. Ông Kha phù hừ một tiếng, nói, hừ hừ, cho dù là có chuyện này thì cũng có liên quan gì đến Hoàng Thiên cậu đâu, Tôi cũng đầu đến càn quét địa bàn của cậu ở ngoại ô phía tây Hà Nội, lại không cưỡi lên đầu cậu, đúng không? Những lời này vô cùng không nể mặt người nào, lời của ông Kha Phù mang theo sự tấn công, vô cùng ngạo mạn. Dựa vào tính tình của Hoàng Thiên, làm sao có thể nghe lọt tai được những lời này. Lúc này Hoàng Thiên lại cười lạnh, anh không thể tha cho tên Kha Phù này được rồi đường chủ cổ và đàn em của ông ta đã trở thành người của tôi từ ngày hôm qua rồi hơn nữa địa bàn của bọn họ cũng được xem như là địa bàn của tôi mặt của hoàng thiên trầm xuống lạnh lùng nói với ông kha phù tôi nhổ vào làm sao tôi biết được chuyện này chứ hôm qua cậu chẳng thông báo gì với tôi tôi nói thế cũng không sai đi ông kha phù phất phất tay như gảy đàn hỏi ngược lại hoàng thiên Ông không biết à, đường chủ cổ đã nói ông ấy là người của anh Thiên rồi, ông lại càng tay ác độc hơn, có chuyện này đúng không? Tiêu Tấn đứng một bên tức giận gào lên, chỉ tay chất vấn ông Kha Phù. Sắc mặt ông Kha Phù nháy mắt trầm xuống, bóp một cái, hung hăng đập tay lên cái bàn ở trước mặt. Mẹ nó chứ, Tiêu Tấn mày là nhãi danh gì, dựa vào cái gì mà xứng để nói chuyện với Kha Phù tao? Ông Kha Phù thổi dâu trợn mắt, vô cùng bá đạo, tính tình của Tiêu Tấn cũng không mấy tốt đẹp, bị ông Kha Phù nói như thế thì sao có thể nhẫn nhịn được nữa? Vừa muốn xông lên dạy dỗ cho ông Kha Phù một trận, Lã Việt đã nhấc tay cản anh ta lại, tỏ ý anh ta đừng có làm loạn nữa, tất cả phải nghe theo lời của Hoàng Thiên. Lã Việt cản Tiêu Tấn lại, đồng thời cùng không nhịn được lắc đầu, ông ta biết ông Kha Phù lúc này mới đúng là ông Kha Phù thật sự. Trước khi Lã Việt quen biết với Hoàng Thiên, trong mắt ông ta, ông Kha Phù chính là bộ dạng bá đạo như thế này. Nhưng sau này, sau khi ông Kha Phù gặp Hoàng Thiên, mới trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Nghĩ đến bây giờ ông Kha Phù lại khôi phục lại bộ dạng lúc trước, thực sự là mọi việc đều không thể dự tính được. Trong lòng Lã Việt nghĩ đến những điều này, ông ta bất giác nhìn qua Hoàng Thiên, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, không biết Hoàng Thiên có thể dẫn dắt bọn họ toàn thân trở ra không. Đừng thấy phía sau ông Kha Phù chỉ mấy chục người đàn ông như thế, thực ra trong khách sạn này đã được sắp xếp thêm bao nhiêu người của ông ta rồi ai cũng không thể đoán được, điều mà lã Việt kiêng rẻ nhất chính là ở điểm này, cho nên mới lo lắng không nguôi. Ông Kha Phù, Tiêu Tấn nói không sai chứ, có phải hôm qua đường chủ cổ đã nói anh ta là người của tôi? Hoàng Thiên bình tĩnh hỏi ông Kha Phù. Hôm nay tính tình của ông Kha Phù rất gắt, nếu đã muốn lật bài với Hoàng Thiên, ông ta cũng không cần phải tránh né nhiều chuyện để làm gì nữa. Đệch, cho dù cậu ta là người của cậu thì thế nào? Tay của cậu chủ Thiên đây cũng đủ dài rồi đó, còn muốn vươn tay đến tỉnh thành. Ông Kha Phù kiêu ngạo chất vấn Hoàng Thiên, lão già này càng nói lại càng trở nên không nể nang, đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Lúc này, vẻ mặt ông Kha Phù rất kiêu ngạo và độc đoán, ông ta như biến thành một con khác so với bình thường vậy. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên nhìn thấy ông Kha Phù như vậy, trước đây ông Kha Phù luôn cư xử có quy phép trước mặt anh từ khi nào mà ông ta đã trở nên ngông cuồng ngang ngược như vậy rồi. Thấy ông Kha Phù kiêu ngạo như vậy, Hoàng Thiên bắt đầu cảm thấy tức tối. Tôi vừa lên thành phố được một lát mà ông đã như vậy là thế nào? Hoàng Thiên nhìn ông Kha Phù rồi lạnh lùng hồi. Ông Kha Phù cười một cách mở ám, những lời Hoàng Thiên nói đều nãm trong dự. Liệu của ông ta? Bởi vì ông ta rất hiểu Hoàng Thiên, biết Hoàng Thiên là một người độc đoán như thế nào. Hi hi, tôi nói cho cậu thiên hay, có phải cậu quá tự tin rồi không? Cậu cho rằng Kha Phù tôi không dám động vào cậu sao? Ông Kha Phù cười một cách đầy thâm hiểm, đứng trước mặt Hoàng Thiên với bộ dạng ngạo mạn. Hoàng Thiên ghét nhất chính là có người cứ giả vờ trước mặt mình. Đặc biệt là những người như ông Kha Phù đây, khiến anh rất chướng mắt. Nếu nói vậy, chắc ông dám động đến tôi rồi nhỉ? Hoàng Thiên hỏi lại. Ông Kha Phù thầm nghiến răng, nếu thật sự động vào Hoàng Thiên thì ông Kha Phù thực sự là một kẻ đáng gầm đấy. Nhà họ Hoàng đã tồn tại và phát triển mạnh mẽ ở thủ đô như vậy, sao ông ta lại dám khiêu khích nhà họ Hoàng chứ? Nếu không phải thế thì ông Kha Phù cũng sẽ không một mực vâng vâng dạ dạ với Hoàng Thiên như vậy đâu. Hừ hừ, cậu, tôi nhất định sẽ không động vào cậu. Nhưng cậu dẫn theo nhiều người như vậy thì đừng ai mong có thể ra ngoài. Ông Kha Phù khịt khịt mũi, sau đó chỉ tay về phía bảy người đang đứng bên cạnh Hoàng Thiên. Khi nghe những lời sắc sược của Kha Phù, Lã Việt không khỏi nghiến răng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nghe những lời ông Kha Phù nói ra, Tiêu Tấn và anh phó thậm chí còn muốn lao lên để đánh cho Kha Phù kia một trận. Chỉ có khuôn mặt của Đường chủ cổ là tỏ vẻ sợ hãi. Ông ta cảm thấy Hoàng Thiên quá bất cẩn, sao có thể chỉ mang mấy người như vậy tới trước mặt ông Kha Phù chứ? Thật là khủng khiếp đừng nghĩ đến chuyện toàn mạng rời khỏi khách sạn hải phủ này được rồi ông phù chúng ta đừng đấu võ mồm nữa bây giờ tôi sẽ cho ông hai con đường ông chỉ được chọn một trong hai hoàng thiên không thèm nhiều lời với ông kha phù nữa lạnh lùng nói nghe xong những lời hoàng thiên nói ông kha phù không khỏi cười rộ lên ha 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 cậu thiên à có cần tôi nói cho cậu biết hiện giờ cậu tốt thế nào không cũng không thèm xem xét lại tình hình bây giờ của cậu thế nào đi ông kha phù bĩu môi lên cười nhạo hoàng thiên với vẻ đắc ý này ông kha phù anh cứ để cậu thiên người ta nói xong cái đã em còn đang nghe mà nực cười quá không biết có phải đang xem hải không nữa lăng thanh chúc cười khúc khích đứng dậy rồi đến trước mặt ông kha phù rồi ôm lấy cổ ông ta ha ha vậy được thôi hoàng thiên cậu cứ nói đi cậu định cho tôi hai con đường nào đây ông kha phù nhìn hoàng thiên hỏi với một nụ cười khó chịu Hoàng Thiên thực sự rất bình tĩnh, mặc dù ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc đều rất khó ưa, nhưng Hoàng Thiên vẫn phớt lờ họ, rồi bình tĩnh nói, con đường đầu tiên, hôm qua ông đã cướp được bao nhiêu địa bàn của hội chó hoang, bây giờ hãy đưa hết cho tôi. Rồi sau đó hãy đến dập đầu xin lỗi đường chủ cổ cho đến khi anh ấy hết giận mới thôi. Tôi, Phi. Sau khi nghe Hoàng Thiên nói, ông Kha Phù lập tức phì cười một tiếng. Ông ta cảm thấy Hoàng Thiên thật nực cười, chẳng phải điên rồi sao, sao có thể đưa ra một yêu cầu ngây thơ như vậy lăng thanh trúc cũng nghiêng người cười khúc khích một lúc sau che miệng nói với hoàng thiên này cậu thiên à anh có thể diễn hài lại được không ha ha bây giờ anh còn không giữ nổi cái mạng cho mình mà lại còn muốn báo thù chút hận cho đường chủ cổ nữa sao nhìn thấy dáng vẻ đắc ý ngạo mạn của lăng thanh trúc hoàng thiên thật sự không nói nên lời thấy hoàng thiên chưa nói gì ông ta phá lên cười rồi nói với hoàng thị cậu nói tiếp đi con đường thứ hai là gì vậy con đường thứ hai ông không cần đồng ý cũng được hoàng thiên nói ha ha vậy được thôi tôi chọn con đường thứ hai và tôi sẽ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào cả ông kha phù bật cười ánh mắt lóe lên vẻ hung tợn đây là ông nói đấy hoàng thiên trầm giọng nói ông kha phù nhìn thấy giọng điệu của hoàng thiên không được bình thường sắc mặt ông ta cũng bắt đầu trùng xuống ừ chính kha phù tôi nói đấy thì sao cậu làm gì được tôi nào hoàng thiên cậu đừng tưởng rằng cậu là cậu chủ của nhà họ hoàng ở thủ đô hì có thể cưỡi lên đầu tôi ngồi nhé nếu cậu đã không giữ thể diện cho tôi rồi thì tôi đây cũng chả thèm nể mặt cậu chút nào nữa ông kha phù gào thét chửi bới chỉ vào mặt hoàng thiên mà gầm lên một tiếng hoàng thiên phải xử lý ông kha phù thế nào đây lão già này dám kiêu ngạo như vậy nếu Hoàng Thiên không dạy cho ông ta một bài học thì thật có lỗi với ông ta đấy. Vèo. Chỉ với một sải bước, Hoàng Thiên đã đến trước mặt ông Kha Phù, anh đã sẵn sàng để dạy cho ông ta một bài học rồi. Không ngờ lần này ông Kha Phù đã rút được kinh nghiệm, dường như ông ta đã biết được nước đi này của Hoàng Thiên, vèo một cái ông ta lùi lại vài bước, tốc độ cũng khá nhanh Hoàng Thiên lao lên không chung, vừa nghĩ sẽ đá cho ông Kha Phù một cước, nhưng lại nhìn thấy mười mấy tên thuộc hạ mặc đồ vest của ông Kha Phù, Họ đã đồng loạt lao lên để đỡ cho ông Kha Phù ở sau lưng. Hừ, tên họ Hoàng kia, cậu tưởng Kha Phù tôi dễ đối phó lắm sao? Lúc trước cậu đánh tôi thế nào thì hôm nay tôi sẽ trả lại gấp bội cho cậu. Ông Kha Phù nghiến răng hét lên với Hoàng Thiên. Lăng Thành trúc thấy ông Kha Phù đã lùi lại, thì cô ta cũng nhanh chóng lùi ra sau, chạy đến sau lưng ông Kha Phù, mỉm cười nhìn Hoàng Thiên và nói, "Hoàng Thiên, tên chết tiệt nhà cậu còn to gan lơ chuyện bao đồng." dám cả gan khiêu khích ông Kha Phù, hôm nay chết chắc rồi. Hoàng Thiên vẫn kiên định đứng đó, anh không thèm để ý đến mấy lời sẵn bậy của Lăng Thanh Trúc và ông Kha Phù. Lã Việt nhìn chằm chằm vào mười mấy tên thuộc hạ của ông Kha Phù, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, vì biết rằng sẽ không thể tránh khỏi một trận chiến đẫm máu. Tiêu Tấn và anh Phó cũng vậy, hai người họ đã sẵn sàng liều mạng với cả sức lực của mình bất cứ lúc nào. Đường chủ gỗ rất căng thẳng, Hôm qua bị ông Kha phù hành hạ đủ thê thảm rồi, đến bây giờ ông ta vẫn còn bị ám ảnh vì chuyện đó. Hơn nữa đây là địa bàn của ông Kha phù, với sự xảo quyệt của mình chắc chắn ông ta sẽ phục kích một lượng lớn người trong khách sạn này, nên Đường chủ cổ vô cùng sợ hãi. "Cậu chủ Thiên, chúng ta giúp trước thôi, tên họ Kha này nhất định đã có chuẩn bị trước rồi, nếu chúng ta không rời đi mau thì sẽ không kịp đâu." Đường chủ cổ căng thẳng thuyết phục Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quay đầu liếc nhìn Đường Chủ Cổ đang bên cạnh mình một cái, anh rất thất vọng về Đường Chủ Cổ. Cứ tưởng rằng Đường Chủ Cổ sẽ là một người thủ lĩnh tuyệt vời, nhưng không ngờ ông ta lại vô dụng đến vậy. Vì vậy Hoàng Thiên cũng không để ý tới Đường Chủ Cổ nữa, lúc này mới nhìn về phía ông Kha Phù rồi lạnh lùng nói, "Ông Phù, tôi đã cho ông một cơ hội rồi, là ông tự tìm đến cái chết, đừng có trách tôi." "Đi chết đi, đừng có mà giỡn mặt tôi." Ông Kha phù chỉ những tên tay sai của mình, xông lên hết hết vào mặt một lượt cho tao, chỉ căn hạ được Hoàng Thiên là được, còn những đứa khác thì phế hết. Vâng. Mười mấy người đàn ông mặc vest cùng đồng thanh đáp, bắt đầu vung tay lên rồi lao về phía đám người Hoàng Thiên. Thật ra ông Kha Phù vẫn chừa một con đường lui cho mình, nhìn ông Kha Phù hung hăng vậy thôi, chứ không dám đối xử với Hoàng Thiên như vậy. Nhưng ông Kha Phù lại không thèm để ý đến những người Hoàng Thiên dẫn đến, còn nguồn khiến cho họ phải thân tàn ma dại, chuyện này cũng chẳng là vấn đề gì to tát đối với ông ta cả. Vì vậy ông Kha Phù mới ra mệnh lệnh như thế, trên thực tế, chính ông ta cũng đã có một chút sợ hãi rồi. Lúc này, ánh mắt lã Việt đã đỏ hoe, ông ta vẫy tay gọi Tiêu Tấn và anh Phó, ba người cùng sông lên trước để làm lá chắn đỡ cho. Hoàng Thiên Còn Hoàng Thiên vẫn đứng vững như bàn thạch, anh cũng chả thèm đối phó với mười mấy tên mặc áo mặc vest này. Rất nhanh Lã Việt và những người khác đã xông đến chiến đấu với mười mấy tên tay sai kia. Có hơn một chục người đàn ông mặc vest, tất cả đều là những người giỏi nhất có thể chiến đấu dưới trướng của ông Kha Phù, họ đã được tinh luyện cẩn thận rồi mới được làm tay sai đắc lực cho ông Kha Phù. Không thể xem thường thực lực chiến đấu của mười mấy tên mặc vest này được. Nhưng so với đám người Lã Việt thì mấy tên này vẫn còn kém xa thực lực của Lã có thể ngang tài ngang sức với Hoàng Thiên, có thế khiêu chiến được. Còn Tiêu Tấn và anh Phó, họ cũng đã theo Lã Việt nhiều năm, là những người có thực lực làm thủ lĩnh dưới trướng Lã Việt nhất, và đều nằm trong top 10 cả. Cộng thêm một số tay sai đắc lực do Lã Việt đưa tới, những người này đều xông lên chiến đấu với hơn chục tên tay sai dưới quyền của ông Kha Phù và nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Trong toàn bộ phòng riêng, tiếng la hét dữ dội không dứt Lã Việt như hổ rình mồi, cùng Tiêu Tấn và anh Phó, chẳng mấy chốc đã hạ gục 7-8 tên tay sai dưới trướng của Kha Phù thật là một điều phi thường. Ông Kha Phù ngẩn người ra một chút, ông ta sớm đã biết Lã Việt rất mạnh. Nhưng không ngờ Lã Việt lại mạnh đến như vậy. Hơn nữa Hoàng Thiên còn chưa ra tay mà bảy tám tên thuộc hạ đã ngã quy xuống sàn, có đùa không vậy? Nghĩ đến đây, ông Kha Phù hét vào bộ đàm, xông lên hết cho tao. Sau khi ông ta hét lên, chưa đầy 5 giây sau, cửa phòng riêng bị đá tung ra, sau đó 20-30 tên từ bên ngoài xông vào phòng riêng rộng lớn phòng riêng này rất sang chảnh, không gian khá rộng, sức chứa hàng chục người, rộng rãi vô cùng. 20-30 tên do ông Kha Phù gọi vào nhanh chóng bao vây đám người Hoàng Thiên, chỉ chờ đợi lệnh của ông Kha Phù Lã Việt thấy tình thế như vậy thì không khỏi đau đầu, trong lòng thầm kêu khổ. Cho dù ông ta và Hoàng Thiên vẫn có thể đấu tiếp, vậy thì sao nào? Kẻ địch có quá nhiều người, hôm nay chắc chắn ra về không toàn thây rồi. Tiêu Tấn và anh Phó cũng là những thủ lĩnh mạnh mẽ, nhưng nhìn vào tình hình lúc này, thì trong lòng họ cũng cảm thấy hơi sợ. Hơn nửa bảy, tám tên mặc vest vừa bị hạ gục đã đứng dậy rồi, toàn bộ vây quanh phòng, trong phòng bây giờ phải có tổng cộng 40 tên tay sai của ông Kha Phù. Ông Kha Phù cười ngạo nghễ, mọi thứ đều nắm trong tầm kiểm soát của ông ta, ông ta tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Nhìn Hoàng Thiên đang bị bọn họ bao vây, ông Kha Phù thầm chế nhạo, trong lòng nghĩ rằng Hoàng Thiên ơi là Hoàng Thiên. Để xem hôm nay cậu còn ngạo mạn được nữa không? hôm nay kha phù tôi phải khiến cậu quy phục mới được này ông phù hôm nay đám người hoàng thiên có cánh cũng khó mà bay được ông định xử lý họ thế nào lăng thanh trúc vừa cười khúc khích vừa đung đưa cánh tay của ông kha phù lúc này ông kha phù rất sáng khoái ông ta đã nhịn lâu như vậy cảm thấy hôm nay cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt rồi bị hoàng thiên đánh hai lần cả hai lần ấy đều bị mất mặt hôm nay ông kha phù đã có thể đòi lại tất cả ha ha xử lý bọn họ thế nào à còn tùy thuộc vào thái độ của bọn họ nữa ông kha phù mỉm cười sau đó bước ra khỏi đám đông đi đến trước mặt hoàng thiên liếc nhìn lã việt một lúc rồi ông kha phù cười nói việt cậu quả nhiên là một nhân tài kha phù tôi đây luôn ngưỡng mộ cậu tôi thấy thế này đi chỉ cần cậu tuyên bố sẽ không còn đi theo hoàng thiên nữa sau này hãy theo kha phù tôi tôi sẽ không làm khó dễ cậu nữa thế nào hư tên họ Kha kia, ông có mà năm mơ à, từ khi theo Hoàng Thiên đến giờ, đến chết tôi cũng sẽ không bao giờ hài lòng. Không giống cái đồ ba phải hai mặt chết tiệt vô liêm sỉ nhà ông đâu. Lã Việt tức giận xanh cả mặt, chỉ thẳng vào mặt ông Kha Phù mà chửi bới. Mặt ông Kha Phù rượt rượt, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, dường như ông ta đã thật sự muốn giết Lã Việt rồi. Tuy nhiên, lão già này vẫn rất xảo quyệt, tuy rằng trong lòng lúc này tràn đầy sát ý, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mặt quá nhiều còn hai người thì sao có muốn theo tôi không ông kha phù lại chỉ vào tiêu tấn và anh phó rồi hỏi một cách dứt khoát tiêu tấn và anh phó đều rất tức giận hai người họ từ lâu đã muốn băm kha phù ra thành trăm mảnh rồi nhưng với tình hình trước mắt thì lại không được tên họ kha kia muốn giết thì giết muốn chém thì chém đừng nói nhảm với tôi nữa tiêu tấn ngẩng đầu rồi hét lên mạnh mẽ anh phó lắc lắc đầu, nhìn chăm chăm, vào Kha Phù nói, tốt nhất là ông đừng có mà mơ tưởng đến điều đó, cho dù tôi có chết thì vẫn luôn một mực trung thành với Hoàng Thiên. Ông đừng có mà lãng phí công sức. Hi hi, tốt thôi, cũng có nghĩa khí phết. Mong rằng lát nữa mấy người cũng dám nói như vậy. Ông Kha Phù chế nhạo, sau đó đưa mắt nhìn về phía đường chủ gỗ. Nhìn đường chủ gỗ có chút lo lắng, ông ta nhìn đám tay sai xung quanh của ông Kha Phù, hầu hết bọn họ đều cầm dao dựa sắc bén khiến tim ông ta đập thình thịch đường chủ cổ không sợ chết như đám người lã việt lúc này anh ta thực sự rất hoảng loạn còn ông thì sao đường chủ cổ ông cũng thể chết một mực đi theo hoàng thiên sao ông kha phù hỏi đường chủ cổ với vẻ mờ ám quái dị thật ra lão già này rất khéo lời ông ta thấy đường chủ cổ bây giờ rất sợ hãi ông phù tôi tôi đường chủ cổ có chút lắp bắp kinh hãi nhìn về phía ông kha phù lâu sau đó vẫn không nói gì. Ông thì sao, mau nói lập trường của mình đi, nếu không sẽ chết đấy. Ông Kha Phù tỏ ra hung tợn hét vào mặt đường chủ cố. Tôi sẽ không theo Hoàng Thiên nữa. Ông Phù, sau này tôi sẽ trung thành với ông. Đường chủ gồ tỏ ra mềm yếu, rồi thể hiện lòng trung thành với ông Kha Phù. Hi hi, coi như ông cũng biết điều đấy. Vậy mấy tên thuộc hạ của ông đâu? Khương Lạp đã chạy trốn, vậy người của hội chó hoang do ai tiếp quản? Ông Kha Phù hỏi đường chủ cổ. Đường chủ cổ quả là một tên a du nịnh hót, lúc này anh ta lắc lắc đầu nói, đương. Nhiên do ông Kha Phù quản rồi, nhìn đi nhìn lại thì ai có thế tranh lại ông Kha Phù chứ? Ha ha ha, coi như ông cũng biết điều đấy, được rồi, hôm nay ông có thế sống sót. Ông Kha Phù cười lớn, khá hài lòng với đường chủ cổ đường chủ cổ vội vàng chạy đến bên cạnh ông kha phù bộ dạng ông ta chẳng khác nào một tên nô bộc nịnh nọt trước mặt ông kha phù và lăng thanh trúc nhìn thấy thế hoàng thiên tức đến muốn ọc cả máu trước đây anh không biết gì nhiều về đường chủ cổ nhưng bây giờ hoàng thiên cũng đã biết rõ bản chất của con người này rồi xem ra trước đường chủ của hội chó hoang này cũng là do tên đường chủ cổ này dựa vào mấy lời nịnh nọt mà có được không chừng đường chủ cổ ông muốn phản sao Hoàng Thiên cười lạnh, rồi nhìn Đường Chủ Cổ với vẻ khinh thường. Mặt của Đường Chủ gỗ căng ra, nhếch miệng nói với Hoàng Thiên: "Tôi phản đấy thì sao? Tên họ Hoàng kia, cậu cũng tự lượng sức mình đi, dẫn được mấy tên đến đây mà cũng đòi đấu với ông Kha Phù sao? Một tên rác rưởi có chỉ số IQ thấp như cậu mà cũng xứng đáng để tôi bán mạng cho cậu sao? Đường Chủ gồ này càng nói càng hăng, nước bọt văng tung tóe, anh ta đang ra sức ninh hót ông Kha Phù quả nhiên ông kha phù rất hài lòng với biểu hiện của đường chủ cổ ha ha nói khá hay đấy đường chủ cổ này ông đứng qua một bên đi ông kha phù bật cười ra hiệu cho đường chủ cổ đứng sang một bên lúc này đường chủ cổ như một con chó vẫy đuôi nghe lời gật đầu rồi nói với ông kha phù vâng vâng cảm ơn ông phù nói xong đường chủ cố đứng sang một bên nhìn chăm chăm vào hoàng thiên với ánh mắt tức giận dĩ nhiên, giờ anh ta đã trở thành con chó của ông Kha Phù rồi. Hoàng Thiên thực sự rất khâm phục, tên đường chủ cổ này lại thực sự có thể rẽ vào bước đường này, thật chẳng ra gì cả. Lã Việt và Tiêu Tấn càng tức giận hơn, hận đến nổi như muốn bóp chết tên đường chủ cổ kia. Hoàng Thiên, thấy rồi chứ, thuộc hạ của cậu hiểu chuyện mà biết cải tà quy chính, biết trước cậu sẽ không đấu lại tôi, ha ha. Ông Kha Phù tỏ vẻ rất đắc ý, rồi nói với Hoàng Thiên một cách mỉa mai ông phù bây giờ ông quỳ xuống cầu xin còn kịp đấy. vẻ mặt hoàng thiên vẫn rất bình tĩnh, thẳng thừng nói với ông kha phù. ông kha phù chừng to hai mắt rồi nói, câu này để tôi nói mới đúng chứ. chết tiệt, cậu mau quỳ xuống cho tôi. nói xong, ông kha phù giật một con dao dựa sắc bén từ trong tay một trong những tên thuộc hạ của mình và tiến lại gần hoàng thiên. tuy rằng ông ta không dám làm gì hoàng thiên mà chỉ dám hù dọa anh thôi chẳng qua cũng chỉ là làm uy trước mặt bọn thuộc hạ, để tìm lại thể diện trước đây bị mất. Lăng Thanh Trúc cũng lấy lại tinh thần, thấy ông Kha Phù uy thế hùng hổ như thế thì cô ta đã rất hào hứng. Ha ha, hôm nay có chuyện vui xem rồi đây, tên cậu chủ thiên này kiêu ngạo lâu như vậy, mà hôm nay lại sắp phải quỳ dưới chân ông Kha Phù chúng tôi rồi. Lăng Thanh Trúc cười ha ha, sau đó vặn eo bước tới, đứng bên cạnh ông Kha Phù, chờ xem trò cười của Hoàng Thiên hoàng thiên đã nhìn thấu hết sạc mặt của tất cả người ở đây lúc này anh không còn hứng thú đùa giỡn với ông kha phù nữa hoàng thiên lấy điện thoại di động ra rồi bấm một số điện thoại có thể vào rồi hoàng thiên trầm giọng nói tình hình gì thế này những người có mặt tại đó đều sửng sốt đặc biệt là ông kha phù và lăng thanh trúc bọn họ không ngờ hoàng thiên đã bố trí trước nhân lực ở gần đó nhưng ông kha phù chỉ ngây người trong giây lát sau đó ông ta lại cười lớn tiếng. Ha ha ha, cậu còn sắp xếp người nữa sao? Được đấy, vậy để tất cả người của cậu vào đây lẹ đi, đừng quên đây là thành phố tỉnh, là địa bàn của tôi đây. Ông Kha Phù cười Hoàng Thiên một cách ngạo mạn. Hừ, để xem người của cậu nhiều hơn, hay người của Kha Phù tôi nhiều hơn. Lãng Thanh Trúc cười khúc khích, còn cả gan bước đến trước mặt Hoàng Thiên, chuẩn bị dùng tay vỗ nhẹ vào mặt anh. Bộp, hoàng thiên đã chịu đựng con ả này lâu rồi lúc này anh mới vung một tát thẳng vào mặt cô ta Ê, ai anh lăng thanh trúc hét lên rồi ôm mặt kinh ngạc nhìn hoàng thiên cô ta không ngờ rằng trong tình thế bất lợi như vậy mà hoàng thiên còn dám đánh cô ta tôi không muốn đánh phụ nữ đâu cô nên biến đi xa một chút hoàng thiên nói với lăng thanh trúc tên hoàng thiên kia anh giỏi lắm hôm nay anh chết chắc rồi Lăng Thanh Trúc vừa xấu hổ vừa ôm mặt khóc xa vào lòng của ông Kha Phù, rồi làm nũng nói, ông Phù, ông Phù, ông mau giết chết tên Hoàng Thiên kia đi. Ông xem xem anh ta đánh người của ông ra nông nổi này. Ông Kha Phù nổi trận lôi đình, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ xử lý gọn lẹ Hoàng Thiên để lấy lại thế diện. Thế mà không ngờ Hoàng Thiên lại láo tuét đến vậy. Hoàng Thiên, là tự cậu tìm đến cái chết. Cậu nghĩ Kha Phù tôi không dám phế cậu sao? ông kha phù quát vào mặt hoàng thiên với vẻ mặt tức giận rồi vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lên đánh gãy hai chân hoàng thiên cho tao mấy chục tên thuộc hạ của ông kha phù vừa nghe lệnh thì lập tức tấn công hoàng thiên bùm cùng lúc đó cửa phòng riêng bị đạp mạnh một cái toàn bộ cánh cửa bị văng ra ngoài đánh gục mấy tên thuộc hạ của ông kha phù tất cả thuộc hạ của ông kha phù đều bị dọa cho một trận khi nghe thấy tiếng ầm này rồi bọn họ nhìn về phía cánh cửa chỉ liếc nhìn một cái, thì bọn họ đều ngẩn người ra. Chỉ nhìn thấy mười mấy người mặc quân phục tác chiến đặc trùng, họ đều được trang bị vũ trang đầy đủ mà xông vào. Không được nhúc nhích, tất cả mau ôm đầu ngồi xuống. Hai tay ôm đầu ngồi xuống. Ai chống lại sẽ bị bản chết tại C, một số nhân viên đặc chiến hét lớn để cảnh cáo hơn bốn chục tên thuộc hạ của ông Kha Phù. Mặc dù mấy tên thuộc hạ của ông Kha Phù ngày thường cũng rất mạnh, nhưng không ai trong số họ từng gặp tình huống này trước đây, tất cả đều chết lặng. Khí thế của những nhân viên đặc chiến này quả mạnh mẽ. Chỉ cần họ khua khua ngón tay thôi, thì cũng đủ quét sạch đám thuộc hạ của ông Kha Phù. Có mấy ai mà không sợ chết, hơn bốn người này chỉ ngây ra một hai giây, rồi liền ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm trên đất. Một tên tóc dài trong số đó còn chưa chịu khuất phục, vẫn còn đứng đó nói nhảm đôi câu thì nghe thấy một tiếng bùm. Bùm, Ai ra? Tên đàn ông tóc dài bị bản vào đầu gối ngã xuống đất, rồi ôm chân la hét thảm thiết. Bốn người tên ôm đầu ngồi sổng kia thầm vui mừng, cũng may vừa nấy biết tự lượng sức, không thì tiêu đời rồi. Chuyện này, ông Kha Phù và Lăng Thanh chúc ngây người chết lặng. Chuyện này là thế nào? Chỉ với một cuộc gọi điện mà Hoàng Thiên có thể bất ngờ điều động nhiều nhân viên đặc chiến đến vậy sao? Ông Kha Phù nhếch môi, Nước dãi chảy hết cả ra, ông ta không dám nghĩ đến chuyện mình bị cho ăn một vổ lớn đến thế này. Cứ nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là thuộc hạ của Lã Việt xông vào thôi, nhưng không ngờ đó lại là đội nhân viên đặc chiến được vũ trang hạng nặng. Điều này thật khiến người ta quá sức kinh ngạc. Lồng ngực ông Kha phù đập dữ dội, ông ta làm gì còn có thể giữ được vẻ vinh vinh váo váo ban nãy nữa. Lăng Thành Trúc càng suy sụp hơn, vừa rồi cô ta còn không ít lần tỏ vẻ đắc ý trước mặt Hoàng Thiên không ngờ hoàng thiên lại đưa theo đội cứu viện hùng hậu như vậy ngay cả lã việt và tiêu tấn cũng ngạc nhiên lúc đó họ mới hiểu tại sao hoàng thiên luôn tỏ ra bình tĩnh như vậy hóa ra anh đã có chuẩn bị từ sớm đúng vậy trước khi chuẩn bị đến thành phố tính hoàng thiên đã sắp xếp ổn thỏa tất cả chuyện này bởi vì ngay cả khi dẫn tất cả thuộc hạ của lã việt theo để quyết một phen sinh tử với ông kha phù thì cũng chỉ có thể gây thương vong lẫn nhau như vậy thì anh em sẽ rất khôn đốn vì vậy, Hoàng Thiên đã nhanh chóng nhờ đến nhân viên đặc chiến của Vũ Thanh để khống chế được đám thuộc hạ của ông Kha Phù. Audio điện tử võ tấn bền Báo cáo cậu Thiên, anh Thanh đã đến biên giới làm nhiệm vụ, nên phái chúng tôi đến đây để hỗ trợ cho cậu. Một thành viên của đội đặc chiến đến trước mặt Hoàng Thiên, đứng thẳng như cây thông, sau đó chào hỏi rồi báo cáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó anh đi đến trước mặt ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc đầu của ông kha phù vẫn còn cảm thấy hoang mang nhìn hoàng thiên bước đến với vẻ mặt đờ đắn ông kha phù đã hoàn toàn tê liệt cậu cậu thiên ông kha phù không biết phải nói gì mới phải chỉ biết thốt ra câu này một cách yếu ớt ông phù ông khiến tôi thật thất vọng đấy vừa rồi sao ông lại có thể lệnh cho tôi quỳ dưới chân ông được chứ vẻ mặt hoàng thiên không chút biến đổi bình tĩnh hỏi ông kha phù ông kha phù toát cả mồ hôi hột giọng của hoàng thiên không cao nhưng mỗi lời anh nói ra đều gây ra hàng vạn đòn chí mạng nện thẳng vào người ông ta. Trong khoảnh khắc ấy, ông Kha Phù đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Hôm nay, ông ta vốn dĩ muốn chèn ép Hoàng Thiên một chút, mặc dù không nên làm như thế với Hoàng Thiên, nhưng cũng muốn anh xấu hổ, mất mặt, chỉ có làm như vậy, ông ta mới có thể lấy lại uy tín cho mình. Nhưng ông Kha Phù nào có ngờ, chuyện này lại phát triển mức độ như thế hơn 10 người trang bị vũ trang hạng nặng của đội viên đặc chiến đứng đây, cho dù ông Kha Phù có 40 hay 400 đàn em cũng không đủ để ăn hết đạn nữa rồi. Cậu Thiên, vừa rồi tôi hơi hồ đồ, tôi không nên nói như vậy. Ra mặt ông Kha Phù rất dày, cúi đầu nói nhỏ với Hoàng Thiên. Ha ha, nhất thời hồ đồ, tôi thấy ông sớm đã dở trò rồi thì đúng hơn đấy. Hoàng Thiên cười lạnh, hỏi ông Kha Phù. Ông Kha Phù cũng không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý. Quan trọng của chuyện ngày hôm nay, ông ta làm việc quá tuyệt tình, vốn dĩ không thể giải thích được. Không không, tôi thật sự nhất thời hồ đồ mà, còn hy vọng cậu Thiên có thể tha thứ cho tê chat chat Hoàng Thiên không đợi cho ông Kha Phù nói hết, đã giơ tay lên, tát thẳng vào khuôn mặt đầy nọng của ông Kha Phù. Hai bà tai giáng xuống, khiến răng của ông ta như bị lung lay hết cả, mở miệng phun ra một bụng máu. Ông ta vô cùng mơ hồ, nhưng ông ta cũng đã quen rồi, đây là lần thứ ba ông ta bị Hoàng Thiên đánh. Ông Hồ Đồ, vừa mới bảo tôi quỳ xuống cũng là do ông Hồ Đồ sao? Hoàng Thiên chất vất lại ông Kha Phù. Ông Kha Phù ôm mặt, lắp ba tôi, lắp bắp nói, bị Hoàng Thiên hỏi cho cứng họng. Còn tôi nữa, tôi cái gì? Không mau quỳ xuống trước mặt anh Thiên. Lăng Thanh Trúc vội vàng chạy đến nói với ông Kha Phù, còn nháy mắt với ông ta, ý bảo mau lên. Người phụ nữ này nhớn mày, cô ta cũng thấy rõ, hôm nay tất cả đều thua dưới tay Hoàng Thiên, nếu không không mau nhận lỗi thì hôm nay cô và ông Kha Phù đều sẽ xong đời. Lúc này ông Kha Phù mới phản ứng lại, nhanh chóng gật đầu, sau đó ông miến cưỡng quỷ dưới chân Hoàng Thiên. Cậu Thiên, đây đều là lỗi của tôi, bây giờ tôi quỳ xuống, xin cậu đừng giận nữa được không? Mặt ông Kha Phù đỏ lên, trước mặt bao nhiêu người thế này mà lại quỳ dưới chân Hoàng Thiên, còn phải nói những lời mềm mỏng, nhún nhường như thế này, ông cảm thấy gương mặt già nua của mình nóng bừng lên nhưng không còn cách nào khác, không nói như vậy, Hoàng Thiên nhất định đánh bại ông một cách tàn bạo. Hoàng Thiên cũng không ngờ rằng ông Kha Phù sẽ làm như thế, anh cũng hơi sửng sốt. Nói gì thì nói, thân phận của ông Kha Phù cũng rất cao, ông Kha Phù, ông ngồi không dừng mỡ sao. Không nên liều mạng với tôi mới phải trị thực lực đến thế à. Hoàng Thiên vỗ võ lên gương mặt béo tròn của ông Kha Phù, cạn lời. Trong lòng ông Kha Phù hối hận chết đi được, hôm nay coi như ông đã có thể hoàn toàn nhìn thấy rõ, Hoàng Thiên tuyệt đối là người không thể động vào, Hoàng Thiên có thể xóa sổ ông chỉ trong tích tắc. Dạ dạ dạ, sau này tôi sẽ không dám làm trái những gì cậu Thiên đã dạy bảo, không dám làm nữa. Ông Kha Phù gật mạnh đầu, đỏ mắt mong chờ nhìn Hoàng Thiên, đó cũng chính là lời nói trong lòng ông ta. Ha ha, cậu Thiên là người rộng lược, sẽ không chấp một kẻ như ông đâu. Ông Kha Phù ông đừng lo về chuyện này nữa. Lăng Thanh Trúc ở một bên cười phá lên. Người phụ nữ này còn có thể cười được, tính tình nóng như lửa của anh Phó không thể nào nhịn được cảnh này. Anh Phó từ lâu đã định đánh Lăng Thanh. Trúc một trận, bây giờ thấy Lăng Thanh Trúc vẫn còn đứng ở đây biến bản thân thành người hòa giải như vậy, anh Phó không nhịn được nữa, xông lên rút ra một cây roi điện. Cô còn giả vợ mình là người hiểu chuyện, mẹ ơi, hôm nay ông đây phải đánh chết cô, anh Phó mở miệng mắng cô ta, nảm lấy cầu Lăng Thanh Trúc chuẩn bị đánh cô ta. Hành động đó khiến Lăng Thanh Trúc hoảng sợ gào khóc lên, cầu cứu Hoàng Thiên, cậu Thiên, cậu Thiên, anh mau bảo anh ta dừng tay lại đi. Người ta là con gái mà. Thôi bỏ đi, đừng đánh cô ta nữa, dù sao, cũng là phụ nữ. Hoàng Thiên vươn tay quơ quơ, ý bảo đừng đánh cô ta nữa. Những lời này, lại cứu được Lăng Thanh Trúc nếu không lên tiếng thì nắm đấm của anh phó không thể không đánh Lăng Thanh Trúc tơi bời sau khi thả lăng thanh trúc ra anh phó lui lại vài bước hung hăng trừng mắt với ông kha phù và lăng thanh trúc nghĩ đến việc hai người vừa mới vô lễ với hoàng thiên trong lòng anh phó rất tức giận lăng thanh trúc giống như thoát chết trong gang tấc bị dọa cho đứng tim vội vàng nói với hoàng thiên cảm ơn cậu thiên cậu thiên quá tốt với tôi rồi dứt lời đôi mắt lăng thanh trúc còn muốn phóng điện với hoàng thiên nhưng lại phát hiện ra hoàng thiên không hề nhìn cô lúc này hoàng thiên đang nhìn về phía đám người kia đường chủ cổ đang ôm đầu ngồi sổm thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên lấm la lấm lét quan sát vài lần nhìn thấy đường chủ cổ không biết xấu hổ hoàng thiên không khỏi nhíu mày nhớ lại biểu hiện của đường chủ cổ khi nãy hoàng thiên vừa thất vọng vừa ghê tởm đường chủ cổ bây giờ ông còn muốn đi cùng ông kha phù hoàng thiên cười lạnh chỉ đường chủ cổ đang ngồi xổm cách đó không xa đường chủ cổ đã hối hận từ lâu lúc nấy còn cho rằng Hoàng Thiên chắc chắn sẽ bị ông Kha Phù xử đẹp nên mới thấy gió chiều nào theo chiều ấy mà đứng về phía ông Kha Phù. Nhưng nào ngờ Hoàng Thiên lại lợi hại như vậy, chớp mắt một cái đã khiến ông Kha Phù phải quỷ gối. Cậu Thiên, cậu Thiên, tôi nào có thể đi cũng loài người bại hoại như ông Kha Phù. Ông ấy là cái quần què gì? Đây chỉ là kế hoạch tạm thời của tôi, muốn trà trộn vào tổ chức của ông Kha Phù, nắm vùng giúp cậu Thiên đường chủ cổ đứng lê bộ dạng rất nghiêm túc nói chuyện này sau khi hoàng thiên nghe đường chủ cổ nói như vậy suýt chút nữa đã phụt cười tên đường chủ cổ này thật đúng là biết đùa da mặt cũng dày thật nói dối không chớp mắt ha ha thật không ông thật sự đã chịu khổ rồi hoàng thiên cười ha ha nhìn đường chủ cổ mặt đường chủ cổ vẫn không biến sắc lúc này mới chạy lại gần hoàng thiên nói cậu thiên vừa nãy tôi không có cơ hội để thương lượng với cậu chuyện này, đành tự mình hành động, hy vọng cậu sẽ không trách tôi đi gặp ông nội mày đi. Ông đang lừa quỷ sao? Hoàng Thiên giơ chân, đạp mạnh lên người đường chủ cổ. Tiếu Tấn và anh phó sớm đã không chịu nổi cái bộ dạng không biết xấu hổ này của đường chủ cổ rồi. Sau khi Hoàng Thiên đạp tên khốn này, Tiêu Tấn và anh phó lập tức xông tới, dám đạp đường chủ cổ một trận. Khiến đường chủ cổ răng rơi đầy đất, gào khóc thảm thiết mãi đến khi tiêu tấn và anh phó đánh mật nghỉ thì mới dừng lại. Ngày hôm qua đường chủ gỗ đã bị ông Kha phù đập cho một trận rất thảm, thương tích không hề nhẹ, hôm nay lại bị đánh tơi bời, tên khốn này thật sự không thể chịu đựng nổi. Cậu Thiên, không phải cậu muốn tiếp nhận hội chó hoang sao? Không có tôi, làm sao cậu có thể thế chân? Hội chó hoang có hơn 100 anh em, bây giờ tất cả đều nghe theo lệnh của tôi. Đường chủ cổ nắm dưới đất, yếu ớt nói với Hoàng Thiên. Ha ha, hội chó hoang hỗn loạn quá, bây giờ tôi lười tiếp nhận rồi." Hoàng Thiên cười nhẹ nói. "Cậu Thiên, tôi còn có một bí mật động trời muốn nói cho cậu biết." Khát vọng sống của Đường chủ cổ lúc này rất mãnh liệt, ông ta lớn tiếng hét lên với Hoàng Thiên. "Bí mật động trời?" Hoàng Thiên nhíu nhẹ lông mày, câu nói của Đường chủ cổ lại khiến Hoàng Thiên cảm thấy hứng thú. "Nói đi, bí mật gì?" Hoàng Thiên nói đường chủ cổ vẫn giữ cái bộ dạng thần bí nói với hoàng thiên ở đây có quá nhiều người tôi chỉ muốn nói riêng với một mình cậu được tẹo nữa ở lại một lát đi hoàng thiên tùy ý nói đường chủ cổ lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm anh ta thật sự rất sợ hoàng thiên sẽ đánh chết anh ta ông kha phù vẫn quỳ dạp trên mặt đất hoàng thiên không nói gì ông kha phù không dám đứng lên chỉ có thế quỳ ngay ngắn dưới chân hoàng thiên như thế mãi Hoàng Thiên nhìn xuống chân ông Kha Phù, hỏi, ông Kha Phù, ông tính làm gì vậy? Ông Kha Phù lập tức bật khóc, muốn một lần nữa xây dựng lòng tin nhưng cũng không thành, mà ngược lại càng mất hết thể diện. Sau này làm sao còn có thể ở lại cái tỉnh này chứ? Nhưng những chuyện này không quan trọng, hôm nay có thể sống sót ra khỏi khách sạn Hải Phù này hay không mới quan trọng. Cậu Thiên, cậu tôi thế nào? Thì làm thế đấy đi, dù sao tôi cũng thật sự biết sai rồi, hu hu. Ông Kha Phù nói đến đây tự dưng nghẹn lời, ôm mặt khóc hu hu. Chết tiệt! Hoàng Thiên đúng là được mở rộng tâm mắt, ông Kha Phù à, sao đột nhiên lại khóc rồi? Nhìn thấy dáng vẻ này của ông Kha Phù, Hoàng Thiên thật sự không nỡ xuống tay. Đối với Hoàng Thiên mà nói, không sợ người khác xem thường, không sợ người khác uy hiếp, chỉ sợ nhất là người khác đứng mặt mình giả bộ đáng thương, khóc lóc. Ông nói ông là ông lớn mà nước mắt lại giàn ruộng vậy sao? hoàng thiên cạn lời nhìn ông kha phù nói ông kha phù nghe đến đây càng khóc dữ dội hơn nữa nước mắt nước mũi chảy lòng thòng cậu thên tôi có lỗi với cậu tôi thật sự biết sai rồi mà tất cả mọi người đều đứng ngẩn ra ai cũng không thể ngờ đến ông kha phù một thời oai phong lẫm liệt dung chuyển trời đất vậy mà lại thành ra bộ dạng này hoàng thiên quan sát nét mặt và điệu bộ phát hiện ra ông kha phù thật sự không giống như đang đóng kịch nếu ông kha phù biết sửa sai hoàng thiên có thể sẽ cho ông ta một cơ hội được rồi được rồi ông đừng nói nữa đứng dậy đi hoàng thiên nói không nếu cậu thiên không tha thứ cho tôi tôi sẽ quỳ cho đến chết ở trước mặt cậu thì thị ngẩng mặt lớn tiếng nói ông kha phù còn mãnh liệt được thôi thế ông quỳ ở đây một tháng đi nếu như ông đứng dậy ông là cháu trai tôi hoàng thiên bình thản nói chết tiệt hai mắt ông kha phù tối đen lại suýt chút nữa hôn mê theo lý mà nói mình đã bày ra cái bộ dạng thê thảm như thế này, Hoàng Thiên không phải là nên khoan dung độ lượng sao? Sao còn nói ra những lời như vậy? Cậu Thiên, thế tôi đứng dậy, tôi đứng dậy. Ông Kha Phù xấu hổ lau nước mắt, đứng dậy. Thu người của ông về đi, lên lại tinh thần cho tốt để còn tiếp tục đối phó vị Hoàng Thiên thờ ơ nói với ông Kha Phù. Câu nói này khiến ông Kha Phù đỏ mặt tía tai, không biết nên nói như thế nào mới phải. Cậu Thiên, Kha phù tôi đứng đây xin thề với trời, sau này nhất định sẽ luôn một lòng trung thành với cậu. Nếu không tôi sẽ bị trời chu đất diệt, ông Kha phù giơ tay phải lên, kích động nói. Khỏi cần phải như thế, ông về đi. Hoàng thiên lạnh lùng nói. Chuyện này, ông Kha phù không còn một chút mặt mũi, hôm nay nhất định sẽ trở thành ngày đen tối nhất của cuộc đời ông. Ông Kha Phù có lời thế son sắt muốn trung thành với Hoàng Thiên. Thế nhưng căn bản là Hoàng Thiên không hề để ý đến, thẳng thừng từ chối. "Được rồi cậu Thiên, sau này có chuyện gì cậu chỉ cần bảo với tôi." Ông Kha Phù nói với Hoàng Thiên câu này mà mặt mày xám xịt. Sau đó đưa Lăng Thanh Trúc và đàn em của mình rời khỏi đây. Người của ông Kha Phù đã rút lui hết, ở đây chỉ còn lại không gian yên tĩnh bao trùm. Hoàng Thiên bảo mười mấy đội viên đặc chiến trở về luôn. Lúc này chỉ còn lại Đường Chủ Cổ và tám người bí mật gì nói đi hoàng thiên nhìn đường chủ cổ hỏi đường chủ cổ nhìn lã việt và tiêu tấn hèn hạ hỏi hoàng thiên cậu thiên không phải tất cả đều phải đuổi cổ ra ngoài hết sao tôi chỉ nói một mình cậu đừng có đòi hỏi có cái giam á hoàng thiên không còn kiên nhắn lớn tiếng quát khiến đường chủ cố dọa cho run lên anh ta vội vàng nói cậu thiên khoảng thời gian này cậu phải cẩn thận một chút mặc dù khương lập và khương văn vinh đã rời khỏi tỉnh thành này nhưng bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, chắc chắn muốn báo thù. Đây là bí mật của ông đấy à? Hoàng Thiên khó chịu chừng mắt với đường chủ cổ, những gì mà đường chủ cổ vừa mới nói, toàn là lời vô dụng. Không, không, tôi muốn nói cho cậu Thiên biết là, Khương Lạp và tập đoàn sát thủ lửa hồng có quan hệ rất mật thiết với nhau. Hôm qua những người mang mặt nạ quỷ hôm đó, chính là tập đoàn sát thủ lửa hồng. Đường chủ cổ nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe đến đây thì không khỏi nhíu mày. Đây là lần thứ hai anh nghe đến tập đoàn sát thủ lửa hồng, hôm qua Lã Việt đã nhắc với anh một lần rồi. Xem ra Lã Việt đoán không sai, những tên mang mặt nạ quỷ kia, thật sự là người của tập đoàn sát thủ lửa hồng. Được rồi, những việc này tôi biết rồi, ông mau cuốn xéo đi. Hoàng Thiên khoát tay với đường chủ cổ, ra hiệu ý bảo anh có thể cút. Đối với loại người như đường chủ gỗ, Hoàng Thiên thật sự không có cảm tình. Đường chủ cổ sừng sốt, anh nào nghĩ đến Hoàng Thiên lại biết những điều này hả? Tập đoàn sát thủ lửa hồng chính là một tố chức ngầm rất thần bí, đường chủ cổ cho rằng Hoàng Thiên nhất định sẽ không biết. Được, được, vậy chào cậu Thiên tôi đi trước. Đường chủ cổ khom lưng cúi đầu với Hoàng Thiên, ra khỏi không gian đầy áp lực này. Nhìn thấy đường chủ cổ đi ra, Lã Việt tiến lại gần Hoàng Thiên, nghiêm túc nói câu Thiên, những lời đường chủ cổ vừa mới nói, chúng ta không thể không phòng bị. Hoàng Thiên nghe vậy gật đầu, mặc dù không biết tập đoàn sát thủ Lửa Hồng muốn chơi trò gì, nhưng nghe đến cái tên này thì thật sự rất dọa người. Thật ra điều Hoàng Thiên lo lắng nhất là bà xã Lâm Ngọc An, ngoài ra còn có em gái Hoàng Linh, dù sao cũng vì Hoàng Linh mà Khương Văn Vinh đã bị biến thành thái giám, nên chắc hắn cũng rất hận Hoàng Linh. Nghĩ đến những điều này, sau khi Hoàng Thiên chuẩn bị trở về Bắc Ninh thì lập tức phái đội viên đặc chiến đến bảo vệ Lâm Ngọc An và Hoàng Linh. Chúng ta về trước thôi. Hoàng Thiên nói với Lã Việt. Lã y đầu đáp ứng, "Thu quân, theo Hoàng Thiên rời khỏi khách sạn." Buổi chiều ngày hôm đó, Hoàng Thiên về đến Bắc Ninh. Sau khi bảo bọn Lã Việt về, Hoàng Thiên nhìn đồng hồ, Lâm Ngọc An chắc cũng sắp tần làm rồi. Hoàng Thiên lái thẳng xe đến công ty Nguyên Đạt, xe dừng lại trước cổng công ty, Hoàng Thiên bước vào. Từ sau khi Hoàng Thiên thu mua lại công ty nhỏ thì rất ít khi vào đây đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc lâm ngọc an hoàng thiên đấy cửa bước vào lâm ngọc an đang chuyên tâm làm việc sau khi nghe thấy có tiếng động liên ngẩng đầu nhìn thì ra là hoàng thiên ông xã lâm ngọc an nở một nụ cười dịu dàng đứng dậy bước đến trước mặt hoàng thiên nhìn thấy bà xã dịu dàng đến động lòng người như vậy hoàng thiên chịu không nổi ôm lấy cô vào lòng đừng khiến bản thân mình kiệt sức về nhà trước đi hoàng thiên cưng chiều nói với lâm ngọc an Lâm Ngọc An nhẹ nhàng gật đầu, thấy Hoàng Thiên quan tâm cô như thế, trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Hai vợ chồng ra khỏi công ty, lên xe. Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An về nhà, trên đường đi, Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên nói chuyện rất vui vẻ. "Ông xã, hôm nay mẹ gọi điện cho em." Sau khi Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên tán gẫu vui vẻ, đột nhiên lông mày nhíu lại, khẽ nói với Hoàng Thiên. "À, bà ta nói cái gì?" Hoàng Thiên tùy ý hỏi mẹ nói muốn ra ngoài làm công lâm ngọc an thở dài một hơi nhìn hoàng thiên nói cái gì hoàng thiên nghe xong hơi ngẩn người nhưng sau đó lập tức mỉm cười nói với lâm ngọc an mẹ của em muốn ra ngoài làm công mặt trời mọc đẳng tây hạ hoàng thiên qua hiểu trương lan phượng ham ăn biếng làm lại còn hoang tưởng tự đại cho mình là siêu phàm nào có thể gạt bỏ đi cái dáng vẻ kiêu ngạo đó mà ra ngoài làm công chứ là thật đó em nghe mẹ nói đã tìm được việc tại một quán ăn đến đó để làm thuê rửa bát. Lâm Ngọc An thở dài, đành chịu. Không phải chứ, mẹ của em trải qua cuộc sống như thế bao giờ đâu. Hơn nữa, lúc trước chén bát các thứ ở trong nhà, đều đến tay em cả, bà ta biết rửa chén hay không lại là một vấn đề đó. Hoàng Thiên cười nhẹ, nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nghe Hoàng Thiên nói như vậy, cô cũng nhịn không được mà cười theo. Ai ra, mẹ nói gạo trong nhà sắp hết rồi bà và lâm quỳnh mai lại không có thu nhập khoảng thời gian này phải thắt lưng buộc bụng lâm ngọc an lại thở dài nhìn hoàng thiên nói hoàng thiên nghe những lời này lập tức hiểu ra ngay đang xảy ra chuyện gì trương lan phượng muốn ra ngoài làm công là giả muốn làm tiền từ chỗ lâm ngọc an mới là thật bà ta gọi điện thoại cho lâm ngọc an nhất định là giả vờ đáng thương lâm ngọc an nhẹ giả cả tin nên mới tìm đến cô ấy nghĩ đến đây hoàng thiên cạn lời lắc đầu cười cười ngọc an thế em đã nói gì với bà ấy rồi hoàng thiên hỏi lâm ngọc an ông xã em nói câu này anh đừng giận nhé lâm ngọc an nhìn hoàng thiên tỏ ý muốn nói lại thôi hoàng thiên dừng xe lại anh xoay người nằm lấy bàn tay ngọc ngà của lâm ngọc an anh làm sao có thể giận em được có chuyện gì em nói đi n lâm ngọc an nhẹ nhàng gật đầu nói em muốn đưa mẹ ít tiền mẹ và lâm quỳnh mai đều đang thất nghiệp sau khi chúng ta dọn ra ở riêng thì bọn họ lại nghèo rất mồng tơi, không có đến nổi hạt cơm trong bụng. Hoàng Thiên nghe xong cười khúc khích, tiền hay không tiền, Hoàng Thiên chả quan tâm, chỉ là anh rất ghét con yêu quái trương. Lan Phượng làm càn. Vậy thì đưa thôi, em có tiền đó chưa? Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An. Em có, nhưng lại muốn thương lượng với anh một chút, dù sao cũng là tiền của anh, cũng là tài sản chung của chúng mình. Lâm Ngọc An khẽ nói nghe xong trong lòng hoàng thiên cảm thấy rất dễ chịu thật ra hoàng thiên cũng biết trong tay lâm ngọc an không có bao nhiêu tiền mặc dù sơn trang cầm viên đã bán sạch l không ít tiền hoàng thiên cũng đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của cô nhưng lâm ngọc an đã trả hết số nợ mà cha cô đã nợ năm đó sau khi trả xong chỉ còn thừa lại mấy đồng mặc dù tiền trong người lâm ngọc an không nhiều nhưng cô có thể nói ra những lời khi nãy khiến trong lòng hoàng thiên cảm thấy rất ấm áp vợ một lòng một giả với mình như vậy điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì ngọc an bà ấy dù sao cũng là mẹ em em không thể đành lòng ngó lơ đưa cho bà ấy ít tiền đi nhưng đừng đưa nhiều quá nếu không bà ấy lại muốn đi chơi bài hoàng thiên nhẹ nhàng nói với lâm ngọc an lâm ngọc an ngoan ngoãn dịu dàng gật đầu vừa muốn nói với hoàng thiên chuyện gì đó nhưng lúc này dưới gầm xe bỗng phát ra một âm thanh khó chịu binh một tiếng là tiếng nổ nhưng chấn động không quá lớn khiến hoàng thiên và lâm ngọc an bị dọa giật mình quay đầu nhìn lại phía sau xe hai người kinh ngạc chỉ nhìn thấy phía đuôi xe đã bị vỡ nát nóc xe cũng bị sốc lên còn bốc khói nữa mau xuống xe hoàng thiên trầm giọng nói với lâm ngọc an sau đó nhanh chóng xuống xe sau khi lâm ngọc an rời khỏi vừa định ra phía sau xem sao thì hoàng thiên lại ngăn cản cô ngọc an em trốn ra xa một chút trước đi để anh đi xem sao. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An, nhìn thấy Lâm Ngọc An đã đi xa mấy mét, anh mới đến chỗ đuôi xe. Đuôi xe bị nổ tung, Hoàng Thiên xem bên trong thì nhìn thấy vật gì đó tương tự quả bom, đã bị biến dạng. Cái này có lẽ chỉ là một quả bom nhỏ, sức công phá không lớn lắm, nhưng không biết là bị người ta cài vào từ lúc nào. Sau lưng Hoàng Thiên liên ớn lạnh, quá nguy hiểm, may mắn là sức công phá của quả bom này không lớn. Nếu không, cả anh và Lâm Ngọc An chẳng phải sẽ bị nổ tan xác. Rồi sao? Ông xã, cái gì vậy? Lâm Ngọc An chạy lại, lo lắng hỏi Hoàng Thiên. "Không sao, không có gì." Em tránh xa ra một chút, Hoàng Thiên an ủi Lâm Ngọc An một câu, sau đó kéo cô cách xa ra, sợ rằng trên xe vẫn còn một quả bom khác. Lâm Ngọc An cũng nhận thức được đây là cái gì, cô nắm chặt lấy tay Hoàng Thiên, nghĩ đến mà trong lòng hoảng sợ. Hoàng Thiên bình tĩnh lại, anh ý thức được rằng đối phương không muốn đặt bom lên vị trí của lâm ngọc an và anh đang ngồi nếu không cũng sẽ không đặt một thiết bị nhỏ như thế này có lẽ đã được cài sẵn thời gian hoàng thiên suy nghĩ anh cảm thấy có lẽ khoảng thời gian anh bước vào công ty viễn đạt thì đã bị người ta cài vào đuôi xeo nghĩ đến chuyện đó hoàng thiên vươn tay gọi xe taxi đưa lâm ngọc an quay trở về công ty viễn đạt cố gắng hồi tưởng lại lúc xe dừng trước cửa công ty ở đó có camera giám sát cho nên Hoàng Thiên đi thẳng đến phòng giám sát, xem lại các băng ghi hình ngay thời điểm đó. Vừa xem không lâu, đã thật sự phát hiện ra manh mối. Chỉ nhìn thấy trong đoạn video này, có một người thanh niên trẻ tuổi đội mũ lưới chai, dùng một cái gì đó giống giống như sắt mỏng, mở khóa cốp xe sau, sau đó để vào. Đó một đồ vật nhỏ nhỏ vào cốp rồi vội vàng rời khỏi công ty viễn đạt. Do thao tác của tên đội mũ lưới chai này rất nhanh, nên bảo vệ đứng ở cổng cũng không chú ý đến ông xã có người muốn hại chết chúng ta sắc mặt lâm ngọc an tái nhợt căng thẳng nói với hoàng thiên hoàng thiên không nói gì vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng đối phương tuyệt đối không phải là muốn nổ chết người anh có thể chắc chắn điểm này nhưng đối phương lại vì cái gì mà lại như vậy chẳng lẽ muốn đe dọa một chút sao trong đầu hoàng thiên nghĩ loạn cả lên anh không nói gì những công nhân viên trước đứng bên cạnh anh cũng không dám lên tiếng, toàn bộ đều cẩn thận đứng qua một bên. Chiếc BDY không thể đi được nữa, anh đành lái chiếc Audi của công ty viễn đạt chuyên dùng để đón khách mà đưa Lâm Ngọc An về nhà. Vừa mới về đến, điện thoại di động trong tay Hoàng Thiên reo lên. Là số lạ gọi đến, sau khi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi, ha ha, là cậu Thiên đấy hả? Vừa nãy có bị dọa sợ không? Đây là giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi, từ trước đến giờ Hoàng Thiên chưa từng nghe qua. Hơn nữa giọng nói của nhóc con này rất bư ồn nôn, mang theo một cảm giác rất u ám, nghe muốn nổi da gà. Đương nhiên, Hoàng Thiên sẽ không sợ điều này, bây giờ anh đã nhận thấy sự nham hiểm trong giọng nói của người đàn ông này nhưng tâm tình vẫn rất ổn định. Cũng được, xin hỏi cậu là ai? Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, quả nhiên không hổ là Hoàng. Thiên, lá can lớn thát, suýt chút nữa là ăn hành rồi mà vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy. Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười ha ha đáp lại. Câu nói này, giống như là trực tiếp thừa nhận trái bom kia là cho cậu ta cài. Thanh niên trẻ tuổi này quá kiêu ngạo. Cậu là người của tập đoàn sát thủ lửa hồng. Sau khi Hoàng Thiên Trâm mặc vài giây, trông có vẻ như đang vô tình hỏi đại một câu. Ha ha hai lợi hại, anh Thiên quả nhiên không phải là người bình thường thông minh thật đấy. Người đàn ông cười lớn một cách đáng sợ. Nói đi, gọi điện thoại cho tôi có việc gì? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi, anh biết đối phương gọi điện đến nhất định đã có sẵn âm mưu, thật sự không phải muốn lấy mạng anh và Lâm Ngọc An. Được thôi, nếu anh Thiên đây đã là người thông minh như thế, vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, được không? Giọng điệu của người đàn ông đó có vẻ rất khách sáo, hỏi dò ý kiến của Hoàng Thiên. Cũng được, cậu chọn thời gian và địa điểm đi. Hoàng Thiên nói. Ha ha, vậy đến nhà của anh Thiên nói chuyện đi, thế nào? Người đàn ông đó lại cất một điệu cười bị ổi. Trong lòng Hoàng Thiên chợt bị chấn động, nghe giọng điệu của thế này thì chắc có lẽ đối phương đã biết nhà anh nằm ở đâu rồi. Hơn nữa, sở dĩ yêu cầu đến nhà Hoàng Thiên nói chuyện cũng là đã gián tiếp đe dọa Hoàng Thiên, lấy người nhà của anh ra mà uy hiếp. Nhìn Lâm Ngọc An đang ở bên cạnh mình, trong lòng Hoàng Thiên rất lo lắng. Chuyện này không thể. Tôi cũng cảnh cáo cậu, đừng có dùng cái trò ra tay với người nhà của tôi, nếu không anh sẽ chết rất thảm đấy Hoàng Thiên cảnh cáo. Ha ha, anh Thiên đúng là hiểu bọn tôi, nếu anh đã hiểu bọn tôi như vậy thì sẽ không ngu xuẩn mà đi ham dọa tôi như vậy đâu. Người đàn ông cười đều nói. Tuyệt đối không thể đến nhà tôi nói chuyện, một tiếng sau tôi sẽ ra ngoài, sau đó. Sẽ hẹn gặp cậu, Hoàng Thiên nói xong, muốn ngắt điện thoại ngay. Nhưng nào ngờ, đầu dây bên kia lại vang lên một chàng cười ha hả rồi nói Hoàng. Thiên, anh Thiên, không cần phiền phức như vậy, tôi đang ở ngay cổng tiểu khu nhà anh đây, anh chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, điện thoại bị người đàn ông kia cúp ngang. Hoàng Thiên nhíu chặt mày, quay đầu lại nhìn. Chỉ trông thấy bên ngoài cửa của tiểu khu, có một thanh niên trẻ tuổi trên người mặc toàn là đồ hàng hiệu, người này một tay cầm lấy điện thoại, tay còn lại thì quơ quơ về phía Hoàng Thiên nở một nụ cười, nhìn bộ dáng có vẻ rất thân với Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên mới nhận ra, tên sát thủ của tập đoàn Lửa Hồng này thật sự không hề đơn giản. Đã tìm đến cửa nhanh như vậy, hơn nữa lại chỉ đến có một mình, lá gan của tên nhóc này cũng lớn thật. Nghĩ đến đó, Hoàng Thiên bèn giơ tay lên ngoách anh, ý bảo anh ta lại đây. Thanh niên đó hài lòng gật đầu, sau đó ung dung bước vào tiếu khu, nhanh chóng tiến lại gần Hoàng Thiên. Sau khi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hoàng Thiên một phen, người đàn ông này mỉm cười, móc thuốc lá ra, đưa cho Hoàng Thiên một điếu. Không hút Hoàng Thiên xua tay với thanh niên từ chối nhưng cũng rất lịch sự. Anh Thiên, anh định sẽ đứng đây nói chuyện với tôi sao? Thanh niên nhả ra một vòng khói, sau đó nhìn trái nhìn phải hỏi Hoàng Thiên. Ha ha, thế cậu muốn đi đâu nói chuyện? Hoàng Thiên cười mỉm, hỏi ngược lại. Đấn cửa nhà anh đi, dù sao cũng phải để tôi ngồi một chút chứ. Ha ha, vị này chắc là vợ của anh Thiên, trông thật xinh đẹp nha. Người đàn ông nói đến đó, nhìn qua Lâm Ngọc An quan sát đánh giá một lượt, trong đáy mắt hiện lên một tia tham vọng, nhưng ánh nhìn này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Hoàng Thiên rất nhạy bén đã tóm được. Khoảnh khắc đó, trong lòng anh không khỏi khó chịu, đừng thấy năm sáu người trước mặt tên nhóc này, ăn mặc rất chỉnh tề mà nghĩ rằng bọn họ có ý tốt với Lâm Ngọc An, hoàn toàn không phải như vậy đương nhiên mấy năm nay hoàng thiên cũng đã quen rồi bà xã lâm ngọc an của mình thật sự rất đẹp đàn ông bình thường nhìn thấy cô ấy không thể không động tâm tôi vừa mới nói rồi nhà của tôi không thể để cậu vào tôi là người rất giữ lời hoàng thiên lạnh lùng nói thanh niên trẻ tuổi cười ha ha nói vậy thì được tôi sẽ không gượng ép anh thiên nữa tôi tự giới thiệu một chút tôi là hầu cảnh văn sau này còn nhờ anh thiên quan tâm nhiều hơn quan tâm ông nội mày Hoàng Thiên nghe xong hơi nhíu mày, thằng nhóc này tên là Hầu Cảnh Văn, lớn mật thật. Audio điện tử võ tấn bền Chăm sóc, chiếu cố ư, anh đây không phế cậu đi là may lắm rồi, chứ đừng tưởng bở. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Hoàng Thiên, không có tâm trạng đứng vòng vo với Hầu Cảnh Văn, hỏi thẳng vấn đề. Anh Thiên, nghe nói anh đã tiêu diệt hội chó hoang ở tỉnh này, xử lý ông trùm khương lạp của hội chó hoang một trận, con trai Khương Văn Vinh càng thảm hơn nữa, bị anh chém cho mấy nhát. Hầu cảnh, Văn Tao nhã thở ra một làn khói, sau đó chậm rãi hỏi Hoàng Thiên. Cuối cùng Hoàng Thiên mới dám khẳng định, tên hầu cảnh Văn này là do người ra mặt Vinh. Khương Lập và Khương Văn nhưng có điều, lá gan của tên nhóc hầu cảnh Văn này cũng lớn thây, dám một mình tìm đến cửa, điều này khiến Hoàng Thiên hơi bất ngờ. Cậu nói không sai, làm sao, nhận ủy thác của Khương Lịch đến làm phiền tôi sao? sắc mặt Hoàng Thiên hơi trầm lại, hỏi Hầu Cảnh Văn. Ha ha, anh Thiên chỉ đoán chúng được một nửa, nếu như tôi thật sự làm theo ý của Khương Lịch, anh và vợ anh bây giờ đã bị bom nổ chết rồi. Hầu Cảnh Văn nói đến đây, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn trông rất dọa người. Câu nói này nghe có vẻ thật sự rất đau lòng, vậy nên Hoàng Thiên tôi phải cảm ơn cậu vì đã không giết chúng tôi sao? Sắc mặt Hoàng Thiên rất khó coi, chừng mắt hỏi ngược lại Hầu Cảnh Văn có một số người trời sinh nhìn như không biết giận nhưng bên ngoài lại tỏa ra một khí chất rất bức người, uy nghiêm, đó chính là giống Hoàng Thiên lúc này. Mặc dù hầu cảnh văn hiểu biết sâu rộng, tố chất tâm lý cũng rất mạnh, nhưng giây phút cảm nhận được khí thế mạnh mẽ toát ra từ trên người Hoàng Thiên khiến tên nhóc đó cũng không khỏi dùng mình. Khốn kiếp, tên họ Hoàng này thật sự cũng không đơn giản. Trong đầu hầu cảnh văn nghĩ thầm, anh ta trấn an tinh thần, cười hi hi nói với Hoàng Thiên, dù sao trong lòng hoàng thiên anh cũng có tư tưởng đó lúc nãy tôi vốn dĩ có thế đồn cậu vào chỗ chết nhưng tôi không làm như vậy hoàng thiên nghe thấy hầu cảnh văn cú lải nhải ở đây khiến anh rất khó chịu từ trong lời nói của hầu cảnh văn hoàng thiên có thể cảm nhận được ý tứ đe dọa tên hầu cảnh văn này cứ luôn vòng vo mà uy hiếp anh hơn nữa hoàng thiên cũng cảm nhận được nguy cơ rất cao như lời hầu cảnh văn đã nói tính mạng của bản thân và lâm ngọc an đều nằm bị hầu cảnh văn khống chế trong tay Hoàng Thiên đây cũng không dễ dành khoan nhương như vậy, lúc này trong lòng Hoàng Thiên đã nổi lửa lên. Hầu Cảnh Văn, cậu không cần vòng vo với tôi, có gì cứ nói thẳng ra đi. Hoàng Thiên trầm giọng nói, Hầu Cảnh Văn nhìn thấy Hoàng Thiên như thế nhưng không hề bị dọa sợ, cũng chả hề có chút gì là cảm kích, trong lòng rất khó chịu. Hừ hừ, tôi nói anh Thiên nghe, làm người quan trọng nhất là phải biết điều. Tôi không giết anh và vợ của anh, không có nghĩa là tôi không thể giết đáy mắt hậu cảnh văn lóe lên một luồng sát khí lớn tiếng quát hoàng thiên hoàng thiên ghét nhất là bị người khác uy hiếp đặc biệt là loại uy hiếp ngay trước mặt thế này a à, phải rồi vậy là cậu phải nhắc nhở tôi để bảo toàn tính mạng thì tôi nên xử lý cậu mới phải sự lạnh lẽo từ đôi mắt của anh bắn ra xung quanh chừng mắt nói với hậu cảnh văn hậu cảnh văn cũng gắt gao gườm lại hoàng thiên tay cậu nhẹ nhàng đưa ra phía sau lưng sờ soạng lâm ngọc an đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cô cũng rất căng thẳng dựa theo trực giác cô cảm thấy tên hầu cảnh văn này tuyệt đối không đơn giản chắc chắn là một kẻ giết người không chấp mắt ánh mắt của hoàng thiên và hầu cảnh văn giống như băng với lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể liều mạng đánh nhau tim cô đập mạnh đến mức tưởng như có thể nhảy ra khỏi cổ họng ánh mắt hoàng thiên lại nhìn theo gương mặt của lâm ngọc an anh có thể nhận thấy vợ mình đang rất sợ hãi đương nhiên nếu như không phải là lâm ngọc an đứng bên cạnh hoàng thiên đã đánh nhau với hầu cảnh văn từ sớm rồi sao có thể chịu được cậu ta oang oang lâu như thế ngọc an em lên xe trước đi hoàng thiên nhẹ nhàng nói với lâm ngọc an em muốn đứng ở đây lâm ngọc an lo lắng cho hoàng thiên khẽ nói nghe lời anh lên xe đi đừng đứng một bên mà xem như vậy hoàng thiên trầm giọng nói với lâm ngọc an mặc dù lâm ngọc an vẫn rất lo lắng cho hoàng thiên nhưng cô lại không muốn trở thành gánh nặng cho anh ấy cô đã ngoan ngoãn lên xe còn ánh nhìn lại luôn hướng về hoàng thiên ha ha anh thiên đúng là cưng chiều vợ mình nha có phải sợ lúc tôi đánh nhau sẽ dọa sợ vợ anh phải không hầu cảnh văn cười một chàng ha ha rồi hỏi hoàng thiên bớt nói nhảm đi tôi để cậu ra tay trước đấy hoàng thiên trừng mắt với hầu cảnh văn khóe miệng hầu cảnh văn hơi co giật thật sự tức giận từ trước đến giờ chưa có người nào dám không coi trọng anh ta nhưng hoàng thiên lại coi thường anh ta như thế khiến trong lòng anh ta cực kỳ khó chịu nhưng hầu cảnh vân vẫn ngấm ngầm chịu đựng phá lên cười rồi nói với Hoàng Thiên, "Anh Thiên, từ khi nói chuyện với anh, tôi không có ý định muốn liều mạng với anh. Bây giờ tôi đưa ra một điều kiện, hy vọng anh có thể suy nghĩ thử xem." "Điều kiện? Ha ha, những người dám đưa ra điều kiện với Hoàng Thiên tôi thường sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu." Hoàng Thiên cười lạnh, tỏ vẻ cực kỳ ngang ngược. Hầu cảnh Văn chớp chớp mắt, cười nhạt nói, "Anh Thiên đúng là còn quá tự tin. Nếu như anh không đáp ứng điều kiện này, tôi tin nửa đời còn lại của anh sẽ rất không thể sống yên lòng." e rằng cả anh và người nhà của anh bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi dám uy hiếp tôi như thế cậu muốn chết sao hoàng thiên vươn tay nắm chặt lấy áo của hầu cảnh văn lạnh lùng nói hầu cảnh văn ngẩn người ra nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái bình thường ha ha nếu hầu cảnh văn tôi đã là người của tập đoàn sát thủ lửa hồng rồi còn sợ cái quái gì nữa hoàng thiên chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi anh và người nhà của anh sẽ bình an vô sự chúng tôi đã điều tra qua, anh là cậu chủ của nhà Hoàng ở Hà Nội. Nhưng tập đoàn sát thủ lửa hồng gần như không quan tâm đến nhà họ Hoàng ở Hà Nội đâu, cứ coi như cha ruột Hoàng Văn Thành của cậu khiêu khích đến bọn tôi thì cũng sẽ nhận giấy báo tử y trang từ chúng tôi thôi. Giọng điệu của hầu cảnh văn lạnh như băng nói với Hoàng Thiên. Xem như Hoàng Thiên đã nhìn ra, tên nhóc hầu cảnh văn này, ỷ lại mình thành viên của tập đoàn sát thủ lửa hồng nên thật sự rất kiêu ngạo nếu không phải sợ rằng sẽ tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng Lâm Ngọc An thì bây giờ Hoàng Thiên đã đánh cho hầu cảnh văn đến tàn phế luôn rồi. Vậy thì nói điều kiện của cậu nghe thử xem, Hoàng Thiên thấp giọng nói, ha ha, anh Thiên thật sáng suốt, hầu cảnh văn cười ha ha, đẩy tay Hoàng Thiên ra, sau đó nói, điều kiện của lửa hồng chúng tôi rất đơn giản. Chỉ cần anh Thiên đồng ý đưa ra 17 tỷ 500 triệu cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm hại đến anh và người nhà của anh. Ngoài ra, chúng ta còn có thể trở thành bạn, sau này anh muốn giải quyết người nào, chúng tôi có thể hợp tác với nhau. Phốc, Hoàng Thiên nghe xong những lời này, suýt chút nữa đã phụt cười. Tên hầu cảnh văn này thật đúng là nói mà không biết ngượng mồm, tưởng rằng tập đoàn sát thủ lửa hồng thật sự lợi hại sao. 17 tỷ 500 triệu, đối với Hoàng Thiên mà nói cũng không tính là gì, nhưng Hoàng Thiện lại rất ghét sự kiêu ngạo và cách ra điều kiện của đối phương. Nếu như các cậu lấy được 17 tỷ 500 triệu từ chỗ tôi, sẽ khai báo với khương lạp như thế nào hoàng thiên cười lạnh hỏi hầu cảnh văn hầu cảnh văn nghe xong cũng cười ha ha nói với hoàng thiên anh thiên lo lắng nhiều rồi khương lạp chỉ là một cọng lông sao có thể so bì với anh thiên đây được thậm chí khương lạp cũng không phải là một thằng đàn ông chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi thì tôi sẽ giúp anh xử lý khương lạp và khương văn vinh hoàng thiên nghe hầu cảnh văn nói như vậy trong lòng nghiêm túc cân nhắc tập đoàn sát thủ lửa hồng này là một tổ chức rất dễ lật mặt vì lợi ích mà không hề có chút đạo đức của con người. Theo lý mà nói Khương Lạp là người đến cầu cứu tập đoàn sát thủ lửa hồng, nhưng vì có miếng mồi ngon béo bở hơn đã vứt Khương Lạp vào thùng rác, thậm chí là xử lý gọn luôn. Ha ha, tôi hiểu ý của cậu. Hoàng Thiên thản nhiên cười. Hầu cảnh văn thấy Hoàng Thiên cười, trong lòng tên nhóc này rất hưng phấn. 17 tỷ 500 triệu hả, xem ra Hoàng Thiên thật sự đem tiền vứt qua cửa số sao. Có khả năng rất cao, một ông chủ như Hoàng Thiên sẽ bỏ ra số tiền 17 tỷ 500 triệu dễ như chơi, làm sao mà lấy tính mạng ra đùa giỡn được chứ hả? Trong đầu Hầu Cảnh Văn đang suy nghĩ đến những điều này, cậu ta cũng buông lỏng cảnh giác, hài lòng cười cười, còn vươn tay ra định bắt tay với Hoàng Thiên. Ầm, đột nhiên Hoàng Thiên giơ cao chân, hung hăng vào bụng của Hầu Cảnh Văn. Á, à, quá bất ngờ nên Hầu Cảnh Văn không kịp đề phòng, bụng dưới bị Hoàng Thiên hung hăng đá trúng, khiến anh ta phải lùi lại mấy bước rồi ngã nhào, mông chạm đất vừa định đứng dậy, chân của Hoàng Thiên lại nhấn lên ngực anh ta. Nằm yên, Hoàng Thiên quát lên, giỏi lắm Hoàng Thiên, anh, anh không muốn sống nữa phải không? Hầu cảnh văn nghiến chặt dã ân nói, tay trái thì lén lút đưa ra phía sau lưng. Hoàng Thiên đã sớm nhìn ra tên khốn này, hầu cảnh văn vừa mới nghĩ đến lấy đồ vật gì đó từ phía sau lưng, Hoàng Thiên làm sao có thể để cho cậu làm như thế? Răng rác, á, trong nháy mắt hầu cảnh văn kêu lên một tiếng rất thảm, nhìn lại cổ tay phải của mình, đã bị Hoàng Thiên đạp lên, gãy xương. Hoàng Thiên ngồi xổm xuống, từ sau lưng của hầu cảnh văn cướp đi một khẩu súng lục Desert Eagle. Lúc này, trong đầu Hoàng Thiên không khỏi trầm xuống, tập đoàn sát thủ lửa hồng này cũng khá khó chơi đấy, trong tay bọn chúng có súng. Việc này rất khó đối phó. Hoàng Thiên, anh sẽ phải hối hận. Vẻ mặt của hầu cảnh văn hơi miếu máu, cắn răng chịu cơn đau dày vò, hung hăng đe dọa Hoàng Thiên. Thật không, Tôi có hối hận hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết chắc cậu kế tiếp cậu nhất định sẽ rất hối hận. Hoàng thiên lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nằm lấy áo hầu cảnh văn, sách cổ cậu ta lên. Hầu cảnh văn ngàn vạn lần không thể ngờ đến lực tay của Hoàng thiên lại mạnh đến như vậy, cổ áo bị nằm lấy, cảm giác hít thở rất khó khăn. Anh, anh muốn làm gì? Hầu cảnh văn không còn cách nào khác, đành bình tĩnh lại, hồi hộp hỏi Hoàng thiên. Tôi đã nói rồi, kế tiếp cậu sẽ hối hận. Lời Hoàng Thiên nói ra rất cay nghiệt, sau đó dùng khẩu súng lục Desert Eagle hung hăng đập thẳng vào sống mũi Hầu Cảnh Văn. A! À, cùng với tiếng hét thảm của Hầu Cảnh Văn, thì sống mũi cũng bị Hoàng Thiên đập gãy. Trong nháy mắt máu đã chảy ra không ngừng, khiến Hầu Cảnh Văn đau đến nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Cảm giác không tệ nhỉ, Hầu Cảnh Văn, lá gan của cậu lớn thật, dám đi uy hiếp tôi. Hoàng Thiên lạnh lùng trừng mắt với Hầu Cảnh Thiên rồi quát lên. Đúng như những gì Hoàng Thiên đã nói, bây giờ Hầu Cảnh Văn thật sự hối hận rồi anh ta vốn tưởng rằng phái người đến cài một quả bom lên xe Hoàng Thiên sẽ khiến anh bị dọa sợ, cho nên mới kiêu ngạo dẫn theo vài người đến thương lượng với Hoàng Thiên. Nhưng thật không ngờ, Hoàng Thiên lại mạnh đến như vậy, còn đánh anh thành bộ dạng như thế này. Bây giờ cổ tay trái thì bị gãy, mũi cũng bị sụp luôn, cho dù muốn đấu với Hoàng Thiên thì với thực lực của anh ta thật sự không cho phép. Hầu cảnh văn càng nghĩ càng tức nghẹn, anh ta cay độc trừng mắt với Hoàng Thiên, hét lên, Hoàng Thiên. Tên khốn nạn như anh dám đánh lén, vậy mà có bản lĩnh gì chứ? Ha ha, tôi đánh lén. Vậy cậu phải người đến lén lén lút lút cài bom vào xe tô, như vậy mới quang minh chính đại chứ gì? Hoàng Thiên cười lạnh nhìn Hầu Cảnh Văn nói. Hầu Cảnh Văn không nói nên lời khi bị Hoàng Thiên hỏi như vậy. Quả thật, chuyện mà anh ta làm cũng không đàng hoàng gì. Tôi khuyên anh lập tức thả tôi ra, nếu không anh có muốn khóc cũng không được đâu. Hầu Cảnh Văn cắn răng chịu đâu, lớn tiếng hét vào mặt Hoàng Thiên đã bị đánh thành bộ dạng như một con cún mà con dám uy hiếp tôi. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng rồi lại đập hai nhát vào hầu cảnh văn. Hầu cảnh văn thật sự bị Hoàng Thiên đánh cho ngu người, sống mũi bị gãy hoàn toàn, đau đến tối sầm mặt mày, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Được, được lắm, được lắm đấy Hoàng Thiên, anh sẽ hối hận. Hầu cảnh văn tuyệt vọng khóc gào lên vẫn không quên nói vài câu hung ác. Hoàng Thiên cũng không muốn suy nghĩ thêm về tên khốn này bởi vì lâm ngọc an vẫn còn đang ở trong xe nhìn anh hoàng thiên không muốn khiến lâm ngọc an hoảng sợ thật ra lâm ngọc an đã bị dọa cho khiếp luôn rồi lúc trên mặt hầu cảnh văn toàn là máu mũi thì bị sụp xuống về cơ bản thì nhan sắc đã bị hủy hoại một thanh niên đẹp trai như thế này sau khi khiêu khích hoàng thiên phẩm hạnh của anh ta đã bị thay đổi trong chốc lát hoàng thiên không nói gì thêm đột nhiên bây giờ anh mới nhớ đến hoàng linh tập đoàn sát thủ lửa hồng đã ngấm ngầm thâm nhập vào thành phố bắc ninh rồi Khương Lạc và Khương Văn Vinh có lẽ cũng đang làm loạn ở Bắc Ninh. Hoàng Thiên lo lắng nhất đó chính là Lâm Ngọc An và Hoàng Linh, bây giờ Lâm Ngọc An đang ở bên cạnh mình, rất an toàn nhưng Hoàng Linh thì không hẳn. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên vội rút điện thoại ra, gọi cho đàn em ở đội viên đặc chiến của Vũ Thanh. Alo, cậu Thiên, đàn em ở đội viên đặc chiến của Vũ Thanh tên là Tiếu Châu bắt máy. Tiếu Châu là người đã dẫn đội viên đặc chiến đi thành phố cứu viện cho Hoàng hôm nay, Tiếu Châu, lập tức phải người đến nhà em gái tôi tăng cường phòng bị Hoàng Thiên thấp giọng nói vâng Tiếu Châu đáp lại một tiếng rồi cúp máy đối với vài đàn em của Vũ Thanh mà nói thì Hoàng Thiên rất yên tâm bất kỳ nhiệm vụ gì giao cho bọn họ tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót sắp xếp xong xuôi trong lòng Hoàng Thiên nhẹ nhõm đi nhiều nhưng trong ánh mắt của Hoàng Thiên khi nhìn Hầu Cảnh Vân lại phát hiện ra đột nhiên trên gương mặt của cậu ta lại nở một nụ cười nham hiểm còn bĩu môi nữa Hoàng Thiên vẫn rất nhạy bén quan sát kỹ biểu cảm của Hầu Cảnh Vân anh cảm thấy gì không đúng cậu cười cái gì? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Hầu Cảnh Vân thật sự rất lưu manh, mặc dù đau đến ngất đi nhưng tên nhóc này lại vẫn có thể nhếch miệng cười, thật đáng giận. cậu câm sao? hỏi cậu đó. Hoàng Thiên quát lên, nắm lấy cây súng trong tay hung hăng quất vào quai hàm Hầu Cảnh Vân. á, à, lúc Hầu Cảnh Vân hét lên không ngừng, răng hàm bị đánh gãy hai cái, quai hàm sưng lên đến không thể nhận ra được gương mặt ban đầu của có hình dáng như thế nào. tên nhóc này cũng không phải là người sắt đấy chứ? bị Hoàng Thiên đánh đập tàn bạo như vậy khiến cậu ta đau thấu trời. Có gan thì đánh chết tôi đi, đánh chết tôi đi, cả đời này anh đừng hòng được gặp lại em gái nữa. Hầu cảnh văn không cười, vừa phun ra một bụng máu trong miệng, quát lên với Hoàng Thiên chuyện này. Hoàng Thiên nghe xong, trong lòng bồng chốc trầm lại. Chẳng lẽ mình đã chậm một bước sao? Tập đoàn sát thủ lửa hồng đã ra tay với Hoàng Linh rồi sao? Hoàng Thiên nghĩ đến đây, trái tim không khỏi căng lên. Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Linh gọi rất lâu nhưng Hoàng Linh vẫn không bắt máy, lại gọi điện thoại cho cha nuôi Hoàng Phúc Trường thì không có tín hiệu, đã tắt nguồn. Thôi xong rồi, tim Hoàng Thiên bỗng lạnh đi một nửa, đoán không chừng em gái và cha nuôi chắc chắn đã xảy ra chuyện. Các người đã làm gì em gái tôi rồi? Hoàng Thiên nằm chặt lấy tóc Hầu Cảnh Văn, quát lên. Hầu Cảnh Văn nhìn thấy Hoàng Thiên căng thẳng như vậy, cậu ta hừ lên một tiếng. Hừ, xem ra anh cũng có nhược điểm, chính là em gái anh thương nhất hoàng thiên tôi nói cho anh biết nếu anh dám giết tôi thì em gái của anh sẽ phơi thây ở ngoài đường hầu cảnh văn yếu ớt nói cậu cho rằng tôi không dám làm thịt cậu sao lúc này mắt hoàng thiên đã đỏ lên đạn đã lên nòng họng súng nhắm thẳng vào đầu hoàng thiên ông xã lâm ngọc an ngồi trong xe thực sự chịu không nổi lúc này cô đã bước xuống xe lại gần hoàng thiên lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi hoàng thiên đã bất chấp nhiều như vậy nếu chịu không nổi sẽ bắn chết hầu cảnh văn lập tức thả tôi ra, mang 17 tỷ 500 triệu ra đây, em gái của anh sẽ không có chuyện gì. Hầu cảnh văn uy hiếp, Hoàng Thiên cố gắng kiềm chế lại sự xúc động muốn giết người, lúc này anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lã Việt. Lập tức đến Sơn Trang cầm viên, Hoàng Thiên nói với Lã Việt, vâng, cậu Thiên, Lã Việt đáp lại một tiếng. Sau khi Hoàng Thiên ngắt điện thoại, ở chỗ này chờ Lã Việt đến. Chưa đến 10 phút Lã Việt đã mang theo vài người chạy đến đây. Hoàng Thiên đưa cây súng lục Desert Eagle trong tay cho Lã Việt nói, đưa vợ tôi đến khu giải trí tiêu tam, anh phải bảo đảm an toàn cho cô ấy. Lã Việt nhìn cây súng Hoàng Thiên đưa, lại nhìn vẻ mặt của Hoàng Thiên lúc này, anh ý thức được rằng, tình hình rất nghiêm trọng. Cậu Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Lã Việt hoài nghi hỏi Hoàng Thiên, lại nhìn thấy hầu cảnh văn bị đánh đến vô cùng thê thảm. Tập đoàn sát thủ lửa hồng đã bắt đầu hành động, đừng hỏi nhiều, trước tiên cứ đưa vợ tôi đến nơi an toàn. Hoàng Thiên nói đã rõ tôi có súng rồi cái này anh cứ cầm lấy đi lã việt không nhận lấy cây súng hoàng thiên đã đưa hoàng thiên gật đầu sau đó nói với lâm ngọc an ngọc an em đi theo lã việt trước đi đừng đi đâu cho đến khi anh đến đón lâm ngọc an cũng biết tình hình rất nghiêm trọng cô nắm chặt lấy tay hoàng thiên lo lắng nói ông xã anh nhất định phải cẩn thận trong lòng hoàng thiên trở nên ấm áp không nói gì thêm lúc này tay phải cầm súng tay trái nắm chặt lấy tóc Hầu Cảnh Văn, chuẩn bị áp giải cậu ta lên xe. Lúc này Hầu Cảnh Văn có chút sướng sờ, mái tóc bồng bềnh của cậu ta vốn dĩ rất phong độ, nhưng bây giờ bị Hoàng Thiên nằm đầu kéo như vậy đau đến nước mắt giàn rụa. Hoàng Thiên, anh, anh muốn làm cái gì? Thả tôi ra, Hầu Cảnh Văn kêu la lên không nghe rõ cậu ta nói gì. Sóng mũi đã bị đập gãy nên nghe toàn là giọng mũi. Trong lòng Hoàng Thiên hiểu rõ, bây giờ em gái và cha nuôi không biết sống chết, Hoàng Thiên sao có thể dễ dàng để cho hầu cảnh văn lắm mồm ba hoa như thế. Ba ba. Hoàng Thiên dí súng vào sau lưng, sẵn tay tát hai tay. Cổ hầu cảnh văn vang lên tiếng răng rắc giòn tan, suýt chút nữa đã bị đánh bay. Tên nhóc này không dám ai oán, ngoan ngoãn để Hoàng Thiên túm lấy, lên xe cùng với Hoàng Thiên. Lã Việt nhìn thấy Hoàng Thiên muốn một thân một mình đi vào trốn nguy hiểm, ông ta vẫn không yên tâm. Lúc này nói với vài sáu tên đàn em của mình nói, các cậu đi với cậu Thiên đi, vâng sáu tên đàn em của lã việt đồng thanh đáp tất cả đều nhanh chóng lên xe của hoàng thiên vốn dĩ hoàng thiên không muốn mang theo người dù sao thì bảo vệ vợ lâm ngọc an rất quan trọng cậu thiên đưa sáu người bọn họ đi đi một mình tôi bảo vệ bà xã của anh không vấn đề gì đâu lã việt cao giọng hét lên với hoàng thiên ông có thể nhìn ra sự lo lắng của hoàng thiên đối với lã việt hoàng thiên rất yên tâm dù sao lã việt cũng rất giỏi còn mang theo cả súng bảo vệ lâm ngọc an chắc không vấn đề gì vì vậy Hoàng Thiên cũng không nói gì thêm, khua tay bảo đàn em của Lã Việt lên xe mình, hai người ngồi phía sau canh giữ hầu cảnh văn. Bốn tên đàn em còn lại của Lã Việt ngồi phía sau lưng Hoàng Thiên, rời khỏi sơn trang cầm viên. Dọc đường đi, hầu cảnh văn cực kỳ phẫn nộ, đối với anh ta mà nói, hôm nay là ngày nhục nhã nhất. Vốn dĩ đi thương lượng với Hoàng Thiên nhưng không ngờ lại có kết cục như thế này. Chưa kịp làm cái gì cả đã bị Hoàng Thiên tẩn cho một trận. Nếu như lúc này quay về thì thật sự rất mất mặt, chắc chắn sẽ bị đồng bọn cười nhạo. Hậu cảnh văn càng ngày càng buồn bực, anh ta ta chịu đau, chừng mắt nhìn Hoàng Thiên đang lái xe, trong lòng hận Hoàng Thiên thấu xương. Hoàng Thiên cũng biết hậu cảnh văn không thoải mái, qua gương chiếu hậu Hoàng Thiên có thể nhìn thấy bộ dạng cực kỳ phần nộ của hậu cảnh văn. Cậu tốt nhất đừng nảy sinh ý đồ xấu với tôi, nếu không cậu sẽ còn bị đập nữa. Hoàng Thiên đột nhiên lạnh lùng nói, khiến hậu cảnh văn bị dọa cho giật mình, cậu ta thật sự bị Hoàng Thiên đánh đến sang chấn tâm lý rồi. Hoàng Thiên, lập tức thả tôi ra, tôi muốn đi bệnh viện. Hầu Cảnh Văn thở phì phò chống đối Hoàng Thiên. Hai người các cậu giúp cậu ta trị thương đi. Hoàng Thiên vẫn không quay đầu lại nói với hai đàn em. Hai người lập tức hiểu ý của Hoàng Thiên, hai người khua tay múa chân, chọc cây côn điện vào Hầu Cảnh Vân. Hầu Cảnh Vân phải gào khóc lên, tên nhóc thực sự không chịu nổi nữa rồi. Còn muốn đi bệnh viện không? Hoàng Thiên hỏi Hầu Cảnh Vân. Không đi nữa, không đi nữa, anh Thiên, anh mau bảo bọn họ đừng đánh tôi nữa. Hầu cảnh văn cuối cùng cũng kinh sợ, thở hồn hển cầu xin Hoàng Thiên. Đừng đánh nữa, Hoàng Thiên ra lệnh, hầu cảnh văn mới được thả ra. Gọi điện cho Tiếu Châu, không lâu sau đã bắt máy. Tiếu Châu, cậu đến nhà em gái tôi chưa? Hoàng Thiên hỏi, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài của Tiểu Châu. Cậu Thiên, tôi vừa mới đến, đang muốn gọi điện thoại cho cậu. Mau nói đi, tình hình thế nào rồi? Em gái và cha nuôi vẫn ổn chứ? Hoàng Thiên vội vàng hỏi, bây giờ trong lòng rất sốt ruột. Tình hình không ổn lắm, cậu Thiên, cậu mau đến đây xem thử." Tiếu Châu nói, "Tôi lập tức đến liền." Hoàng Thiên cắn môi, sau khi cúp điện thoại, anh dùng tốc độ nhanh nhất, phóng như bay đến đến khu bất động sản Hoa Lan. Đây là khi biệt thự đắt giá nhất tại thành phố này, biệt thự đắt nhất Hoàng Thiên mua hết 67 tỷ để cha nuôi và Hoàng Linh sống. Không ngờ rằng sống ở đây lại xảy ra chuyện rất nhanh Hoàng Thiên đã đến khu bất động sản Hoa Lan, xe dừng lại ngay trước cổng biệt thự của cha nuôi. Ngay lúc đứng trước tòa nhà, đã có hai chiếc ô tô màu đen đậu ở đó, kiểm tra biển số xe. Hoàng Thiên liền nhân ra ngay, đó là xe của bọn người Tiếu Châu. Cậu Thiên, trước cổng biệt thự có hai người đội viên đặc chiến đồng thanh chào hỏi Hoàng Thiên. Hai người này cầm trong tay súng trường tự động, giống như đang đứng canh gác, thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân khu vực này, rất nhiều người đứng xa xa tụng năm tụng bảy lại nhỏ tiếng bàn luận, không biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Một câu Hoàng Thiên cũng không nói, bước nhanh vào bên trong biệt thự. Sáu tên đàn em của Lã Việt áp giải hầu cảnh văn vào, theo sau Hoàng Thiên cũng bước vào trong. Ngay tại phòng khách, có bốn tên mang theo vũ trang hạng nặng là đội viên của đội đặc chiến, có một người đứng đầu, đó chính là Tiếu Châu. Trên sofa có một người đàn ông năm tuổi đang nửa nằm nửa ngồi, đó chính là cha nuôi của Hoàng Thiên, Hoàng Phúc Trường cậu thiên, cậu đến rồi, tiếu châu tiến đến chào hỏi Hoàng thiên với vẻ mặt nặng nề. Hoàng thiên không nói gì, anh bước đến sofa xem thử, lúc nhìn thấy Hoàng Phúc Trường, lông mày anh nhíu chặt lại, trong lòng thoáng chốc đau âm ỉ. Chỉ nhìn thấy cả hai chân Hoàng Phúc Trường đều bị gãy, máu không ngừng chảy, máu ra nhuộm đỏ hai ống quần. Khuôn mặt Hoàng Phúc Trường lúc này đau đớn, khổ sở, nhìn thấy Hoàng thiên đến, Hoàng Phúc Trường không cầm được nước mắt, Hoàng thiên, Hoàng Phúc Trường chỉ có thể gọi tên anh, nghẹn ngào không nói thêm được chữ nào. Cha, Hoàng Thiên nhào đến trước mặt Hoàng Phúc Trường, ngồi xổm xuống, vươn tay nằm lấy nằm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn của Hoàng Phúc Trường. Tay của ông run rẩy, đau đến chảy nước mắt, nói, "Con trai, nhất định phải cứu em gái con trở về." Nghe ông nói như vậy, Hoàng Thiên nhất thời cứng đờ, xem ra tình hình còn tệ hơn mình tưởng tượng, không chỉ cha nuôi bị đánh gãy hai chân, mà Hoàng Linh còn bị bắt đi. Yên tâm đi con nhất định sẽ đưa em ấy về hoàng thiên cắn răng an ủi hoàng phúc trường tôi đã gọi xe cấp cứu ước chừng chắc cũng sắp đến rồi tiếu châu nói với hoàng thiên ừ hoàng thiên gật đầu nhưng trong đáy mắt lúc này đã ánh lên vẻ lạnh lùng cha nuôi cả một đời lương thiện hiền lành luôn giúp đỡ mọi người nhưng tại sao lại tai họa lại ập đến như thế này trong lòng hoàng thiên vừa đau vừa phần nộ tự dày vào bản thân mình đã không bảo vệ được hoàng phúc trường khiến ông ấy tuổi đã lớn như vậy còn phải chịu tra tấn như thế này. Căm phần đối phương thật sự quá độc ác, vậy mà lại đập nát hai chân của lão già vô tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa giận trong lòng Hoàng Thiên càng bốc cháy hơn nữa, không có cách nào áp chế được. Xe cấp cứu đã tới, Hoàng Thiên nhìn nhân viên y tế đưa cha đi, lúc này mới vung tay lên, gọi tất cả mọi người xuất phát. Năm đội viên đặc chiến của Tiếu Châu đều lên xe, chỉ đợi mệnh lệnh của Hoàng Thiên sáu tên đàn em của lã việt áp giải hầu cảnh văn theo sát hoàng thiên ra khỏi biệt thự tên nhóc hầu cảnh văn này đến bây giờ mới thực sự hoảng sợ bởi vì anh ta ý thức được rằng hoàng thiên đã thật sự bị chọc giận rồi hầu cảnh văn thực sự đã đoán chúng rồi bây giờ hoàng thiên đã thật sự bị chọc giận lúc này hoàng thiên quay phát đầu lại một phát đã nắm được tóc của hầu cảnh văn hầu cảnh văn tức giận trừng mắt mái tóc được tạo hình tỉ mẩn của anh ta không chỉ bị hoàng thiên túm lấy một lần mà lần này hoàng thiên càng nằm chặt hơn kéo đứt cả chùm tóc nhỏ của anh ta luôn rồi hoàng thiên anh có thôi đi không hả bỏ tôi ra hầu cảnh văn cứng đầu cứng cổ không đủ cứng rắn mà lại giả dờ ngang tàng giống với hoàng thiên bịch 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 hoàng thiên đang dưới cơn giận dữ sao có thể chiều theo ý hầu cảnh văn được chứ sau khi hạ thấp đầu tên nhóc này xuống hoàng thiên đá mạnh một trận vào mặt anh ta ôi a à, a à, đừng đá nữa a à a à, hầu cảnh văn bị đá kêu ằng ằng thảm thiết vốn dĩ sống mũi đã gãy rồi còn bị Hoàng Thiên đá mạnh như thế sao anh ta có thể chịu nổi chứ? Đá cho Hầu Cảnh Văn đủ mười mấy cái, lúc này Hoàng Thiên mới dừng lại, nhìn lại Hầu Cảnh Văn đã không thể đứng vững được nữa rồi, quỳ thắng trên nền đất. Nếu không phải do Hoàng Thiên vẫn đang túm tóc Hầu Cảnh Văn, cả quỳ Hầu Cảnh Văn cũng không quỳ nổi nữa. Ai đã bắt em gái tôi đi hả? Cậu lập tức gọi điện thoại cho người đó đi. Hoàng Thiên tức giận quát, Hầu Cảnh Văn sắp không chịu nổi nữa rồi, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên nói, tên họ Hoàng kia, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đối xử với tôi như vậy cả, anh là người đầu tiên đấy. Cái mẹ cậu đấy, Hoàng Thiên tức giận mắng, đột nhiên nâng một chân qua đá thẳng vào trên đầu Hầu Cảnh Văn. Bịch, Hầu Cảnh Văn sao có thể chịu nổi một cú như thế, ngất trên nền đất hôn mê bất tỉnh. Làm tên khốn này tỉnh lại cho tôi, Hoàng Thiên thật sự tức giận rồi, quát với đàn em. Hai người cấp dưới của Lã Việt bước đến, đánh tỉnh Hầu Cảnh Văn sau đó là một trận Hầu Cảnh Văn tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ lúc lại trông thấy Hoàng Thiên, trong mắt của tên mày cuối cùng cũng chất chứa nỗi sợ. Quan trọng là Hoàng Thiên thật sự muốn đánh chết anh ta, còn dám ngang tàng với Hoàng Thiên thì đằng nào cũng bị đánh đến chết mất. Hỏi cậu một lần nữa, ai bắt cóc em gái tôi đi rồi? Hắn đang ở đâu? Hoàng Thiên nằm lấy cô áo Hầu Cảnh Văn, to tiếng hỏi. Hầu Cảnh Văn tuy rất sợ Hoàng Thiên nhưng anh ta lại cần chặt răng, không chịu nói chứ nào. Hoàng Thiên không có thời gian phí phạm với anh ta, lúc này rút ra một con dao găm từ eo một đàn em trực tiếp đặt lên tai hầu cảnh văn nói không hả mắt hoàng thiên đỏ cả rồi lớn tiếng quát hỏi tên này mà còn không nói nữa hoàng thiên tuyệt đối sẽ cắt tai anh ta xuống hầu cảnh văn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa bị dọa đến lập tức nói anh thiên anh bình tĩnh chút đi tôi nói nhanh lên tôi cũng không biết là ai làm nhưng chắc chắn là người của chúng tôi làm hầu cảnh văn căng thẳng nói với hoàng thiên hoàng thiên cắn răng không phải đang phí lời sao chẳng lẽ tôi không biết là người của mấy người làm sao mau nói hắn ta có thể đang ở đâu hoàng thiên tức giận nói hầu cảnh văn biết không thể không phối hợp với hoàng thiên được mình trông đẹp trai như vậy nếu mất đi tai thì sẽ thảm lắm anh thiên anh thiên tôi cũng không biết trước mắt họ đang ở đâu cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không tôi nhất định sẽ hỏi được hầu cảnh văn vẫn khá biết điều giọng nói run rẩy nói với hoàng thiên gọi mau lên hoàng thiên tức giận quát tay hầu cảnh văn run lẩy bẩy móc điện thoại ra rồi gọi cho một số alo mấy người ở đâu vậy giọng nói của hầu cảnh văn có chút run rẩy hỏi hoàng thiên cũng không nghe thấy đổi phương đã nói những gì mười mấy giây sau hầu cảnh văn ngắt điện thoại anh thiên tôi đã biết họ ở đâu rồi em gái anh cũng ở đó hầu cảnh văn nhìn hoàng thiên nói tên nhóc này lại nhìn bọn tiếu châu thấy những người đội viên đặc chiến được trang bị đầy đủ người dẫn đầu lại còn giỏi như thế tim hầu cảnh văn vô cùng kinh sợ. Anh ta chỉ biết Hoàng Thiên là con trai của nhà họ Hoàng ở Hà Nội, rất có tiền có thế, nhưng lại không ngờ Hoàng Thiên lại quen những người cả người đều được trang bị vũ trang đầy đủ như thế này. Tống anh ta lên xe, bảo anh ta dẫn đường. Hoàng Thiên trầm giọng nói với cấp dưới, sau đó anh lên xe trước. Sáu người cấp dưới của Lão Việt thật sự không hề phí lời, lúc này bốn người trong số đó Tống Hầu Cảnh Văn lên một chiếc xe. Hai người cấp dưới còn lại của Lã Việt leo lên chiếc xe của Hoàng Thiên, bốn chiếc xe lao nhanh như bay ra khỏi khu Green Star, đi đến phố. Làng như lửa đốt chiếc xe hầu cảnh văn ngồi chạy trước, do có hầu cảnh văn dẫn đường mà họ rất nhanh đa ra khỏi khu thị trấn. Hoàng Thiên theo sau, bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tìm thấy Hoàng Linh, chỉ khi nhìn thấy Hoàng Linh bình an vô sự anh mới có thể thả lỏng tinh thần được. Trên đường, Hoàng Thiên không ngừng gọi cho Hoàng Linh nhưng vẫn mãi không gọi được. Mười mấy phút sau, mấy chiếc xe đã ra khỏi khu thị trấn, chạy dọc theo đường quốc lộ ra ngoài vùng ngoại ô phía đông sau khi ra khỏi khu thị trấn vừa hơn bốn người mấy cây số, chiếc xe hầu cảnh văn ngồi mới dừng lại. sau khi hoàng thiên dừng xe lại, bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe phía trước, chỉ thấy bốn người cấp dưới của lã việt tống hầu cảnh văn mặt đầy máu bước ra. đến rồi à, hoàng thiên lạnh giọng hỏi hầu cảnh văn. đến rồi đến rồi, anh thiên, họ đang ở trong khuôn viên này. hầu cảnh văn ngoan ngoãn hơn rồi, đưa tay phải chỉ về phía khuôn viên nhỏ trước mặt. hoàng thiên thấy hoàn cảnh xung quanh. Đây là một vùng nông thôn, người qua đường đều dùng ánh mắt bất ngờ cùng hiếu kỳ nhìn về phía họ. Đặc biệt là bọn đội viên đặc chiến như Tiếu Châu, người qua đường ai cũng cảm thấy kinh sợ. Lúc này Hoàng Thiên không nói gì nữa, bước nhanh dẫn đầu đi về phía trước, đến trước cửa lớn màu đen, Hoàng Thiên đưa chân đá văng cửa ra. Két, cửa lớn màu đen không khóa, bị Hoàng Thiên đá một cái liền mở ra. Tiểu Châu nhanh chóng đưa những đội viên đặc chiến theo, ai cũng cảnh giác đứng cạnh Hoàng Thiên để phòng bất chắc sau người cấp dưới của lão việt giữ lấy hầu cảnh văn cũng đi theo vào hoàng thiên nhìn vào trong khuôn viên chỉ thấy trong sân có hai chiếc xe chở hàng dừng ngay trước cửa còn có hai người đàn ông mặc đồ tây đen đứng đấy hai người đàn ông này mang kính dâm đen đang nhìn về phía cửa thấy bọn hoàng thiên đến hai người đàn ông đeo kính dâm này cũng không quá kinh ngạc mà đều đứng yên ở đấy điều đó lại khiến hoàng thiên khá ngạc nhiên bởi vì những người mình đưa đến đều mang theo súng trường vậy mà hai người đeo kính dâm này lại bình tĩnh đến thế sao? Lúc này Hoàng Thiên bước nhanh đến trước mặt hai người đàn ông đeo kính dâm, quét mắt qua mặt hai người họ một phen, thực ra trong lòng hai người đàn ông đeo kính này đã rất hoảng sợ rồi, nhưng họ vẫn khá biết giả vờ, bày ra dáng vẻ rất bình tĩnh. Thấy Tiếu Châu và những đội viên đặc chiến mang theo súng trường, hai người đàn ông đeo kính này đã mất hồn cả rồi. Anh là ai? Một người đàn ông đeo kính dâm cố hết sức giữ thái độ bình tĩnh, hỏi Hoàng Thiên vào trong xem thử. Hoàng Thiên không quan tâm hai người họ, lúc này phất tay với Tiếu Châu. Hành động, có ai ngăn cản thì giết không tha. Tiểu Châu lớn tiếng hạ lệnh nói. Mấy người đội viên đặc chiến nhanh chóng lao vào trong mở cửa xông vào. Hai người đàn ông đeo kính kia sao cản lại anh được, đứng ở đó nhìn thấy toàn bộ quá trình như tên ngốc vậy. Hoàng Thiên bước lớn qua, sáu người cấp dưới giữ hầu cảnh văn cũng đi theo Hoàng Thiên cùng vào nhà. Hai người đàn ông đeo kính dâm kia biết không thể ngăn cản được chỉ đành theo phía sau, cũng bước vào trong mà căn nhà cấp 4 bốn ngàn rưỡi này, lối đi ở giữa, bên bên có hai căn phòng. Mấy người đội viên đặc chiến chia làm hai nhóm, họ đều quá chuyên nghiệp, nhanh chóng triển khai lục soát cả căn nhà. Anh Thiên, ở đây có người. Đúng ngay lúc này, trong căn phòng bên phía đông truyền đến tiếng hét của Tiểu Châu. Hoàng Thiên đang lục soát hai căn phòng phía tây cùng ba đội viên đặc chiến, sau khi nghe thấy tiếng thì nhanh chóng dẫn theo người đến căn phòng phía đông. Vừa mới vào phòng Hoàng Thiên đã cảm nhận được một mùi sát khí nồng đặc chỉ thấy trong căn phòng này có một người đàn ông trung niên hói đầu đang ngồi trên một cái ghế tựa. Mắt người này rất nhỏ, nhưng lại âm hiểm chất chứa đầy vẻ hung ác, cả người mặc một bộ áo trắng, bắt chéo chân ngồi vững trái ở đấy. Sau lưng người đàn ông hói đầu ấy còn có bốn người đàn ông mặc đồ tây đen, giống với hai người đàn ông ngoài kia vậy, bốn người đàn ông mặc đồ tây này cũng đeo kính dâm trông cũng khá thống nhất. Người đàn ông hói đầu nhìn những người xông vào trong phòng nhưng lại không hề thay đổi sắc mặt, ngồi ở đấy vững tựa thái sơn nét trầm ổn này không phải người thường có thể sánh được lúc nhìn thấy hầu cảnh văn trên mặt người đàn ông hói đầu xuất hiện một tia hung ác anh ta nghiến răng cậu văn cậu không sao chứ người đàn ông đầu hói cuối cùng cũng nỡ đứng dậy có chút lo lắng nhìn hầu cảnh văn cẩn thận hỏi hầu cảnh văn trông như được thấy người thân vậy nhìn người đàn ông đầu hói nói chú kinh ơi chú cứu con với người đàn ông hói đầu tên này chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn về phía hoàng thiên anh ta vừa nhìn đã biết Hoàng Thiên mới là người có tiếng nói trong đó. Anh bạn, tôi là Cố Kinh, cho hỏi là cậu đã đánh cậu Văn Thành ra như thế sao? Gương mặt Cố Kinh không có ý tốt, lãnh khóc nhìn chầm chầm Hoàng Thiên mà hỏi. Thấy vẻ mặt như vậy của Cổ Kinh, Hoàng Thiên có chút tức giận. Hơn nữa Cổ Kinh gọi Hầu Cảnh Văn là cậu Văn, cũng khiến Hoàng Thiên có chút bất ngờ. Xem ra mình vẫn đang quá xem thường Hầu Cảnh Văn rồi, nói không chừng tên nhóc này còn là nhân vật quan trọng trong tập đoàn sát thủ lửa hồng đấy không sai tôi đánh đấy ông có ý kiến gì sao hoàng thiên không kiên nhẫn hỏi cố kinh sau đó đi về phía trước vài bước đến gần trước mặt cố kinh đôi mắt nhỏ của cố kinh híp lại lúc hoàng thiên đi đến gần anh ta trong lòng anh ta cũng bất giác run lên cảm nhận được khí thế lớn mạnh lúc này của hoàng thiên hơ hơ người trẻ đừng quá liều lĩnh như thế không tốt đâu cố kinh cười ha ha nhìn hoàng thiên nói hoàng thiên cũng không biết tên cố kinh này lấy dũng khí từ đâu mà có thể giả vờ giả việt đến vậy đừng phí lời, có phải ông đã bắt em gái tôi không? Hoàng Thiên không có tâm sức để đấu võ mồm với cổ kinh, lúc này anh đanh giọng hỏi. Cố kinh hừ lạnh vài tiếng, nói, hừ, nói vậy ra cậu chính là Hoàng Thiên à. Bốp bốp, cố kinh vừa dứt lời thì Tiểu Châu ở bên cạnh đã lao đến, tắt thật mạnh hai cái vào mặt cố kinh. Khiến cố kinh ngơ người, sao ông ta có thể nghĩ đến việc đối phương nói ra tay là ra tay liền được chứ? Tốc độ còn nhanh thế nữa, ông ta ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có. Ông nội nhà ông, anh thiên hỏi ông cái gì thì cứ nói cái đó, giả vờ làm cáo giả ở đây làm gì. Tiếu Châu tức giận nói, khốn khiếp, mẹ nó, mày dám đánh tao à, cố kinh cũng nổi giận rồi, còn người hung ác trừng to với Tiếu Châu. Bịch, Hoàng Thiên bay lên đá một cú, mạnh mẽ đá vào bụng cố kinh. u o a cố kinh phát ra âm thanh kỳ lạ rồi ngã văng ra ngoài, trực tiếp ngồi hẳn xuống ghế. Cái ghế không chịu nổi chấn động mạnh như thế, nát ngay sau đó a à, à, à. cổ kinh thì xui xẻo rồi mông ông ta bị những mảnh gỗ vụn đâm vào máu chảy ra thành mảng nhiễm đỏ cả quần bốn người đàn ông đeo kính dâm sau lưng cổ kinh vừa muốn tiến lên đã bị vài người đội viên đặc chiến dùng súng chỉ vào đầu đừng động đậy tôi xem xem ai dám động đậy vài người đội viên đặc chiến lớn tiếng quát bốn người đàn ông đeo kính dâm kia đều dừng lại cả họ thậm chí còn không dám rút đồ nghề từ trong lòng ngược ra ngoan ngoãn đứng đấy không dám động đậy chút nào cố kinh đưa tay trả vài cái lên mông cuối cùng cũng rút ra được hai mảnh gỗ nhỏ, trên đất đã bị máu làm ướt đẫm. Mẹ nó, Hoàng Thiên, cậu giỏi lắm, dám đối xử với tôi như thế, có phải muốn em gái cậu chết không hả? Cố kinh đau mà đổ cả mồ hôi lạnh, hung ác nhìn chầm chầm vào Hoàng Thiên nói. Tên này cũng biết cách tìm đường chết lắm, Hoàng Thiên còn đang nổi giận mà ông ta vẫn dám đùa bỡn. Bịch, Hoàng Thiên lại xông lên trước đá một cú, trực tiếp đá cho cố kinh lật úp xuống đất. Ai ra mẹ tôi ơi, cố kinh kêu thảm nằm trên đất, sau khi hộp vài cái thì lại ói ra một ngụm máu, là do bị Hoàng Thiên đá cho nội thương. Lúc này Hoàng Thiên cũng không muốn hỏi tên này nữa, dựa vào trực giác, Hoàng Thiên cảm thấy tên cố kinh này chắc là Người đã vào nhà đánh bị thương bố nuôi, đưa tay cho một người cấp dưới, cấp dưới mau chóng đưa cây gậy co rút cho Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nhận được cây này đánh cho cổ kinh một trận. À, ô à, cố kinh đã bị đánh đếm ngơ rồi, đau đến nỗi lăn ra đất không tìm ra được hướng đông đâu luôn rồi ông ta vốn nghĩ hoàng thiên sẽ nói chuyện với ông ta dù sao hoàng linh cũng trong tay ông ta hoàng thiên nhất định phải kiêng kỵ ai ngờ được tính tình hoàng thiên quá nóng này vừa gặp là đòi đánh ông ta chứ cậu thiên có gì từ từ nói cậu đừng đánh nữa cổ kinh cuối cùng cũng không giả vờ được nữa lớn tiếng la lên nói cái mẹ gì hoàng thiên mắng gậy co rút trong tay lại không hề dừng lại đánh một trận thật mạnh lên người cổ kinh trong chớp mắt xương sườn của cố kinh bị đánh gãy bốn cái tay trái cũng gãy, đau đến sụp đổ. Quan trọng nhất là sáu người đàn ông mặc đồ tây màu đen của anh ta không ai dám ra tay giúp đỡ cả, bởi vì đều đang bị hỏng súng chĩa vào đầu. Cậu Thiên đừng đánh nữa, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi, tôi sẽ nói cho. Cổ kinh gào thét, hoàn toàn nhượng bộ. Hoàng Thiên nghiến răng, trong lòng thầm nghĩ loại người thích giả vờ này đúng là thèm đòn mà. Đánh cho anh ta biết đau thì cái gì anh ta cũng chịu nói. Là ông đưa người bắt em gái tôi phải không? là ông đánh gãy hai chân một người già cả như vậy đúng không hoàng thiên tức giận hỏi cố kinh sắc mặt cố kinh đã biến thành màu gan heo rồi những chuyện này thật sự do anh ta làm chỉ là ông ta không ngờ được rằng hoàng thiên nhanh như vậy đã tìm đến còn có khí thế ghê gớm như vậy mang theo toàn bộ đội viên đặc chiến trên người có trang bị đầy đủ tôi tôi cố kinh lắp bắp ông ta ta có chút không dám thừa nhận sợ hoàng thiên sẽ đánh chết ông ta luôn bốp hoàng thiên dùng gậy đánh thật mạnh vào miệng cố kinh Ôi a, à, cố kinh đau đến muốn phát điên, mở miệng ói ra bốn cái răng cửa, trong miệng đầy máu. Ông làm sao? Rốt cuộc có phải do ông làm không? Hoàng Thiên đanh giọng hỏi. Đúng đúng, là tôi làm. Em gái tôi đâu? Ông giấu nó ở đâu rồi? Đối mặt với sự chất vấn của Hoàng Thiên, Cố Kinh cũng không biết phải làm sao. Lúc nãy trước mặt Hoàng Thiên giả vờ quá lố, kết quả là bị hành thành cháu người ta luôn, xương sườn cũng bị đánh gãy luôn rồi. Cho nên bây giờ Cố Kinh không dám giả vờ trước mặt Hoàng Thiên nữa. Cái này, cái này hả? Cố Kinh lắp ba lắp bắp, vừa lắp bắp vừa lén nhìn về phía Hầu Cảnh Văn như đang trưng cầu ý kiến của tên nhóc Hầu Cảnh Văn vậy. Mắt nhìn của Hoàng Thiên cũng khá tốt, mặc dù Cố Kinh chỉ lén lút liếc nhìn Hầu Cảnh Văn một cái nhưng Hoàng Thiên vừa nhìn đã nhận ra có nghi vấn trong này. Vẫn nghe lời Hầu Cảnh Văn đúng không? Anh ta không cho ông nói hay là ông không dám nói hả? Hoàng Thiên tức giận hỏi Cố Kinh, Hoàng Thiên bối rối anh ta không ngờ là bị Hoàng Thiên nhìn ra điều này. Cũng không phải như thế, Cố Kinh rất trột dạ nhỏ tiếng nói với Hoàng Thiên, bốp, Hoàng Thiên mạnh mẽ cho Cố Kinh một tát, thế là như vậy sao? Cố Kinh thật sự không chịu nổi nữa rồi, tát này của Hoàng Thiên đánh đến nỗi khiến anh ta lật người tại chỗ, xương sườn bị gãy kia đau đến xé tim. Nhưng Cố Kinh vẫn sợ Hầu Cảnh Văn, Hầu Cảnh Văn không gật đầu, Cố Kinh cần chặt răng không nói lời nào. Lòng Hoàng Thiên nóng như lửa đốt, anh lấy đâu ra thời gian từ từ thẩm vấn đâu chứ kéo hầu văn cảnh qua đây hoàng thiên nói với hai cấp dưới của lã việt vâng hai người này đồng thanh đáp họ đang giữ lấy hầu cảnh văn tập tức giữ hầu cảnh văn đưa đến trước mặt hoàng thiên là cậu không cho ông ta nói đấy à đúng không hả hoàng thiên vừa tức giận hỏi vừa mạnh mẽ tát hầu cảnh văn một trận tát tai khiến hầu cảnh văn bị đánh không ra hình người mặt sưng lên như bị biến thành một tên béo trong tức khắc không không anh thiên tôi đâu có không cho phép chú ta nói. Mặt hầu cảnh văn đầy đau khổ mở miệng, không có sức giải thích nữa. Vậy tại sao ông ta lại không dám nói hả? Tiếu Châu cũng rất sốt ruột, lao đến đánh thật mạnh một trận vào người hầu cảnh văn. Hầu cảnh văn vặn vẹo đến sắp ói máu, vấn đề là anh ta thật sự không bảo cổ kinh không nói mà. Không cô nhân tình cố kinh con mẹ chú, mau nói đi chứ. Dấu em gái anh thiên đi đâu rồi? Hầu cảnh văn không chịu nổi nữa, gầm gừ với cố kinh cố kinh thấy hầu cảnh văn đã ra lệnh rồi thì anh ta mới dám nói ở ở ở mật thất dưới tầng hầm cố kinh chỉ vào một căn phòng bên trong lắp bắp nói với hoàng thiên hoàng thiên bước đến cửa một căn phòng lớn khác đạp cửa bước vào tiểu châu dẫn theo vài đội viên đặc chiến đưa theo cổ kinh và sáu người đàn ông mắt kính khác đi theo hoàng thiên vào trong đó sau người cấp dưới của lã việt thì áp giải hầu cảnh văn cũng vào theo cố kinh miến cưỡng đứng dậy ông ta chỉ vào một cái giường đơn trong phòng anh thiên chỗ vào mật thất dưới đất ở dưới cái giường này. Hoàng thiên ra hiệu với cấp dưới, rất nhanh đã có người kéo giường ra, quả nhiên xuất hiện một tấm sắt hình vuông đắp lại lối vào mật thất dưới đất. Lúc này, căn phòng dưới đất dưới căn phòng này lại đèn đuốc sáng trưng. Mật thất hơn 20 mét vuông này có bốn người đàn ông, trước mặt bốn người đàn ông là một cô gái chạc tuổi 20 đang run rẩy cả người, co rút trong góc. Trong đó có hai người đàn ông kính dâm chính là cấp dưới của cố kinh, hai người đứng ở một bên biểu cảm đê tiện, Đều nhìn về phía cô gái đang co do trong góc Trong hai người đàn ông còn lại có một người tầm tuổi 450 trên mặt đầy vẽ âm hiểm Hai tay chắp sau lưng đứng đấy Người này chính là ông chủ của hội chó hoang của tỉnh Lị, Khương Lạp Người còn lại tầm khoảng 20 tuổi, sắc mặt xanh sao tiểu tụy Chính là con trai Khương Lạp, Khương Văn Vinh Mà cô gái đứng trong góc chính là Hoàng Linh Hoàng Linh cũng vừa bị hai người đàn ông kính dâm áp giải vào mật thất dưới đất Cô vừa vào không lâu thì Khương Lạp và Khương Văn Vinh đã đến Lúc này cổ kinh đã vô cùng sợ hãi, ngoan ngoãn ở nhà thế mà vẫn có thể bị tai họa giáng xuống, bị người khác bắt đến đây. Hơn nữa cô tận mắt nhìn thấy đôi chân, không có nhân tình của bố cô bị đánh gãy, Gia ta độc ác không hề có chút nhân tính nào. Mãi đến khi nhìn thấy Khương Văn Vinh, Hoàng Linh mới biết được rằng mình tại sao lại bị bắt cóc. Vòng cả nửa ngày, tất cả đều do Khương Văn Vinh đứng sau thao túng cả. Văn Vinh à, tất cả đều do cô gái này cả sao. Khương lạp nghiến răng ken kết nói, giọng nói âm đục hỏi Khương Văn Vinh đứng bên cạnh. Ông ta chỉ có một đứa con là Khương Văn Vinh, vậy mà lại bị cấp dưới của Hoàng Thiên cắt đi. Chuyện này đúng là một đả kích quá nặng đối với ông ta. Hơn nữa ông ta cũng bị Hoàng Thiên hành đến nỗi uy tín rơi đầy đất, đường chủ cổ và hơn 100 thành viên của hội chó hoang giờ đã không còn nhận người thủ lĩnh như ông nữa rồi. Ngay cả tỉnh lỵ Khương Lạp cũng không dám ở lại nữa, chỉ có thể dẫn theo Khương Văn Vinh tạm thời nương nhờ vào tập đoàn sát thủ lửa hồng thôi. Nghĩ đến những điều này, sao Khương Lạp có thể không hận Hoàng Thiên được? Em gái Hoàng Thiên đang ở trước mặt, Khương Lạp hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, đến cuối cùng sẽ làm tám mảnh. Khương Văn Vinh nghe cha mình hỏi vậy thì lập tức nhớ lại chuyện đau lòng. Nếu không phải do anh ta mê đắm muốn giành Hoàng Linh về tay thì cũng sẽ không đắc tội với Hoàng Thiên, càng không lâm vào tình cảnh như bây giờ. Nghĩ đến những điều này, Khương Văn Vinh uất đến không muốn sống nữa. Đúng vậy thưa cha, chính là vì con tiểu tiện nhân này mà ra cả. Khương Văn Vinh cắn răng nghiến lợi dùng tay chỉ vào Hoàng Linh nói với Khương Lạp. Hừ, bây giờ cô ta đang ở trước mắt con, con muốn làm sao với cô ta thì tùy ý. Khương Lạp âm hiểm hừ một cái, nói với Khương Văn Vinh. Làm gì cô ta cũng được sao. Khương Văn Vinh ngơ ra một lúc, từ trước đến nay anh vẫn luôn muốn có được Hoàng Linh. Mỗi lần trông thấy gương mặt xinh đẹp cùng với dáng người của Hoàng Linh, anh ta đều nóng cả ruột gan. Nhưng bây giờ anh ta đã bị cắt rồi, có cơ hội như vậy cũng uổng phí. Nghĩ đến đây, Khương Văn Vinh lại vặn vẹo sắp khóc. Mẹ nó tiện nhân, đều tại cô, đều tại cô, Khương Văn Vinh như một con thú hoang bị điên vậy, chửi bới xông đến trước mặt Hoàng Linh, đưa tay nắm lấy tóc của Hoàng Linh. Làm Hoàng Linh sợ đến la lớn lên, da đầu bị kéo đến đau nhức, nước mắt của Hoàng Linh cũng chảy ra rồi. À anh muốn làm gì? Làm gì à? Nếu không phải cô giả vờ trong chàng tôi có cần dùng vũ lực với cô không? Sao tôi có thể trở thành thái giám được? Khương Văn Vinh mặt mày dữ tợn, tên này bày ra vẻ như mình rất có lý, chất vấn Hoàng Linh. Hoàng Linh giật mình sợ hãi, giờ cô mới biết thì ra Khương Văn Vinh đã không còn được tính là một người đàn ông thật sự nữa rồi. Chẳng lẽ anh trai đã, đã làm thế với Khương Văn Vinh rồi sao? Hoàng Linh không dám nghĩ tiếp, cô mở to miệng không biết phải làm sao. Trông thấy dáng vẻ vô cùng mê người của Hoàng Linh lúc này, Khương Văn Vinh sắp điên mất thôi, một cô gái cực phẩm như thế mà sau này anh ta cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, không làm được gì khác nữa. Bốp 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 bốp, Khương Văn Vinh vì phát tiết nối phẫn uất trong lòng mà vặn tay mạnh mẽ tát vào mặt Hoàng Linh. Vừa đánh, Khương Văn Vinh vừa chửi, mẹ nó, mày vẫn giả bộ không biết sao. Nhất định là mày nhờ Hoàng Thiên làm như thế, mày trả lại cho tao, trả lại cho tao. Khương Văn Vinh gào thét, chửi bới như điên. Hoàng Linh đau đớn hét lên không ngừng, chào ôi khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị Khương Văn Vinh đánh cho xương tấy, mũi và miệng cô toàn là máu. Á, à, đừng đánh nữa, tôi xin anh, tôi đau lắm rồi. Hoàng Linh cầu xin trong bất lực, cô không thể chịu được việc bị đánh như thế này nữa. Khương Văn Vinh trợn trừng mắt lên và hét vào mặt Hoàng Linh, mày đau à? Lúc đấy tao còn đau hơn mày đấy. Mẹ kiếp, người phụ nữ mà Khương Văn Vinh này không có được thì người khác cũng đừng hòng có. Hôm nay tao sẽ đích thân ra tay xử lý mày. Nói đến đây, Khương Văn Vinh trợn mắt lên, nhìn ngó xung quanh như một kẻ bị tâm thần. Khương Văn Vinh, con đang tìm cái gì đấy? Khương Lạp đi tới với vẻ mặt tối sầm. Cha, cha có mang theo dao không con sẽ cào rách mặt con tiện nhân này ra cho nó sống không bằng chết khương văn vinh nói bằng giọng hung ác khương lạp nở một nụ cười gian xảo vỗ vào vai khương văn vinh rồi nói chuyện nhỏ nhưng không thể để lãng phí một con nhóc xinh đẹp thế này được nói rồi khương lạp đấy khương văn vinh sang một bên rồi tóm lấy bả vai của hoàng linh như con sói đói vồ môi ông định làm gì hoàng linh nhận ra có điều không hay sắp xảy ra vì nụ cười của khương lạp quá ti tiện và bỉ ổi không cần nghĩ cũng biết ông ta sắp định làm gì. Làm gì à? Chút giận thay cho con trai của tao. Chuyện nó không làm được thì người làm cha này sẽ giúp nó. Khương Lạp không biết xấu hổ mà cười lớn, ông ta kéo vai Hoàng Linh rồi kéo cô đến chiếc giường sắt bên cạnh. "Thả tôi ra, ông là đồ khốn nạn." Hoàng Linh lo sợ quá nên hét lớn lên, bình thường Hoàng Linh là một cô gái rất ngoan hiền nhưng bây giờ cô cũng không nhịn được mà mắng chửi Khương Lạp. Khương Lạc không quan tâm đến những chuyện đó mà kéo ngay Hoàng Linh lên trên chiếc giường sắt. Khương Văn Vinh đứng đó như một thằng ngốc, liếm liếm đôi môi khô khốc. Anh ta cũng không rõ mình đang có cảm xúc gì trong người. Hai người đàn ông đeo kính dâm kia cũng cười xấu xa. Mặc dù không đến lượt bọn chúng nhưng nghĩ đến thôi cũng đã mất nên bọn chúng xoa xoa tay, đứng chờ xem kịch hay. Trong căn hầm chỉ còn lại tiếng kêu cứu bất lực của Hoàng Linh và tiếng cười như điên của Khương Lạp hoàng thiên vừa đưa đàn em xuống tầng hầm thì đã nghe thấy tiếng kêu cứu của hoàng linh vừa bước xuống thang gỗ cảnh tượng trước mặt đập thẳng vào mắt của hoàng thiên anh thấy em gái mình đang cố nắm lấy thành giường còn khương lạp thì cười điên cuồng đẩy cô lên trên cái giường sắt không cần nghĩ cũng biết lão già này định làm gì tiếp theo cơn giận của hoàng thiên bốc lên mút trời từ nhỏ đến lớn anh thương cô em gái này nhất thậm chí còn thương hơn em gái ruột gấp trăm lần nhìn thấy em gái mình bị người khác bắt nạt như vậy Hoàng Thiên tức điên lên. Hoàng Thiên lao về phía trước với tốc độ như khi chạy 100 mét, vươn tay túm lấy cổ áo sau lưng của Khương Lạp. Khương Lạp đang kích động thì đột nhiên lại bị túm lấy từ phía sau gáy. Ông ta sửng sốt, quay phát đầu lại, bụp, một cú đấm sắt nện xuống mũi Khương Lạp. Á, à, Khương Lạp kêu lên đầy đau đớn, máu mũi ồ ạt chảy ra. Mày, đang trong lúc tuyệt vọng, Hoàng Linh nhìn thấy Hoàng Thiên, cô hét lớn một tiếng. Cô không dám tin vào mắt mình, anh trai giống như từ trên trời rơi xuống vậy và cô như đang nằm mơ tiếu châu chạy tới trước anh kéo hoàng linh lại bên mình để bảo vệ cô cuối cùng khương lạp cũng nhận ra đó là hoàng thiên ngay khi lão ta định kêu lên thì hoàng thiên đã túm lấy tóc kéo đầu ông ta đập vào thành giường bang 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 mỗi lần đầu khương lạp đập vào thành giường ông ta đều gào lên đau đớn năm phút sau đầu của ông ta thủng hai lỗ lớn hoàng thiên căn bản không thể dừng lại được anh giống như đang gõ chuông vậy cầm lấy đầu của Khương Lạp đập hơn 30 phát vào thành giường. Khương Lạp bị đánh cho bất tỉnh nhân sự, Hoàng Thiên ném mạnh Khương Lạp xuống, ông ta ngã ra đất như con chó chết. Cảnh tượng này xảy ra đột ngột quá khiến Khương Văn Vinh sợ hãi rúng gió. Mãi cho đến khi Khương Lạp bị ném xuống đất, Khương Văn Vinh cùng hai người đàn ông đeo kính dâm kia mới phản ứng lại được. Khương Văn Vinh không dám nhúc nhích, lúc hai người đeo kính dâm định ngăn cản Hoàng Thiên thì bị Tiểu Châu bắn hai phát vào đầu gối và ngã lăn quay ra đất hai người đeo kính dâm này cũng xui xẻo, bọn chúng ôm chặt chỗ chân bị bắn chúng và kêu gào thảm thiết dưới đất. Anh, Hoàng Linh hòa khóc và nhào vào lòng Hoàng Thiên, người cô run rẩy từng hồi. Cô thật sự bị dọa cho sợ hãi. Hoàng Thiên âu yếm vỗ vai và vuốt tóc cô, không sao rồi, em đừng sợ. Em còn tưởng rằng không gặp được anh nữa. Cha thế nào rồi, ông ấy không sao chứ. Hoàng Linh lau nước mắt, lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên thấy mình thật có lỗi anh đã không bảo vệ được cha và em gái cha không sao đâu hoàng linh là anh làm liên lụy đến em và cha hoàng thiên thở dài một hơi hoàng linh nghe vậy thì sửng sốt cô vội vàng nói không phải vậy đâu chuyện này do em gây ra là em đã làm liên lụy đến hai người mới đúng em gái ngốc sao anh có thể trách em được hoàng thiên an ủi hoàng linh sau đó anh lạnh lùng nhìn sang khương văn vinh đang đứng bên cạnh nếu muốn trách thì chỉ có thể trách tên khương văn vinh này nếu không phải tên cặn bã này nổi lòng ham muốn với Hoàng Linh, bầy mưu hãm hại cô thì làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên không kìm được giật, "Mày cút sang đây cho tao." Hoàng Thiên chỉ vào Khương Văn Vinh, hét lên đầy giận dữ. Khương Văn Vinh sợ xanh mặt, Khương Văn Vinh biết rõ Hoàng Thiên đáng sợ tới cỡ nào. Anh ta không thể tin được là Hoàng Thiên có thể tìm được đến đây nhanh như vậy. Đúng là tốc độ bàn thờ. Lúc này Khương Văn Vinh không dám không nghe lời anh ta run rẩy đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Không tới cũng không xong với Hoàng Thiên, Khương Văn Vinh rất sợ Hoàng Thiên. Anh, anh Thiên à, Khương Văn Vinh lo sợ nhìn Hoàng Thiên, anh ta không biết làm thế nào để xin Hoàng Thiên tha cho. Hoàng Thiên vô cùng tức giận, anh nhìn chầm chầm vào Khương Văn Vinh và lạnh lùng nói, không phải là tao không cho hai cha con chúng mày cơ hội. Đúng vậy, đúng vậy, anh đã bảo chúng tôi đi khỏi tỉnh thành. Khương Văn Vinh lo lắng nói, vậy chúng mày còn dám về đây để tìm chết à? Hoàng Thiên hét lên rồi đá một cú thật mạnh vào bụng của Khương Văn Vinh. Á! À, Khương Văn Vinh kêu lên đau đớn, bay văng ra xa tới 3-4 mét rồi mới tiếp đất. Mẹ mày Hoàng Thiên, có giỏi thì mày giết chết tao đi. Chỉ cần tao không chết thì tao sẽ giết mày, giết em gái mày, giết hết cả nhà mày. Khương Văn Vinh ngã xuống đất rồi gào lên mắng chửi Hoàng Thiên. Anh ta cũng biết Hoàng Thiên sẽ không dễ dàng mà tha cho anh ta nên mới định nói thế để làm Hoàng Thiên trùn tay. Hoàng Thiên không nói lời nào. Lúc này trong mắt anh tràn đầy sát khí. Câu nói của Khương Văn Vinh đã nhắc nhở Hoàng Thiên, mày nghĩ tao không dám giết mày à? Hoàng Thiên bước gần đến chỗ Khương Văn Vinh, anh nói mà mặt không có chút biểu cảm nào. Nếu một người thật sự muốn giết người, sát khí sẽ hiện rõ trong mắt họ. Câu nói này hoàn toàn chính xác với Hoàng Thiên trong thời điểm này. Khương Văn Vinh cũng nhận ra điều đó, bây giờ Hoàng Thiên thật sự muốn giết anh ta. Anh, anh muốn gì? Khương Văn Vinh lạnh sống lưng anh ta cố lùi về phía sau để cách hoàng thiên càng xa càng tốt muốn tiền mày lên đường giọng hoàng thiên trầm xuống anh tiến lại chỗ khương văn vinh mày mày dám mày dám động vào tao thì tập đoàn sát thủ lửa hồng sẽ không tha cho mày đâu mày cũng biết tập đoàn lửa hồng có bao nhiêu sát thủ đúng không bọn họ sẽ truy sát mày cả đời giọng khương văn vinh hơi run rẩy anh ta đã lùi tới tận chân tường rồi không còn đường nào để lui nữa anh thiên việc này anh cứ để em Em sẽ giải quyết bọn chúng, như vậy sẽ tiện hơn." Tiếu Châu cầm súng đi tới và nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nhìn Tiếu Châu và hiểu rõ ý của Tiếu Châu. Dù sao thì Tiếu Châu cũng là đàn em của Vũ Thanh mà Vũ Thanh và lực lượng tác chiến đặc biệt nên đều có đặc quyền. Đối với một tổ chức vô cùng nguy hiểm như tập đoàn sát thủ Lửa Hồng, Vũ Thanh và lực lượng chiến đấu đặc biệt đều dùng những biện pháp đặc biệt, kể cả là bắn chết tại chỗ. Mặc dù Khương Lạp và Khương Văn Vinh không được tính là người của tập đoàn sát thủ Lửa Hồng nhưng hai cha con này cũng là đồng đảng với tập đoàn Lửa Hồng. Được, hai cha con bọn nó giao cho cậu. Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Mặc dù giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh nhưng câu nói này của Hoàng Thiên đã phán cho Khương Lạp và Khương Văn Vinh bản án tử hình. Lúc nãy Khương Văn Vinh còn tưởng Hoàng Thiên chỉ hù dọa mình và không dám giết anh ta. Nhưng bây giờ, Khương Văn Vinh dù không có não cũng có thể biết được Hoàng Thiên thật sự sắp giết anh ta nhìn thấy tiếu châu nạp đạn chuẩn bị ra tay khương văn vinh sợ run rẩy anh thiên anh thiên anh không được làm như vậy tha được cho người khác thì nên tha anh mặt khương văn vinh trắng bệch tiếu châu đạp cho anh ta ngã xuống đất may mà cũng là người à hoàng thiên lạnh lùng nhìn khương văn vinh anh thiên anh không thể giết tôi anh mau thả tôi ra trong cơn sợ hãi khương văn vinh nên không biết phải nói gì mới phải vậy mà anh ta gần như hét lên ra lệnh cho hoàng thiên Hoàng Thiên không buồn để ý đến Khương Văn Vinh, anh xoay người đi tới chỗ Hoàng Linh, che mắt cô lại. Bằng, tiếng súng vang lên, chân Khương Văn Vinh giật lên một cái rồi lại trở về với vị trí cũ. Âm thanh này làm Khương Lạp đang hôn mê cũng phải tỉnh dậy. Ông ta đau quá nên rên rỉ không thôi. Khi vừa nhìn thấy Khương Văn Vinh đã chết thì ông ta suýt chút nữa phụt ra máu. Hoàng Thiên, con mẹ nó, mày dám giết con trai tao à? Khương Lạp nhảy dựng lên và lao nhanh tới trước mặt Hoàng Thiên. Lão già, con trai ông có một mình thì cô đơn lắm ông mau đi theo nó đi hoàng thiên lạnh lùng nói khương lạp sững sờ hít vào một hơi mà dùng cả mình ông ta vẫn chưa muốn chết sống mòn còn hơn chết hẳn mặc dù bây giờ ông ta không còn là đại ca của hội chó hoang nữa nhưng ông ta vẫn còn rất nhiều tiền ông ta chưa muốn đi gặp diêm vương nếu hoàng thiên đã dám ra tay giết chết khương văn vinh thì cũng không tiếc công giết nốt ông ta khương lạp biết rõ điều này vì vậy khương lạp rất sợ hãi ông ta run giấy nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, chuyện này dừng lại ở đây có được không? Con trai tôi đã chết, tôi chỉ có thể chấp nhận. Cậu tha cho tôi có được không? Sau này chúng ta ai đi đường người đó? Nghe Khương Lạp nói vậy, Hoàng Thiên không khỏi cười khinh thường ông ta. Câu nói này của Khương Lạp lừa được trẻ con 3 tuổi thôi chứ đến một đứa trẻ 4 tuổi cũng đã không bị mắc lừa rồi. Từ đầu Hoàng Thiên đã cho Khương Lạp một cơ hội rồi nhưng do lão già này cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Muộn rồi, Điều trăm vạn lần ông cũng không nên làm chính là động vào em gái của tôi." Hoàng Thiên lạnh lùng nói sau câu này thì xoay người che mắt Hoàng Linh lại. Bằng, động tác của Tiểu Châu rất nhanh, cậu ta bóp cò rồi tiến khương Lạp đi gặp Diêm Vương. Trong chớp mắt, cả hai cha con Khương Lạp đều bị giết hết. Ngoại trừ Tiểu Châu và những người thuộc lực lượng chiến đấu đặc biệt, những người có mặt ở đó đều ngơ người ra. Sáu người thuộc hạ của Lã Việt cũng không khỏi sững sờ. Mặc dù bọn họ đều đã chứng kiến nhiều chuyện trên cuộc đời này nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy những chuyện như thế này. Trong lòng họ càng ngưỡng mộ Hoàng Thiên hơn. Hầu Cảnh Văn và Cổ Kinh cùng với 10 người đàn ông mặc vest, đeo kính đen đều bị dọa cho sợ hãi, mặc dù tất cả những người này đều thuộc tập đoàn sát thủ Lửa Hồng. Sát thủ thì làm sao chứ, đều là con người, có mấy ai mà không sợ chết chứ? Lúc này Hầu Cảnh Văn ngơ người ra, chỉ đứng đó và không biết nên làm thế nào hai chân của anh ta run lên từng hồi và chỉ sợ hoàng thiên tới diệt sạch cả đám cổ kinh thì có vẻ bình tĩnh hơn được một chút tổ chức tâm lý của ông già này khá tốt hai mắt ông ta lóe lên sắc bén và nhìn chằm chằm hoàng thiên anh có chuyện gì xảy ra vậy anh đừng che mắt em nữa hoàng linh nhận ra rằng có thể đã có người chết nên càng hốt hoảng hơn không có chuyện gì đâu hoàng thiên an ủi hoàng linh rồi vẫy tay ra hiệu cho sáu người của đám lã việt đưa hoàng linh ra khỏi tầng hầm sáu người đám lã việt nhanh chóng chạy tới bọn họ đưa hoàng linh ra ngoài không để cho cô có cơ hội quay đầu nhìn lại tiếu châu và lực lượng chiến đấu đặc biệt cảnh giác quan sát đám sát thủ của tập đoàn lửa hồng tiểu hồng đã quá quen với đám người cặn bã này rồi anh thiên kẻ thù của anh anh đã giải quyết xong rồi thật ra có hiểu lầm giữa chúng ta tất cả mọi chuyện đều do cha con khương lạp gây ra cố kinh ổn định tinh thần đi tới trước mặt hoàng thiên và nói hiểu lầm à ha ha tôi chỉ hỏi ông một câu, ai là người đánh gãy chân của cha nuôi tôi? Hoàng Thiên cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Cố Kinh và hỏi. Mặt Cố Kinh biến sắc, tim ông ta đã nhảy lên đến tận cổ họng. Bây giờ ông mới hoàn toàn chắc chắn người mà ông ta đã đánh gãy cả hai chân hóa ra lại là cha nuôi của Hoàng Thiên. Chuyện này, chuyện này, Cố Kinh lắp bắp, ông ta biết mọi chuyện không ổn nên trột dạ. Mắt của Hoàng Thiên không chứa nổi những điều bẩn thỉu, vừa nhìn thấy cố kinh lắp ba lắp bắp thì Hoàng Thiên khẳng định người đánh gãy chân của cha nuôi anh chính là lão già này. Là ông làm đúng không? Tôi có vụ oan cho ông không? Sắc mặt Hoàng Thiên trở nên tối đen, anh chừng mắt hỏi cố kinh. Vâng, vâng cậu Thiên nhưng chỉ là hiểu lầm thôi. Mong cậu rộng lượng tha cho tôi lần này. Tiền viện phí của cha nuôi cậu, tôi đền gấp 10 lần cho cậu. Cậu xem như vậy có được không? Cố kinh rất biết cách nói chuyện, ông ta cố thương lượng với Hoàng Thiên. Nghe đến đây cơn giận của Hoàng Thiên càng lớn hơn, tiền tang ma của ông, tôi trả ông gấp 20 lần. Ông thấy vậy có được không? Hoàng Thiên lạnh lùng nói, cậu, bang, không để cố kinh lằng nhằng thêm gì nữa, Tiếu Châu lập tức nổ súng. Uịch một tiếng, cổ kinh ngã ra đất, tên sát thủ giết người không ghê tay này cuối cùng cũng đi hết một cuộc đời đầy tội ác. Anh Thiên, anh Thiên, anh tha cho tôi được không? Khi ánh mắt của Hoàng Thiên chuyển sang khuôn mặt của Hầu Cảnh Văn, anh ta lập tức sợ hãi run rẩy, quỳ dạp xuống đất rồi bỏ đến bên chân của Hoàng Thiên. Quá sợ hãi, anh ta hòa lên khóc. Nhìn thấy bộ dạng giống như con gấu của Hầu Cảnh Văn, Hoàng Thiên thật sự cảm thấy vô cùng chán ghét. Tên này thật biết giả vờ mà, chỉ vừa mới lần đầu gặp đã ở trước mặt Hoàng Thiên giả vờ tao nhã cao thượng, kiêu ngạo lên đến tận lên trời luôn rồi. Nhưng bây giờ thì sao đây, phải quỳ gối dưới chân Hoàng Thiên, giống như một con chó vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân vậy. Anh Hoàng Thiên, anh đừng nói ra mấy lời như vậy mà anh như vậy khiến tôi cảm thấy sợ đó. Hầu cảnh văn run, run run, ngước mặt dương mắt nhìn Hoàng Thiên, trông như đang làm trò hề vậy. Cậu như vậy mà lại sợ chết sao? Hoàng Thiên nhìn hầu cảnh văn đang quỳ dưới chân mình, hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, anh Hoàng Thiên anh thử nghĩ xem, có ai mà không sợ chết cơ chứ? Tôi và anh từ trước đến nay không hề có thủ oán gì. Tất cả mọi chuyện đều do cha con nhà họ Khương gây ra, xin anh đừng giết tôi. Tài ăn nói của hầu cảnh văn cũng không tệ lắm, anh ta vẫn muốn được tiếp tục sống. Điểm mấu chốt là Cố Kinh đã bị tiêu diệt rồi, chuyện này đã để lại trong lòng Hầu Cảnh Văn một nỗi sợ hãi rất lớn, tên nhóc này thật sự vì vậy và đã vô cùng sợ hãi. Hoàng Thiên cũng không nói gì, anh đang suy nghĩ không biết có nên xử lý tên Hầu Cảnh Văn này hay không. Vừa rồi khi đi xuống tầng hầm, anh nghe thấy Cố Kinh gọi Hầu Cảnh Văn một tiếng cậu chủ Văn, Hoàng Thiên cảm giác được Hầu Cảnh Văn ở Lửa Hồng là một nhân vật khá quan trọng ở trong số những sát thủ ở tập đoàn Lửa Hồng. Anh Hoàng Thiên không cần phải cùng tên này lãng phí thời gian làm gì xử nhanh cho xong đi lúc này tiếu châu mang theo súng đi tới bên cạnh hoàng thiên lớn tiếng nói phù phù hầu cảnh văn nhất thời bị sở tới mức nằm sụi lơ trên mặt đất cảm nhận được sự tuyệt vọng ngay trước mắt người này tôi sẽ mang đi những người còn lại cậu xem rồi xử lý đi hoàng thiên chỉ chỉ hầu cảnh văn sau đó nói với tiếu châu vâng ạ à, tiếu châu vâng một tiếng sau đó mang theo cấp dưới của mình Đem 10 tên mặc tây trang lôi đi. Hoàng Thiên cùng Tiểu Châu trong lòng đều rất rõ ràng, 10 tên mặc tây trang kia đều là sát thủ của tập đoàn Lửa Hồng. Những người này, trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu của người vô tội rồi, có thể nói là tội ác chồng chất. Về phần Tiểu Châu xử trí 10 tên sát thủ này như thế nào, Hoàng Thiên cũng không quá quan tâm, hiện tại anh chỉ nghĩ tới chuyện đưa một mình Hầu Cảnh Văn đi mà thôi. Về phần lý do muốn dẫn Hầu Cảnh Văn đi, Hoàng Thiên vẫn có tính toán riêng của mình. Hiện tại đối với sát thủ tập đoàn Lửa Hồng, Hoàng Thiên không hề có chút hiểu biết nào về bọn họ cả, hơn nữa hôm nay đã xử lý tên sát thủ cổ kinh của tập đoàn đích Lửa Hồng, còn đánh hầu cảnh Văn không nhẹ, chuyện này đã coi như quyết định đối đầu với tập đoàn sát thủ Lửa Hồng. Nhưng mà cũng phải nói lại, là tập đoàn sát thủ Lửa Hồng đến trêu chọc Hoàng Thiên trước, Hoàng Thiên muốn tránh cũng không được. Mang theo hầu cảnh Văn đi, sớm hay muộn cũng hiểu rõ ràng chuyện của tập đoàn sát thủ Lửa Hồng, hơn nữa có hầu cảnh Văn này làm con tin trong tay. Tập đoàn sát thủ Lửa Hồng cũng không thể muốn làm gì thì làm mà không kiêng nể gì. Dựa theo mục đích này, Hoàng Thiên quyết định đem theo Hầu Cảnh Văn áp giải về thành phố Bắc Ninh. Hầu Cảnh Văn biết được Hoàng Thiên có ý định này, rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết chính mình sẽ không chết. Cảm ơn anh Hoàng Thiên, cảm ơn anh Hoàng Thiên. Hầu Cảnh Văn đứng dậy, cúi đầu khom lưng với Hoàng Thiên, bộ dạng cúm núm nịnh bợ. Hoàng Thiên tôi ghét nhất chính là loại người ti tiện bị ổn này, lúc đầu thì vô cùng kiêu ngạo, một khi gặp phải chuyện liên quan đến tính mạng thì lại như biến thành một con chó vậy không có cốt cách đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa cậu mau ngoan ngoãn đi theo tôi đi hoàng thiên chỉ chỉ hầu cảnh văn nói vâng 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 tôi nhất định sẽ nghe lời anh hầu cảnh văn gật đầu đi theo hoàng thiên tới cạnh thang gỗ đi lên hoàng thiên chỉ chỉ vào thang gỗ ý bảo hầu cảnh văn đi lên trước hầu cảnh văn nào dám không nghe theo anh ta bám vào thang gỗ và bắt đầu leo lên mới vừa lên đến mặt đất hầu cảnh văn chợt nghe thấy dưới tầng hầm n vang lên rất nhiều tiếng súng anh ta biết những tiếng súng này chính là bắn người sát thủ đi cùng anh tất cả đều đã bị tiêu diệt ôi mẹ ơi, đám thủ hạ mà hoàng thiên mang theo đều là những kẻ như thế nào vậy so với sát thủ tập đoàn lửa hồng còn đáng sợ hơn nha hầu cảnh văn ở trong lòng thầm mắng nhưng cũng cảm thấy rất sợ hãi ngoan ngoãn ở trên mặt đất chờ hoàng thiên đi lên đừng nhúc nhích nhưng vào đúng lúc này có hai tên thuộc hạ của lão việt đi tới giữ lấy cánh tay của hầu cảnh văn đích, thành công khống chế được anh ta tôi không có nhúc nhích. Hầu cảnh văn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vô cùng thành thật phối hợp với bọn họ, không dám phản kháng. Lúc này Hoàng Thiên đã lên đến nơi, nhìn hầu cảnh văn bỏ bắt, Hoàng Thiên nói với hai gã, đem cậu ta lên xe. Vâng, hai gã thủ hạ của lão Việt nhận mệnh, đưa theo hầu cảnh văn bước ra bên ngoài lên xe chờ sẵn. Anh ơi, chúng ta khi nào thì về nhà hả anh? Hoàng Linh vẫn luôn ở trong căn phòng này chờ đợi, thấy hoàng thiên cuối cùng cũng đã đến cô bé chạy nhanh tới bên cạnh anh hỏi hoàng thiên biết em gái mình rất muốn có thể mau chóng trở về nhà con bé không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa chúng ta bây giờ sẽ lập tức trở về nhà hoàng thiên mỉm cười với hoàng linh ôn nhu nói hoàng linh nhẹ nhàng gật gật đầu cô bé hiện tại thực sự rất muốn về nhà càng muốn nhìn xem bố của cô bé hiện giờ thế nào rồi lúc này tiếu châu mang theo mấy người trong đội đi ra từ tầng hầm hoàng thiên vừa nhìn đã biết Vừa rồi Tiểu Châu nhất định là đã đem 10 tên sát thủ kia giải quyết hết rồi. Anh Hoàng Thiên, anh có thể dẫn người trở về trước, những chuyện còn lại ở đây, tôi sẽ xử lý nốt. Xin anh cứ yên tâm đi." Tiểu Châu vô cùng bình tĩnh nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên gật gật đầu, bây giờ anh cũng có phần bội phục đối với đám thuộc hạ của Vũ Thanh. Giải quyết nhiều sát thủ như vậy mà biểu cảm trên mặt của Tiểu Châu lại rất thoải mái, giống như mỗi ngày đều làm những loại chuyện như này đến quen rồi vậy. Giờ phút này Hoàng Thiên vẫn chưa nói thêm câu gì cả, mang theo Hoàng Linh cùng mấy tên thủ hạ rời khỏi nơi này. Suốt cả đường đi không hề nói câu nào, Hoàng Thiên dẫn theo Hầu Cảnh Văn, rất nhanh sau đó đã về tới thành phố Bắc Ninh. Anh cũng không đưa Hoàng Linh về nhà, mà mang theo Hoàng Linh trực tiếp đi tới trung tâm giải trí của Tiêu Tấn. Lúc trước Lã Việt đã hộ tống Lâm Ngọc An tới trung tâm giải trí này an toàn rồi, sau khi Hoàng Thiên đi vào phòng làm việc của Tiêu Tấn, liền gặp được Lâm Ngọc An lâm ngọc an ở trong này vẫn luôn sốt ruột chờ đợi cô sợ quấy dày đến hoàng thiên nên không dám gọi điện thoại cho anh chỉ có thể ở đây lo lắng mà thôi nhìn thấy hoàng thiên cuối cùng cũng đã tới đón cô lòng cô lúc này mới có thể yên tâm chồng ơi anh không sao chứ lâm ngọc an lo lắng không thôi vui mừng nhìn hoàng thiên nói nhìn thấy vợ mình ở đây lo lắng như vậy hoàng thiên trong lòng cảm thấy rất ấm áp trên thế gian này anh cũng chỉ còn lại vài người thân mà thôi nhưng ít nhất vẫn còn Lâm Ngọc An tình nguyện ở lại đây bầu bạn với anh, như vậy thôi anh đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Anh không sao, em không cần lo lắng đâu. Hoàng Thiên mỉm cười nói với Lâm Ngọc An, cũng nằm chặt lấy tay của cô. Giờ phút này, Lã Việt cùng với Tiêu Tấn và cả anh Phó, cùng với mấy tên thủ hạ, tất cả đều ở trong phòng làm việc. Nhìn thấy Hoàng Thiên cùng Lâm Ngọc An đang tâm tình với nhau, Lã Việt định mang theo mọi người cùng nhau ra ngoài để cho hai người họ có một không gian riêng tư. Hoàng Thiên khoát khoát tay, ý bảo đám người Lã Việt không cần ra ngoài. Ngọc An, em và Hoàng Linh đi tới một căn phòng khác nghỉ ngơi trước đi." Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. "Vâng." Lâm Ngọc An gật gật đầu, cùng Hoàng Linh ra khỏi bàn làm việc, đi tới căn phòng bên cạnh chờ Hoàng Thiên. Lã Việt đã sớm chú ý tới Hầu Cảnh Văn đi phía sau Hoàng Thiên, lúc này anh ta đi tới. "Anh Hoàng Thiên, sao lại mang tên này về đây vậy?" Lã Việt nhìn lướt qua Hầu Cảnh Văn, cảm thấy vô cùng khó hiểu hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua hầu cảnh văn ở phía sau, chỉ thấy tên này giờ phút này trông vô cùng chật vật, cổ tay phải thì bị gãy, mũi chắc cũng đã bị đánh đến gãy rồi, vẻ mặt vô cùng thống khổ đứng ở đó, quả thực nhìn trông rất tội. Sáu tên thuộc hạ áp giải hầu cảnh văn, kỳ thật đối với anh ta thì không cần phải làm tới mức như vậy, bây giờ hầu cảnh văn cũng chẳng thể chờ mình nên chắc chắn sẽ không thể gây ra bất kỳ sóng gió gì. Tên này vẫn còn có tác dụng, trước tiên cứ để cậu ta ở lại đây đã đi, Hoàng Thiên nói với Lã Việt lã việt vẫn cảm thấy rất nghi ngờ không biết tên hầu cảnh văn này rốt cuộc có lai like lịch thế nào bất quá hoàng thiên đã nói như vậy thì lã việt đương nhiên sẽ phải nghe theo rồi vâng anh hoàng thiên nhưng mà tên này bây giờ đang bị thương rất nặng lã việt nhíu nhíu mày ông ta phát hiện chấn thương của hầu cảnh văn vô cùng nặng nếu không được điều trị kịp thời phỏng chừng sẽ không trụ nổi mấy ngày nữa hoàng thiên mỉm cười nói để tôi hỏi cậu ta chút chuyện đã rồi lát nữa sẽ để anh ta đi bệnh viện dứt lời Hoàng Thiên kéo chiếc ghế tựa rồi ngồi xuống, sau đó ngoắc ngón tay với Hầu Cảnh Văn, ý bảo anh ta lại gần đây. Hầu Cảnh Văn đã sớm không còn màng đến cái danh cậu chủ kia nữa rồi. Đã tới nơi này rồi thì có khác nào dần mất đầu, khác nào nằm trong miệng hổ, huống chi Hầu Cảnh Văn anh ta hiện giờ chỉ là một con mũi mà thôi. Thấy Hoàng Thiên gọi anh ta qua đó, anh ta liền nhanh chóng chạy qua, lo lắng nhìn Hoàng Thiên. Nói cho tôi nghe một chút đi, cậu ở tập đoàn sát thủ lửa Hồng Lý rốt cuộc có thân phận thế nào? hoàng thiên vô cùng bình tĩnh hỏi hầu cảnh văn hầu cảnh văn đương nhiên là vẫn còn rất thông minh anh ta đã sớm đoán trước được chuyện hoàng thiên chắc chắn sẽ hỏi anh ta chuyện này nghĩ nghĩ hầu cảnh văn nói anh hoàng thiên tôi chỉ là một người thấp bé mà thôi là loại người không đáng được nhắc tới nên anh hãy tha cho tôi đi phải vậy không cậu dám lặp lại lần nữa không hoàng thiên trầm giọng sắc mặt cũng lạnh hơn hỏi hầu cảnh văn nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó của hoàng thiên cả người hầu cảnh văn run bần bật lên, anh ta thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Nếu như bị Hoàng Thiên đánh thêm một lần nữa, vậy thì cái mạng này của anh ta khó mà giữ nổi. Tôi tôi! Hầu cảnh văn lắp ba lắp bắp, đứng ở đó giống như một tên ngốc vậy. Tiêu tấn cùng anh phó đi tới. Đối phó với loại người cứng miệng này, hai người bọn họ là giỏi nhất luôn. Anh Hoàng Thiên, đem tên này giao cho chúng tôi đi, chúng tôi cam đoan làm cho anh ta trong vòng một phút sẽ phải thành thật khai ra mọi chuyện. Nói Hoàng Thiên! Hoàng Thiên cũng không nói gì, như ngầm đồng ý giao chuyện này cho bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Tấn đứng đó lấy ra một cây gậy, cây gậy lóe lên ánh kim loại, cua cua nó ở trước mặt Hầu Cảnh Văn. Việc này đã làm Hầu Cảnh Văn sợ tới tè cả ra quần, anh ta chạy nhanh tới chỗ Hoàng Thiên nói, anh Hoàng Thiên, anh Hoàng Thiên, đừng để cho anh ta làm vậy, tôi nói, tôi sẽ nói hết tất cả. Kỳ thật Tiêu Tấn lôi cây gậy này ra chủ yếu chỉ muốn dọa Hầu Cảnh Văn mà thôi, tên này đã bị đánh thành cái dạng này, Tiêu Tấn cũng không nhẫn tâm tiếp tục đánh anh ta nữa. "Được, mau nói đi." Hoàng Thiên vẫn vô cùng bình thản nói. Hầu cảnh Văn biết rất rõ, đừng nhìn Hoàng Thiên khẩu khí vẫn bình thản như vậy, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hạ lệnh đánh chết anh ta. Cho nên anh ta cũng không dám mạnh miệng nữa, vẻ mặt đau khổ nói: "Anh Hoàng Thiên, thật ra tôi là cậu chủ của tập đoàn Sát Thủ Lửa Hồng, mẹ tôi là người đứng đầu của tập đoàn Lửa Hồng." Người đàn của tập đoàn Lửa Hàng Hoàng Thiên nghe xong khẽ giật mình hầu cảnh văn là cậu chủ của lửa hồng điểm này hoàng thiên đã sớm đoán ra rồi nhưng thật không ngờ người đứng đầu tập đoàn sát thủ lửa hồng lại là nữ hoàng thiên vô cùng bất ngờ về chuyện này được rồi cậu chịu thừa nhận là tốt rồi hoàng thiên đứng lên vỗ vỗ vào khuôn mặt hầu cảnh văn anh hoàng thiên chuyện đó vậy anh có thể thả tôi ra được không xin anh cứ yên tâm tôi nhất định làm cho mẹ tôi đối với anh từ địch thành bạn sẽ không dám đối đầu với anh nữa trong lòng hầu cảnh văn tràn đầy chờ mong hỏi Hoàng Thiên, anh ta rất hy vọng Hoàng Thiên có thể buông tha cho anh ta, thả anh ta đi. Nhưng mà anh ta suy nghĩ cũng quá ngây thơ rồi đó, chỉ bằng lời nói xuông của anh ta, Hoàng Thiên há có thể tin tưởng sao? Cậu xem lại bộ dạng hiện giờ của mình đi, dù sao cũng phải đi trị thương đã chứ. Đi thôi, vừa lúc tôi muốn đi đến bệnh viện, tôi đưa cậu tới bệnh viện xử lý vết thương. Hoàng Thiên nói xong thì đi nhanh ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Tấn, đi tới căn phòng bên cạnh Hoàng Thiên lúc nãy đã bảo Lâm Ngọc An và Hoàng Linh ở chỗ này chờ anh, sau đó anh rời khỏi trung tâm giải trí. Lã Việt để Tiêu Tấn ở lại, ông ta mang theo anh phó và mấy tên thuộc hạ, cùng đưa theo Hầu Cảnh Văn đi ra ngoài. Đi theo phía sau Hoàng Thiên, ra khỏi trung tâm giải trí. Sau khi ra tới bên ngoài, Hoàng Thiên lên xe, đi thẳng đến bệnh viện. Lã Việt cùng anh phó dẫn theo người, đưa theo Hầu Cảnh Văn, đi theo sau Hoàng Thiên. Hoàng Phúc Trường giờ phút này đang nằm trong bệnh viện. Hoàng Thiên thấy không yên lòng, cho nên anh không kịp hỏi Hầu Cảnh Văn nhiều chuyện, liền trực tiếp đi đến chỗ Hoàng Phúc Trường. Lúc này trước cửa phòng bệnh của Hoàng Phúc Trường, có hai tên thuộc hạ của Lã Việt đang đứng canh. Hoàng Thiên để cho thuộc hạ đưa Hầu Cảnh Văn đi trị liệu, còn anh đưa theo Lã Việt cùng anh phó tiến vào phòng bệnh thăm Hoàng Phúc Trường. Hai chân của Hoàng Phúc Trường đã được làm phẫu thuật, chỗ bị gãy đã được cố định lại, nhưng ông ấy cũng phải chịu không ít đau đớn, hiện tại vẫn đang nằm trên giường bệnh. Nhìn thấy Hoàng Thiên đi tới, trên mặt hoàng phúc trường hiện rõ vẻ kích động hoàng thiên hoàng phúc trường muốn đứng dậy nên cũng dùng sức hoàng thiên chạy nhanh đến đẻ ông ấy lại anh nói cha cha đừng động đậy lung tung như vậy hoàng thiên em gái con con bé con bé thế nào rồi hoàng phúc trường vô cùng lo lắng hỏi hoàng thiên ông ta rất sợ hoàng linh sẽ xảy ra chuyện gì đó yên tâm đi cha con đã cứu được em về rồi con bé không làm sao cả hoàng thiên an ủi nói với ba Hoàng Phúc Trường rốt cục thở vào một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng ông lúc này cũng đã được bỏ xuống. Thật tốt quá, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Hoàng Thiên à, em gái con đâu, nó có tới đây không? Hoàng Phúc Trường nghi hoặc hỏi, con muốn để con bé an tâm nghỉ hơi một chút, ngày mai con sẽ đưa con bé tới thăm cha. Hoàng Thiên mỉm cười nói. Hoàng Phúc Trường gật đầu, ông ta nhìn Lã Việt còn có anh Phó đang đứng ở phía sau Hoàng Thiên, tuy rằng không biết Lã Việt cùng với anh Phó là ai, nhưng ông cũng có thể nhìn ra được hai người bọn họ không như những người bình thường hoàng thiên ở phòng bệnh cùng hoàng phúc trường nói chuyện nhìn thấy cha mình gặp phải nhiều chuyện như vậy trong lòng hoàng thiên cũng cảm thấy xót xa nếu không có người cha này thì cũng sẽ không có hoàng thiên của ngày hôm nay anh vĩnh viễn nhớ ký ân tình của cha nghĩ tới hết thảy đều là do tập đoàn sát thủ lửa hồng gây nên hoàng thiên vô cùng tức giận điều quan trọng nhất là cho dù hoàng thiên thực sự có muốn giảng hòa đi chăng nữa thì chỉ sợ cũng không có khả năng làm được tập đoàn sát thủ lửa hùng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của họ đâu. Cho nên Hoàng Thiên mới phải khống chế Hầu Cảnh Văn ở trong tay mình, cũng coi như để bản thân có thể nằm thế chủ động. Hơn 2 giờ sau, Hầu Cảnh Văn đã được phẫu thuật xong, sau đó được đẩy tới một phòng bệnh khác. Anh Hoàng Thiên có cần đưa Hầu Cảnh Văn về trung tâm giải trí không ạ? Sau khi Lã Việt và Hoàng Thiên cùng ra khỏi phòng bệnh của Hoàng Phúc Trường, Lã Việt mới hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghĩ nghĩ. Nếu đưa Hầu Cảnh Văn đến trung tâm giải trí, ở đó có thể là nơi giữ anh ta tốt nhất. Nếu để cho Hầu Cảnh Văn ở lại bệnh viện dưỡng thương, tập đoàn sát thủ Lửa Hồng khẳng định sẽ cử người tới cướp người. Đưa anh ta về trung tâm giải trí đi, nói cho Tiêu Tấn cho thêm người canh giữ, để phòng bên kia muốn tới cướp người đi." Hoàng Thiên trầm giọng nói với Lã Việt, "Vâng ạ." À, Lã Việt nhận lệnh, "Đưa thêm vài người tới đây bảo vệ cha tôi cho tốt, cho đến khi mọi chuyện giải quyết xong thì thôi." Hoàng Thiên nói tiếp, Lã Việt gật đầu cầm điện thoại lên, gọi đến mấy người nhanh nhẹn tháo vát đến trực ở bệnh viện suốt 24 giờ để đảm bảo cho sự an toàn Hoàng Phúc Trường. Lần này, Hoàng Thiên không muốn lại có gì sơ suất. Anh không muốn người thân của mình lại xảy ra chuyện thêm lần nào nữa, cho nên phải làm cho tới nơi tới trốn, cho tới khi giải quyết được hoàn toàn tập đoàn lửa hồng mới thôi. Sau khi đã xử lý ổn thỏa chuyện của Hoàng Phúc Trường, Hoàng Thiên lại gọi điện thoại cho Tiếu Châu, kêu anh ta trong khoảng thời gian này phải bảo vệ thật tốt cho Lâm Ngọc An và Hoàng Linh hơn nữa hoàng thiên cũng không có ý định để hoàng linh trở về nhà kia ở anh dự định tối nay sẽ về đón lâm ngọc an và hoàng linh cùng nhau về nhà anh như vậy cũng sẽ tiện hơn cho tiếu châu để bảo vệ cả hai người bọn họ sau khi đã an bài xong mọi chuyện hoàng thiên cũng không biết vì lý do gì mà bỗng nhiên cười khổ không thể tưởng tượng được anh vậy mà lại bị tập đoàn sát thủ lửa hồng hải thành như thế này mất đi cảm giác an toàn cùng với lã việt và anh phó hoàng thiên đem hầu cảnh văn đưa về trung tâm giải trí Tên hầu cảnh văn này mới vừa làm xong phẫu thuật xong nên trạng thái đã tốt hơn rất nhiều, dù sao tuổi trẻ nhiều sức lực, số thương ấy đối với hầu cảnh văn mà nói cũng không tính là chuyện gì quá lớn. Anh Hoàng Thiên, cảm ơn anh đã giúp tôi được chữa trị vết thương, anh thật sự là một người tốt. Hầu cảnh văn sau khi trở lại phòng làm việc của tiêu tấn, liền bày ra dáng vẻ tươi cười, lấy lòng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự cảm thấy mệt mỏi, bộ dạng tên hầu cảnh văn này thực sự là vô cùng giả chân ha 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 tôi mà là người tốt sao chỉ sợ ở trong lòng của cậu chủ cảnh văn đang hận không thể đem tôi đánh chết ấy chứ hoàng thiên phá lên cười hỏi hầu cảnh văn không không tôi tuyệt đối không có cái ý niệm đó trong đầu đâu anh hoàng thiên những lời tôi nói đều là lời thật lòng hầu cảnh văn thể hiện kỹ năng diễn xuất của bản thân bày ra dáng vẻ kích động nói với hoàng thiên hoàng thiên không thèm để ý tới anh ta tên hầu cảnh văn này muốn nghĩ như thế nào là chuyện của anh ta hoàng thiên anh không thèm quan tâm được rồi cậu cảnh văn cậu cũng không cần phải khách khí như vậy tôi hiện tại có việc muốn làm phiền cậu một chút đây không biết cậu có nguyện ý giúp tôi không hoàng thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hầu cảnh văn hỏi hầu cảnh văn nhất thời sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại nhanh chóng gật đầu nói anh hoàng thiên có việc gì cứ nói không cần ngại chỉ cần là chuyện tôi có thể giúp thì tôi nhất định sẽ giúp đỡ nhiệt tình ha ha tốt rất sảng khoái vậy cậu mau nói cho tôi biết Tập đoàn sát thủ lửa hồng của cậu đặt trụ sở ở nơi nào? Hay nói theo cách khác là, mẹ của cậu hiện tại đang ở đâu? Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, hỏi Hầu Cảnh Văn, vừa nghe được những lời này, Hầu Cảnh Văn lập tức đổ mồ hôi lạnh từ trên xuống dưới. Anh ta cũng sớm đoán được Hoàng Thiên muốn hỏi chuyện này, nhưng anh ta cũng đã được tận mắt chứng kiến, thuộc hạ bên dưới của Hoàng Thiên đáng sợ đến mức nào. Tiểu Châu cùng mấy tên thuộc hạ của anh ta đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng Hầu Cảnh Văn, Hầu Cảnh Văn cảm giác được Tập đoàn Sát Thủ Lửa Hồng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Một khi Hoàng Thiên biết được trụ sở của tập đoàn Sát Thủ Lửa Hồng ở đâu, anh ta sẽ đem theo thuộc hạ của mình xông tới chém giết thì phải làm sao đây? Nếu như Lửa Hồng bị đánh phá, vậy thì cái mạng nhỏ này của Hầu Cảnh Văn cũng sẽ không giữ nổi. Cho nên Hầu Cảnh Văn rất sợ hãi, sợ nhất chính là việc Hoàng Thiên lợi dụng anh ta, ta tìm được trụ một sở của tập đoàn Sát Thủ Lửa Hồng đích tổng bộ. Sao thế, không muốn nói à? Hoàng Thiên hỏi Hầu Cảnh Văn nghe được giọng của hoàng thiên cả người hầu cảnh văn đều run lên hiện tại đã bị hoàng thiên dọa đến xuất hiện bóng ma tâm lý luôn rồi anh hoàng thiên không phải tôi không muốn nói mà là tôi cũng không biết nó nằm ở đâu hầu cảnh văn bày ra dáng vẻ khó xử nói với hoàng thiên hoàng thiên cũng biết hầu cảnh văn sẽ không dễ dàng khai ra như vậy nhưng mà hoàng thiên cũng không sốt ruột anh có cả trăm loại biện pháp đối phó với tên hầu cảnh văn này phải vậy không mẹ của cậu ở đâu mà cậu cũng không biết sao Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi, Hầu Cảnh Văn nuốt nước miếng, nói với Hoàng Thiên, "Anh Hoàng Thiên, anh nghĩ xem, mẹ của tôi chính là người có địa vị cao nhất ở Lửa Hồng. Làm cái nghề sát thủ này thì làm sao có một nơi ở cố định được chứ? Cho nên tôi thật sự không biết bà ấy bây giờ ở đâu, càng không biết trụ sở của Lửa Hồng ở nơi nào." Nhìn thấy Hầu Cảnh Văn nói cũng có đạo lý, Hoàng Thiên không khỏi cười cười, tên này thật sự là rất biết cách ăn nói. "Anh Hoàng Thiên, tôi thấy tên nhóc này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà." hay là để tôi tới hỏi anh ta đi anh phó lúc này đã đi tới sắn tay áo lên rồi nói với hoàng thiên vừa thấy dáng vẻ giống như hung thần của anh phó hầu cảnh văn luống cuống tuyệt vọng nhìn hoàng thiên hoàng thiên biết anh phó một khi ra tay là sẽ rất nặng hơn nữa tên hầu cảnh văn này đã bị thương thành như vậy rồi nếu còn để cho anh phó ra tay nữa nói không chừng sẽ đem hầu cảnh văn này đánh tới chết mới thôi đừng đánh anh ta còn đánh nữa là sẽ đánh chết anh ta đó hoàng thiên khoát tay nói với anh phó cảm ơn anh hoàng thiên cảm ơn anh hoàng thiên hầu cảnh văn rất hiểu chuyện nhanh chóng nói lời cảm ơn hoàng thiên nhưng không ngờ tới lời nói tiếp theo của hoàng thiên lại khiến cho hầu cảnh văn ở đó há hốc mồm bao giờ cậu ta chịu nói ra thì mới cho cậu ta ngủ hoàng thiên nói với anh phó dạ vâng anh hoàng thiên cứ yên tâm đi ạ nếu tên này mà dám không nói tôi sẽ khiến cho cậu ta trong vòng nửa tháng đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ anh phó lớn tiếng trả lời Chuyện này, đây là, khâu cảnh văn há hốc mồm, anh ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, anh ta không biết bản thân có thể chịu đựng được quá ba ngày không nữa. Hoàng Thiên vừa mới chuẩn bị đưa Lâm Ngọc An và Hoàng Linh cùng trở về nhà, nhưng ngay vào lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Vừa thấy dãy số hiện lên, hóa ra là Tô Lạc Yến gọi tới. Đã rất lâu chưa gặp Tô Lạc Yến rồi, từ sau khi khu biệt thự cẩm tú cầu được hoàn thành. Tô Lạc Yến liền cùng cha Tô Quân Long của cô trở về nhà. Đương nhiên, hoàng thiên đã kết toán đầy đủ tiền của công trình rồi mấy cái nợ nần lúc trước của tô quân long có thể đều đã trả hết được rồi không thể tưởng tượng được tô lạc yến thế mà lại gọi điện thoại tới chuyện này khiến hoàng thiên cảm thấy rất bất ngờ hoàng thiên có ấn tượng tương đối tốt với tô lạc yến người phụ nữ này có vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp dáng người lại là vô cùng đẹp làm cho người khác nhìn thấy đều rất vui vẻ nhưng quan trọng nhất là khi hoàng thiên rơi vào hoàn cảnh nghèo túng tô lạc yến vẫn đối xử với anh rất tốt theo quan điểm đối nhân xử thế của Hoàng Thiên mà nói, điểm này rất ít ai có được và nó rất đáng quý. Alo, Lạc Yến, có việc gì sao? Hoàng Thiên vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Tấn. Ở đầu điện thoại bên kia Tô Lạc Yến một hồi lâu vẫn không nói chuyện. Alo, Hoàng Thiên có chút buồn bực, còn tưởng là do tín hiệu không tốt đâu. Hoàng Thiên, hiện tại cậu có thời gian rảnh không? Tô Lạc Yến rốt cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói của cô rất êm tai nhưng có vẻ tâm trạng của cô không được tốt cho lắm hoàng thiên cảm giác được tô lạc yến giờ phút này có chút gì đó không đúng nghĩ tới mấy lần trước gặp cô trong ánh mắt cô chứa đầy tình ý trong lòng hoàng thiên vẫn luôn cảm thấy rất hỗn loạn anh vẫn luôn biết tô lạc yến đối với anh có tình ý có thời gian hoàng thiên trầm mặc một lát sau đó trả lời tô lạc yến tôi muốn gặp cậu một chút có được không tô lạc yến nói hoàng thiên nhìn thời gian lúc này trời đã nhá nhem tối hơn nữa anh còn đang chuẩn bị đưa Lâm Ngọc An về Hoàng Linh về nhà nữa. Nhưng mà từ trước đến nay Tô Lạc Yến chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với Hoàng Thiên, lần này hẹn gặp Hoàng Thiên thật sự không muốn cự tuyệt. Vậy được rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc, sau đó vẫn đáp ứng cô. 20 phút sau, chúng ta gặp nhau ở quán Ba Hồng Hà nhé. Tô Lạc Yến nói, được, Hoàng Thiên ngắt điện thoại. Tuy rằng anh cảm giác Tô Lạc Yến hôm nay có gì đó khác mọi hôm, nhưng hoàng thiên nếu đã đồng ý với cô rồi nên vẫn là tới xem cô thế nào từ sau khi ra khỏi trung tâm giải trí hoàng thiên lái xe đi thẳng quán ba hồng hà sau khi tới nơi đã thấy tô lạc yến đứng chờ sẵn ở đó rồi nhìn thấy hoàng thiên đến trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của tô lạc yến nở ra một nụ cười đứng dậy đi đến nghênh đón hoàng thiên hôm nay cô mặc một chiếc áo phông màu trang phối với một cái quần đùi bò rõ ràng là cô trang điểm ăn mặc rất tùy ý qua loa nhưng đôi chân dài thẳng tắp của cô lại thu hút sự chú ý của rất nhiều ánh mắt, hơn nữa dung mạo của cô hài hòa khí chất, có thể nói cô chính là mỹ nữ đẹp nhất trong quán ba ngày hôm nay. Tôi gọi điện thoại cho cậu như vậy, chắc là cậu ngạc nhiên lắm nhỉ. Tô Lạc Yến lạnh nhạt cười, hỏi Hoàng Thiên, đúng là có chút ngạc nhiên, Hoàng Thiên cũng mỉm cười, nhìn Tô Lạc Yến nói. Thật ngại quá, tôi lại làm phiền cậu rồi. Tô Lạc Yến cười khổ, nhìn Hoàng Thiên đang đứng trước mặt nói. Lúc này Hoàng Thiên nhìn thấy bộ dạng lo lắng chồng chất của cô, thật sự có chút đau lòng cho cô ấy. Ngày xưa Tô Lạc Yến là một người con gái hướng ngoại, lạc quan, hơn nữa tính tính cũng không tệ, nếu như không gặp phải chuyện gì khó khăn, cô sẽ không thành ra như thế này. Trong lòng Hoàng Thiên hiểu rất rõ, Tô Lạc Yến nhất định đã gặp phải chuyện gì đó phiền phúc rồi. Tô Lạc Yến cô đừng nói như vậy, cô có thể hẹn tôi ra uống vài ly, tôi thật sự rất vui. Hoàng Thiên nhàn nhạt cười, nói với Tô Lạc Yến. Tô Lạc Yến nghe những câu này xong cũng nở nụ cười, cô dơ ly rượu lên, nói, nào, chúng ta cạn ly. Hoàng Thiên không nói thêm gì cũng nâng ly lên cùng ly với Tô Lạc Yến. Sau đó một hơi uống sạch, Tô Lạc Yến cũng vậy, bình thường tử lượng của cô cũng trung bình, nhưng tối hôm nay cô lại uống vội như vậy, cùng Hoàng Thiên một hơi uống hết ba ly. Lúc Tô Lạc Yến muốn uống nữa, Hoàng Thiên ngăn cô lại. Được rồi Tô Lạc Yến, muốn uống thì từ từ mà uống, nếu không thì đừng uống nữa. Hoàng Thiên hơi lo lắng nhìn Tô Lạc Yến, Tô Lạc Yến đã hơi say, cô cười rất hồn nhiên, nói với Hoàng Thiên, sao thế, tôi không tiếp cậu được hả? Hoàng Thiên lắc đầu, nói, uống rượu giải sầu không tốt cho sức khỏe, chúng ta rời khỏi đây đi. Cơ thể Tô Lạc Yến run nhẹ lên, ý cười trên mặt dần dần tan biến, đáy mắt lộ ra một màu u buồn, khẽ nói với Hoàng Thiên, sao cậu biết tôi đang buồn? Bây giờ tâm tình tôi đang rất tốt. Được rồi, tâm tình của cô rất tốt, nhưng tối hôm nay đừng uống nữa. Tôi đưa cô ra ngoài đi dạo. Nói xong, Hoàng Thiên xoay người kéo Tô Lạc Yến đi, sau khi đến quầy ba thanh toán thì bước ra ngoài. Nhưng vừa mới ra đến cửa, Hoàng Thiên liền phát hiện ra phía xa có hai tên đang lấm la lấm lét theo dõi anh và Tô Lạc Yến. Đây chính là một loại bản năng trực giác, từ trước đến nay, có thể nói Hoàng Thiên luôn nằm trong vòng nguy hiểm, cho nên anh luôn có đề cao cảnh giác hơn người bình thường. Xoay đầu nhìn một cái, Hoàng Thiên phát hiện ra hai tên đó cố ý bỏ đi hướng khác, ngụy trang rất nhanh. Đương nhiên, Hoàng Thiên cũng không quan tâm, anh cũng không để ý đến hai người đang theo dõi mình, dìu Tô Lạc Yến ra khỏi quán bar. Dáng người Tô Lạc Yến rất đẹp, cô kề sát vào người Hoàng Thiên, mùi hương nhàn nhạt, nhạt, của cơ thể thoáng qua, khiến tâm trạng Hoàng Thiên trở nên nhộn nhạo, thực ra có chút thân bất do so kỳ. Không còn cách nào khác, Hoàng Thiên chỉ là người đàn ông bình thường, và khi thân mật với cô gái cực phẩm như Tô Lạc Yến, không thể không có một chút rung động. Cũng không biết là do Tô Lạc Yến uống say hay là do cô cố tình, tay cô còn ôm lấy thắt lưng anh động tác đã vượt quá giới hạn của mối hệ nam nữ thông thường hoàng thiên cảm thấy rất nguy hiểm anh ho khan một tiếng nói với tô lạc yến tô lạc yến hay là tôi đưa cô về nhà nhé không tối hôm nay tôi không muốn về nhà tô lạc yến khẽ nói giọng nói rất dễ nghe câu nói này thật khiến người khác phải tưởng tượng lung tung hoàng thiên không khỏi nhíu mày tối hôm nay cô không muốn về nhà lẽ nào còn muốn qua đêm với anh hay sao thế bây giờ chúng ta đi đâu hoàng thiên hỏi tùy ý cậu tốt nhất tìm nơi nào sạch sẽ chút tôi muốn hóng gió đêm tô lạc yến nhìn vào màn đêm nhẹ nhàng nói với hoàng thiên hoàng thiên có thể khẳng định tô lạc yến đang có tâm sự chỉ là không dễ nói ra thậm chí đêm nay vì cái gì lại muốn hẹn anh ra anh lại không thể đoán được được thôi vậy tôi đưa cô đi dạo ở công viên hoàng thiên gật đầu đưa tô lạc yến lên xe sau đó chiếc xe rời khỏi anh vừa mới lái đi phía sau đã có một chiếc Zeta màu xám bám theo. Mặc dù đối phương rất cẩn thận nhưng vẫn không thể qua được mắt Hoàng Thiên, qua gương chiếu hậu Hoàng Thiên đã nhìn thấy kẻ bám đuôi. Đoán chừng là hai tên lén lút ở quán ba khi nãy, trong lòng Hoàng Thiên không kiềm được cười khẩy, hai tên này đi theo cũng tốt, lát nữa xem xem bọn họ rốt cuộc là người nào, tại sao lại đi theo dõi. Vì vậy Hoàng Thiên cũng không định cắt đuôi hai tên đó, không nhanh không chậm mà lái xe, chạy đến công viên. Trên đường đi, Tô Lạc Yến cũng không nói lời nào, khuôn mặt cô hơi phiếm hồng dưới tác dụng của rượu. Hiện rõ vẻ quyến rũ và cực kỳ có sức hấp dẫn so với trước đây. Hoàng Thiên không nói gì, lái xe đưa cô đến công viên. Sau khi xe dừng lại, Hoàng Thiên nói với Tô Lạc Yến, xuống xe nào Lạc Yến, chúng ta vào trong tản bộ. Ừ, Tô Lạc Yến nhìn Hoàng Thiên cười mê hoặc, nhưng lại rất gượng ép. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng Hoàng Thiên thật sự khó chịu. Anh và Tô Lạc Yến là bạn học thời cấp 3, từ ngày quen biết cô ấy cô là một người luôn rất lạc quan hoàng thiên chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ nặng nề phiền lòng này của cô hai người đi vào công viên tô lạc yến đột nhiên kéo tay hoàng thiên dựa sát vào người anh chuyện này tim hoàng thiên càng đập nhanh mặc dù đã sớm biết tô lạc yến có cảm tình với mình nhưng cô gái xinh đẹp này lại có hành động đó với anh khiến anh rất ngạc nhiên tô lạc yến rốt cuộc hôm nay cô bị làm sao vậy hoàng thiên ngừng bước chân lại đứng đối diện với Tô Lạc Yến trên con đường nhỏ, hỏi cô: "Không có gì, tối hôm nay cậu ở bên bầu bạn với tôi được không? Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa." Tô Lạc Yến khổ sở nặn ra một nụ cười chua xót, thâm tình nói với Hoàng Thiên: "Hoàng Thiên không giống như nước đổ đầu vịt, sao có thể không nhìn ra Tô Lạc Yến có ý với anh? Nhưng trong lòng anh đã có vợ yêu dấu rồi, loại chuyện trăng hoa này anh không dám nghĩ đến, cũng không thể nghĩ." Bởi vì anh không muốn làm chuyện có lỗi với Ngọc An. Có phải cô gặp chuyện gì phiền phức không? Nếu như là vậy thì cứ nói với tôi, tôi giúp cô." Hoàng Thiên rất nghiêm túc nói với Tô Lạc Yến. Tô Lạc Yến nở một nụ cười tươi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Tôi không gặp rắc rối gì, tối nay chỉ muốn yên lặng ở bên cậu thôi." Việc này giống như đang gián tiếp tỏ tình, nhưng Hoàng Thiên chỉ có thể giả vờ không hiểu. "Vậy thì tốt." Hoàng Thiên gật đầu nói, "Gần đây cậu vẫn ổn chứ?" Tô Lạc Yến tản bộ bên cạnh Hoàng Thiên vừa hỏi, "Tôi rất ổn, Tô Lạc Yến, cô và cha cô dạo này sao rồi? Nợ nần của ba cô đã trả hết chưa?" Hoàng Thiên hỏi, người Tô Lạc Yến khẽ run lên, cô cắn nhẹ môi, rơi vào yên lặng. Hoàng Thiên ngẩn người ra khi thấy cảnh này, dựa vào trực giác, anh cảm thấy về vấn đề này nhất định có chuyện rồi. Chẳng lẽ cha cô còn chưa trả hết nợ sao? Không đúng, số tiền nhận được từ gói thầu công trình Sơn Trang Cầm Viên đủ để cha cô trả nợ rồi hoàng thiên hoài nghi hỏi tô lạc yến cười bất đắc dĩ nói đúng vậy số tiền kiếm được đủ để cha tôi trả nợ nhưng khi trong tay đã có tiền ông ấy lại tái phát bệnh cũ lại mất trắng hết tiền mất trắng toàn bộ sao hoàng thiên không còn lời nào để nói anh vì suy nghĩ cho tô lạc yến mà đã kiếm cha của tô lạc yến nhận được một số tiền ít nhất mấy chục tỷ nhanh như vậy đã thua toàn sạch sao không phải chứ cha của cô thậm chí buôn bán lời gần mấy tỷ mới có mấy ngày mà đã thua sạch luôn rồi sao hoàng thiên không thể hiểu nổi hỏi tô lạc yến chúng ta đừng nói đến những chuyện đó nữa yên bên cạnh cậu một lát thôi tô lạc yến gượng cười khẽ nói với hoàng thiên hoàng thiên gật đầu nói vậy được rồi nhưng nếu như cô vì chuyện tiền nong mà phát sầu thì nói với tôi một tiếng tô lạc yến ngẩn người ra một lúc rồi nở nụ cười không phải là vì tiền chúng ta đi về phía trước dạo một chút đi hoàng thiên không nói gì cùng tô lạc yến đi dạo mặc dù tô lạc yến không thể mở miệng nhờ vả nhưng trong lòng Hoàng Thiên đã hạ quyết tâm, ngày mau sẽ giúp Tô Lạc Yến xử lý chuyện này, mấy chục tỷ đối với Hoàng Thiên mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Anh không Tô Lạc Yến vì chuyện này mà cái dáng vẻ muộn sầu này mãi. Hai người không nhắc đến chuyện này nữa, thoải mái tản bộ trong công viên. Tô Lạc Yến bước đến khóm hoa phía trước mặt, cô ghé vào một đóa hoa trước mặt mà hít hà, luyến tiếc không nỡ ngắt xuống. Thơm quá. Tô Lạc Yến vô cùng say sưa nói, nhìn thấy dáng người mảnh khảnh và quyến rũ của Tô Lạc Yến, hoàng thiên rất lay động vội vàng rời ánh nhìn khỏi cô kiềm chế lại cảm xúc thật ra như thế này cũng rất khó chịu bây giờ hoàng thiên thật muốn dẫn cô rời khỏi đây đưa về nhà tô lạc yến quay đầu nhìn lại thấy hoàng thiên nhìn đi nơi khác cô bước lại gần hoàng thiên đột nhiên giang rộng tay ra ôm thấy hoàng thiên nhưng lại dọa cho hoàng thiên giật nảy mình anh không nghĩ rằng tô lạc yến lại chủ động và táo bạo như vậy đi ôm anh tô lạc yến cô đừng như thế hoàng thiên nhẹ nhàng đấy cô ra nhưng hoàn toàn không nhúc nhích để tôi ôm cậu một lát một lát thôi tô lạc yến vùi đầu mình vào lồng ngực hoàng thiên khẽ nói hoàng thiên khẽ thở dài một tiếng chỉ đành đứng như vậy để tô lạc yến làm như vậy qua đêm nay có lẽ cậu sẽ không gặp lại tôi được nữa một lúc sau tô lạc yến thì thầm chuyện này hoàng thiên sửng sốt một chút anh cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lời tô lạc yến nói khiến anh cảm thấy hơi lo lắng cô muốn rời khỏi thành phố bắc ninh sao hoàng thiên hỏi ừ có lẽ cả đời này tôi sẽ không quay về nữa tô lạc yến gật đầu muốn đi đâu đi đến một nơi thật xa tô lạc yến nói đến đã thì buông hoàng thiên ra đứng mặt đối mặt với hoàng thiên gương mặt của cô nhìn có vẻ rất mất mát bây giờ hoàng thiên cũng không biết trong lòng đang có cảm giác gì cho đến nay tô lạc yến rất thích anh điều này anh hiểu rất rõ nhưng không ngờ rằng tô lạc yến lại muốn rời khỏi bắc ninh cũng không biết cô ấy muốn đi đâu lúc này Hoàng Thiên không biết nên nói cái gì, bởi vì anh không thể hứa trước điều gì. Được lắm đồ đê tiện, dám vụng trộm cùng người đàn ông khác sau lưng tôi. Ngay lúc này lại có tiếng của một người đàn ông vang lên. Tô Lạc Yến giật thót tim, quay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Hoàng Thiên cũng rất bất ngờ, anh theo nơi phát ra giọng nói mà nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, hùng hổ tiến về phía này. Sau lưng người đàn ông này còn có hai thanh niên trẻ tuổi tầm khoảng 20 tuổi, chắc có lẽ là à tay sai đắc lực của người đàn ông kia. Người đàn ông dẫn đầu trông rất hung hăng, ăn mặc cũng rất chỉnh tề, nhanh chóng bước đến trước mặt Hoàng Thiên và Tô Lạc Yến. Phía sau dẫn theo hai thanh niên, Hoàng Thiên nhìn sơ qua là đã nhận ra ngay chính là hai tên lén lút theo dõi hai người bọn họ ở quán bar. Ngay lập tức Hoàng Thiên liền hiểu ra, chả trách hai tên nhóc này lại bám đuôi, thì ra làm việc cho người đàn ông ăn mặc lịch sự kia có điều không biết tô lạc yến và người đàn ông đó có quan hệ gì vì sao lại mắng tô lạc yến như vậy trong đầu hoàng thiên không thể giải thích được anh đứng một bên không nói tiếng nào hoàng thiên chúng ta đi thôi trong ánh mắt tô lạc yến hiện lên một tia sợ sệt thấp giọng nói với hoàng thiên sau đó muốn kéo lấy hoàng thiên rời khỏi chỗ này hoàng thiên có thể nhận ra tô lạc yến rất sợ người đàn ông này nhưng hoàng thiên lại không quan tâm hơn nữa nếu như anh đưa tô lạc yến rời khỏi đây thì sẽ như thế nào người đàn ông này chắc chắn sẽ lại tìm đến làm phiền tô lạc yến chi bằng bây giờ làm rõ ràng tất cả xem đã xảy ra chuyện gì anh ta là ai hoàng thiên chỉ tay về người đàn ông đó hỏi tô lạc yến tô lạc yến nhìn thấy hoàng thiên không chịu đi cô vội vàng lo lắng cắn môi nói đừng hỏi nữa chúng ta nhanh rời khỏi đây đi rời đi hừ hừ tên nhóc này dám chạy tôi sẽ lập tức đập gãy chân cậu ta người đàn ông hung hăng hắng giọng hừ lên hai tiếng chỉ về phía hoàng thiên cảnh cáo tô lạc yến Thái Sương Hoa, bạn của tôi không liên quan đến chuyện này, anh mau để anh ấy đi. Giọng nói Tô Lạc Yến có chút run rẩy, đứng đối diện nói với người đàn ông kia. Người đàn ông tên Thái Sương Hoa nở một nụ cười nham hiểm, sau khi quan sát đánh giá Hoàng Thiên một lượt rồi mới nói với Tô Lạc Yến, Tô Lạc Yến, đàn em của tôi đã báo cáo với tôi. Cô cùng với tên nhóc này hẹn hò trong ba, tôi còn tưởng là nhân vật nào dám quậy như vậy, hóa ra chỉ là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch hả. Nói xong câu này, Thái Sương Hoa dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn Hoàng Thiên, bĩu môi, bộ dạng trông có vẻ rất khinh bỉ. Hoàng Thiên cũng nhìn lại tên Thái Sương Hoa này, lập tức hiểu ra, những gì anh ta đang mặc chẳng qua cũng chỉ là đồ bình thường phổ thông, không hề có bất cứ hàng hiệu nào trên người anh ta, vậy mà anh lại người đàn ông này đánh giá thấp. Thái Sương Hoa, ngày mai tôi nhất định sẽ đi với anh. Nhưng xin anh tôi nay đừng đến làm phiền tôi, đêm nay tôi không thuộc về anh. Tô Lạc Yến hơi kích động lớn tiếng nói đêm nay cô không thuộc về tôi ha ha cô nghĩ cô thuộc về thằng nhóc đó chắc khốn kiếp nếu như đêm nay cô không còn trinh nữa chẳng phải tôi lỗ to rồi sao thái sương hoa hùng hổ nói cười lạnh hỏi tô lạc yến tô lạc yến vừa căng thẳng vừa tức giận nói với thái sương hoa chúng ta đã có giao ước rồi ngày mai tôi mới đi với anh sao anh lại phái người theo dõi tôi anh xem tôi là cái gì hả khốn kiếp cô cho rằng tôi là cái gì hả bây giờ cô muốn đổi ý vẫn còn kịp đó nếu như cô hy vọng cha cô chết không kịp ngáp ha ha thái sương hoa đắc ý cười ha ha bộ dạng thẳng chắc nhìn về phía tô lạc yến tô lạc yến cắn môi một câu cô cũng không dám nói khuôn mặt đầy tức giận không thể làm gì hoàng thiên nghe xong thấy mơ hồ nhưng anh cũng có thể cảm nhận được tô lạc yến bị người ta uy hiếp dường như có liên quan đến tô quân long chẳng lẽ tô quân long đang nằm trong tay thái sương hoa tô lạc yến gặp rắc rối lớn như vậy sao không nói sớm với tôi Hoàng Thiên nhìn Tô Lạc Yến nói. Tô Lạc Yến cười khổ đáp lại Hoàng Thiên, cậu đã giúp cha tôi nhận gói thầu ở công trình Sơn Trang cầm viên rồi, tôi còn không biết phải trả ơn cậu thế nào mới phải. Chuyện này quá phiền phức, cậu đừng xen vào nữa, mau đi đi. Nói xong, Tô Lạc Yến nháy mắt ra hiệu với Hoàng Thiên, dưới tình thế nguy hiểm thế này phải đuổi Hoàng Thiên đi. Cô hy vọng Hoàng Thiên có thể nhanh chóng rời khỏi đây, lúc này làm sao Hoàng Thiên có thể đi. Hơn nữa cứ cho là anh muốn đi, Thái Sương Hoa sẽ đồng ý sao, bởi vì trong ánh mắt của người đó đang tràn đầy lòng ghen ghét, trừng lớn mắt nhìn Hoàng Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Anh ta uy hiếp cô sao? Hoàng Thiên chỉ vào Thái Sương Hoa rồi hỏi Tô Lạc Yến. Lúc này Tô Lạc Yến đang rất lo lắng, tối nay cô hẹn Hoàng Thiên ra ngoài chỉ vì muốn gặp anh một lần cuối cùng, cô không muốn làm liên lụy tới anh. Vậy mà Thái Sương Hoa để ý rồi theo tới tận đây. Tô Lạc Yến sợ Hoàng Thiên sẽ gặp rắc rối. Hoàng Thiên, cậu đừng hỏi nữa có được không? Cậu mau rời khỏi đây đi. Tô Lạc Yến lo lắng nói. Đi, ha ha, tôi có thể để thắng này đi được không? Thái Sương Hoa cười lạnh lùng, vẫy tay với người đang đứng phía sau. Hai người này lập tức xông lên, đứng sau lưng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thậm chí còn không thèm quay đầu lại, anh căn bản không thèm để ý tới hai thằng nhóc con đứng đằng sau. Thái Sương Hoa, anh đừng làm loạn nữa. Hoàng Thiên chỉ là bạn của tôi, anh ấy cũng không gây sự gì với anh, việc gì anh phải làm khó người ta như thế. Tô Lạc Yến lo lắng nói với Thái Sương Hoa, Há, bạn à, tôi nghĩ đấy là người tình của cô thì có, thằng này hẹn hò riêng với người phụ nữ của tôi thì vẫn chưa phải là gây sự với tôi à. Thái Sương Hoa hừ một tiếng, Hoàng Thiên thật sự ngứa mắt với bộ dạng kiêu ngạo của Thái Sương Hoa, anh kéo Tô Lạc Yến đến bên cạnh mình và ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Gây sự với anh đấy thì làm sao? ngày mai cô ấy sẽ không đi cùng anh, mà anh cũng không đưa được cô ấy đi đâu. Hoàng Thiên nhìn Thái Sương Hoa và bá đạo nói, mẹ nó, Thái Sương Hoa tức giận trợn chừng hai mắt lên, anh ta không ngờ Hoàng Thiên chẳng những không sợ mà còn dám nói chuyện khiêu khích như thế. Danh con, mày muốn chết à? Bỏ tay mày ra, người phụ nữ của ông đây mà mày cũng dám động vào à? Mặt Thái Sương Hoa hầm hầm tức giận, anh ta sờ xuống thắt lưng, rút ra một con dao găm sáng quắc, Hoàng Thiên làm sao có thể sợ trò này của Thái Sương Hoa được. Anh không nhịn được mà cười chế nhạo, "Được rồi Thái Sương Hoa, nói đi, anh và Tiền Lạc Yến có chuyện gì? Cô ấy nợ anh tiền hay nợ anh tình?" Hoàng Thiên thản nhiên hỏi. Thái Sương Hoa không có tâm trạng nói những chuyện này với Hoàng Thiên. Bây giờ anh ta sắp tức điên lên rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp Tô Lạc Yến, vẻ đẹp của cô đã làm Thái Sương Hoa mất hồn mất vía. Vậy mà lúc này Hoàng Thiên đang ôm Tô Lạc Yến trong tay, Thái Sương Hoa rất muốn chặt tay Hoàng Thiên đi. Nói cái đầu mày, tao đâm chết mày, Thái Sương Hoa tức giận chửi bới, cầm dao hướng về phía Hoàng Thiên, định đâm vào bụng dưới của anh. Hoàng Thiên không hề trốn tránh, từ cú đánh này của Thái Sương Hoa, Hoàng Thiên biết ngay anh ta chẳng có thực lực gì mấy, chỉ là bọn giang hồ tép siêu. Bịch, Hoàng Thiên giơ chân ra đá một phát vào bụng của Thái Sương Hoa á. Thái Sương Hoa không kịp trở tay, anh ta kêu lên đau đớn, anh ta bị Hoàng Thiên đá cho ngã ngồi ra đất. Con dao trong tay cũng sắp rơi xuống. Hai tên đàn em thấy Thái Sương Hoa chịu thiệt thì ra tay từ phía đằng sau của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không buồn quay đầu lại, liên tiếp đá hậu hai cú làm cho hai tên phía sau nằm bò trên mặt đất. ST, chỉ trong vòng 5 giây, Thái Sương Hoa và hai đàn em đều đã nằm sóng xoài ra đất. Tô Lạc Yến vô cùng sửng sốt, ban đầu cô còn lo lắng cho Hoàng Thiên bởi vì anh chỉ có một mình mặc dù biết cuộc sống của hoàng thiên ở thành phố bắc ninh cũng khá tốt xuất thân từ một gia đình rất có tiếng nhưng dù sao hai tay cũng khó đối phó với bốn tay nên tô lạc yến vẫn lo hoàng thiên sẽ chịu thiệt cô không ngờ là hoàng thiên lại lợi hại như vậy chỉ trong chốc lát mà đã cho đám người của thái sương hoa nằm đất hết tô lạc yến nhìn hoàng thiên với ánh mắt ngưỡng mộ cô ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào và hoàng thiên còn đang ôm eo cô không buông nên cô đỏ mặt tim đập nhanh một cảm giác khác lạ lan tỏa khắp cơ thể cô mẹ mày mày chết chắc rồi thái sương hoa lồm cồm bò dậy từ dưới đất rồi lao nhanh tới muốn đâm chết hoàng thiên ngay lập tức trong mắt hoàng thiên thái sương hoa chẳng bằng cái đỉnh gì bịch chẳng có gì bất ngờ thái sương hoa vừa xông tới thì đã bị hoàng thiên đá cho nằm thẳng cẳng ra đất không được động đậy lần này hoàng thiên không cho thái sương hoa cơ hội đứng dậy anh lấy chân đạp thẳng lên ngực thái sương hoa đụ má mày thái sương hoa nhục quá hóa giận vung con dao đâm vào mắt cá chân của hoàng thiên hoàng thiên cúi xuống bắt lấy cổ tay thái sương hoa đang cầm con dao rồi dùng thêm lực thái sương hoa đau tới mức không chịu nổi á á thái sương hoa đau đớn kêu lên con dao rơi xuống đất anh ta vừa định mắng hoàng thiên nữa thì nhận liền bảy tám cái tát vào mặt bốp 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 hoàng thiên đưa tay từ trái sang phải đánh thái sương hoa đến mức anh ta nhìn thấy toàn sao máu theo khóe miệng chảy xuống dưới anh có cần dừng lại chút không Hoàng Thiên nhìn Thái Sương Hoa đang nằm trên đất mà không muốn mở miệng nhưng rồi anh cũng lạnh lùng hỏi. Thái Sương Hoa biết mình đã gặp phải một người rất ghê gớm, cả hai lần anh ta ra tay đều chưa chạm được tới gấu áo của Hoàng Thiên, lại còn bị đánh cho thành ra như thế này nữa. Thái Sương Hoa mở mắt trừng trừng, cuối cùng Hoàng Thiên cũng dừng lại một chút. Không ngờ là mày cũng khá đấy, nhưng mày gặp rắc rối lớn rồi, tao nghĩ mày chuẩn bị dần hậu sự đi là vừa. Thái Sương Hoa mạnh mồm đe dọa, Câu cuối cùng của anh ta đúng là làm cho Hoàng Thiên buồn cười chết mất. Anh thực sự không biết ai đã cho Thái Sương Hoa dũng khí để nói ra những lời kiêu ngạo như thế này. Ha ha, anh đúng là chuyện gì cũng dám nói. Nói cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao anh cứ bám lấy Tô Lạc Yến? Hoàng Thiên cười lạnh lùng, anh chỉ muốn làm rõ rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tô Quân Long thua hơn 34 tỷ trong sòng bạc ở nước ngoài. Ông ta không có đủ tiền. Tôi đã cho ông ta vay hơn 13 tỷ nên ông ta mới không chết trong sòng bạc. Tô Lạc Yến cưới tôi thì chỗ 13 tỷ kia Tô Quân Long sẽ không cần phải trả nữa. Có chuyện gì sao? Thái Sương Hoa hét thẳng vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe những lời này thì cao chặt mày. Nếu đúng như vậy Tô Quân Long đúng là một tên khốn nạn, thẳng tay bán con gái mà không suy nghĩ gì. Tô Lạc Yến cũng đáng giận, vì sao cô không nói cho tôi biết. Anh hiểu rằng Tô Lạc Yến vì chuyện 13 tỷ kia nên nhận hết phần thiệt về mình lạc yến mọi chuyện có phải như vậy không hoàng thiên cạn lời với tô lạc yến tô lạc yến nhẹ gật đầu vành mắt cô hơi đỏ sao cô không nói cho tôi biết cô đã hứa với anh ta làm những gì hoàng thiên rất tức giận anh chỉ vào mặt thái sương hoa và hỏi tô lạc yến lúc vừa rồi tôi cũng đã nói rồi đấy tôi đã nợ cậu một ân huệ lớn như vậy rồi thì làm gì còn mặt mũi mà mượn tiền cậu nữa nói đến đây tô lạc yến rơi nước mắt và quay đầu sang một bên Hoàng Thiên tức giận nhưng cũng mừng vì cũng may tối nay Tô Lạc Yến đã hẹn anh ra ngoài, nếu không cô có nhảy xuống hố lửa thì anh cũng không biết gì. Được, được rồi, tôi phục cô thật đấy." Hoàng Thiên nhìn Tô Lạc Yến rồi lắc đầu, sau đó anh nhìn xuống Thái Sương Hoa đang nằm trên mặt đất. "Thái Sương Hoa, anh nghe cho rõ đây, khoản tiền hơn 13 tỷ anh đã bỏ ra, tôi sẽ trả lại cho anh. Về sau anh không được quấn lấy làm phiền Tô Lạc Yến nữa." "Không có ý kiến gì chứ?" Hoàng Thiên hỏi Thái Sương Hoa. Hoàng Thiên vẫn rất hiểu đạo lý, thiếu nợ thì phải trả tiền, vì Thái Sương Hoa này đã cho Tô Quân Long vay 14 tỷ nên Hoàng Thiên sẽ trả lại tiền thay cho Tô Quân Long. Thế nhưng Hoàng Thiên không ngờ tới, Thái Sương Hoa sau khi nghe điều này thì đột nhiên trợn tròn hai mắt lên. "Mẹ kiếp, tôi không nghe lầm chứ? Anh định trả lại 14 tỷ sao?" Thái Sương Hoa cứ há hốc mồm theo dõi Hoàng Thiên, ban đầu anh ta còn nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt vô cùng khinh thường, giờ đây không tin nổi Hoàng Thiên lại có thể có nhiều tiền đến như vậy cũng khó trách Thái Sương Hoa lại phản ứng thế này, bởi vì Hoàng Thiên mặc quần áo thực sự rất bình thường, anh đã quen với sự giản dị, thậm chí Hoàng Thiên còn không có một bộ quần áo sang trọng nào. Nhìn Hoàng Thiên hồi lâu vẫn thấy không giống một người giàu có chút nào, Thái Sương Hoa thấy rất khó tin. "Nếu anh không tin tôi, ngày đêm nay tôi có thể đem tiền đến cho anh." Hoàng Thiên bình tĩnh nói với Thái Sương Hoa, thực ra Hoàng Thiên có đủ kiên nhẫn, suy nghĩ của anh cũng không phức tạp, anh chỉ muốn giúp Tô Lạc Yến trả nợ để sau này Thái Sương Hoa không còn quấy dày Tô Lạc Yến nữa. Nhưng anh đã lầm rồi, có những loại người sinh ra đã có lòng tham không đáy, bao nhiêu tiền cũng không thể thỏa mãn được. Thái Sương Hoa thấy lời hứa của Hoàng Thiên chắc chắn như vậy, lòng tham bắt đầu nổi lên. Ha ha, Hoàng Thiên này thật chịu hy sinh cho Tô Lạc Yến. 14 tỷ cũng sẵn sàng đưa luôn, Thái Sương Hoa cười thầm trong bụng, anh ta đã hạ quyết tâm rồi, lần này nhất định phải hung hăng tổng tiền thật nhiều, sau đó sẽ trừng trị Hoàng Thiên một trận nhớ đời. Hừm, anh làm như vậy cũng được, nhưng vấn đề là không thể chỉ trả 14 tỷ được. Đã bao nhiêu ngày rồi, tiền của tôi sao có thể không tính lãi chứ? Anh phải trả cho tôi ít nhất là 17 tỷ thì việc này mới kết thúc được. Thái Sương Hoa hừ lạnh, quay sang vinh váo nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong thì không nói nên lời. Cái tên Thái Sương Hoa này đúng là nắm bắt cơ hội tăng giá rất nhanh, đòi anh hẳn 3 tỷ đồng tiền lãi. Khi cho vay một đồng lợi tức cũng không có, bây giờ còn dám đòi lãi sao? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi lại, như vậy cũng không được, ít nhất phải cho đưa cho tôi một tỷ tiền lãi, như vậy anh cũng chỉ phải trả 15 tỷ thôi mà. Thái Sương Hoa có kè mặc cả với Hoàng Thiên, bốp, bốp. Hoàng Thiên không nói nhiều lời, giơ thẳng tay tát Thái Sương Hoa hai cái vào mặt. Anh, Thái Sương Hoa không ngờ Hoàng Thiên lại có thể đánh anh ta, anh ta lập tức choáng váng cả mặt mày. Anh xem lại giá của hai cái tát này một chút, đã bằng một tỷ tiền lãi hay chưa? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Trong lòng Thái Sương Hoa thầm chửi mảng Hoàng Thiên trăm lần, nhưng không dám mở mồm nói câu nào, anh ta cũng biết hiện tại anh ta không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Được rồi, được rồi, coi như anh tài giỏi. Muốn 14 tỷ thì 14 tỷ vậy. Khi nào thì anh đưa số tiền này cho tôi? Thái Sương Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm nay tôi sẽ đưa. Hoàng Thiên không muốn tốn nước bọt nói chuyện với Thái Sương Hoa nên nói xong anh liền kéo Tô Lạc Yến rời khỏi đây ngay. Được, thỏa thuận như vậy đi. Sau khi thu xếp đủ tiền, mang theo tiền đến chỗ này gặp tôi. Thái Sương Hoa nhanh chóng ngăn Hoàng Thiên lại, sau đó lấy giấy bút ra viết địa chỉ cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng lười đọc mấy chữ trên tờ giấy, anh đưa tờ giấy này cho Tô Lạc Yến, sau đó đưa cô rời khỏi đây. Thái Sương Hoa lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn theo hướng Hoàng Thiên đang rời đi rồi nhổ một miếng nước bọt. Phi, thằng quát con Hoàng Thiên này, ông đây nhất định phải giết nó. Thái Sương Hoa hung dữ nói với hai tên thuộc hạ hai tên thuộc hạ vừa rồi bị Hoàng Thiên đá cho không hề nhẹ, tới giờ vẫn chưa hết đau. Một trong hai tên trồm tới và nói với Thái Sương Hoa, anh Hoa. Nếu như Hoàng Thiên dở trò thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu anh ta không đến đưa tiền thì sao? Hừ, Tô Quân Long vẫn ở trong tay chúng ta, cậu sợ cái gì? Tôi nghĩ Hoàng Thiên rất quan tâm Tô Lạc Yến. Hoàng Thiên sẽ không bỏ mặc Tô Quân Long đâu. Thái Sương Hoa hừ lạnh. Anh Hoa nói đúng lắm, vừa rồi tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, Hoàng Thiên nhất định là muốn lấy lòng Tô Lạc Yến. Một tên thuộc hạ khác gật đầu lia lịa và nói với Thái Sương Hoa. Thái Sương Hoa cười nham hiểm, nói với hai tên thuộc hạ, nếu Hoàng Thiên kia dám tới đưa tiền tới thì cũng đừng hòng là có thể rời đi. Ông đây người cũng muốn, mà tiền cũng muốn. Ha ha, ha ha, anh Hoa nói phải, Hoàng Thiên mà đã đến địa bàn của chúng ta thì đừng hòng có thể vinh váo được nữa. Cả đám người cùng nịnh hót nhau, Thái Sương Hoa cười đắc ý rồi không nói thêm gì nữa anh ta tạm biệt hai tên thuộc hạ rồi đi về đợi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đưa Tô Lạc Yến ra khỏi công viên và lái xe thẳng đến trung tâm giải trí của Tiêu Tấn. Hiện tại anh không có nhiều tiền mặt ở đây nhưng Tiêu Tấn chắc chắn sẽ có, bây giờ đi đến đấy là tiện nhất. Trên cả đoạn đường đi, tâm trạng Tô Lạc Yến vẫn đang dối bời, việc Hoàng Thiên muốn giúp cô trả nợ 14 tỷ khiến cô cảm thấy rất băn khoăn. Dù sao cô và Hoàng Thiên cũng chỉ là bạn bè bình thường, sự giúp đỡ quá to lớn như vậy khiến cô không dám nhận nhiều tiền như vậy không biết khi nào tôi mới có thể trả lại cho cậu được cậu vẫn chắc chắn muốn làm sao giọng tô lạc yến hơi run ngước nhìn hoàng thiên lo lắng hỏi tôi có nói cần cậu trả lại sao hoàng thiên cười nhẹ hỏi lại tô lạc yến đương nhiên phải trả lại rồi tôi làm sao có thể vô duyên vô cơ lấy của cậu nhiều tiền như vậy được chứ tô lạc yến lớn giọng nói được được rồi khi nào có tiền thì trả lại cho tôi bây giờ chưa có thì coi như cậu đang nợ tôi được chưa Hoàng Thiên mỉm cười nói với Tô Lạc Yến, cậu tốt với tôi như vậy, tôi, tôi, mũi của Tô Lạc Yến đã đỏ ửng lên, cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô thật sự quá cảm động, dù không muốn khóc trước mặt Hoàng Thiên nhưng cô không thể kiềm chế được. Đừng như vậy, chúng ta là bạn bè đã lâu, cậu gặp phải khó khăn, tôi không thể ngồi im dương mắt nhìn được. Hoàng Thiên nói, nhưng số tiền này quá lớn, nếu cha tôi không đánh bạc ở nước ngoài thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi thế này. Tô Lạc Yến thở dài mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi đừng nghĩ nhiều nữa mà này cha của cậu đang ở đâu hoàng thiên hỏi tô lạc yến nghe hoàng thiên hỏi như vậy cô càng tức giận hơn cha tôi đã bị thái sương hoa bắt làm con tin rồi nếu như không trả được tiền thái sương hoa sẽ không thả ông ấy ra tô lạc yến nhẹ giọng nói hoàng thiên nghe vậy thì hơi giật mình nhưng cuối cùng anh cũng hiểu lý do tại sao tô lạc yến lại bị thái sương hoa đe dọa xem ra tên thái sương hoa cũng khá thủ đoạn đấy anh ta có lai lịch thế nào hoàng thiên cười lạnh hỏi tô lạc yến tôi cũng không biết rõ lắm nhưng tôi nghe cha tôi nói rằng lai lịch của thái sương hoa rất phức tạp cũng không phải loại người tốt đẹp gì tô lạc yến lo lắng thở dài hoàng thiên không nói gì nhanh chóng lái xe đến trung tâm giải trí của tiêu tấn vì hoàng thiên đã gọi điện trước cho tiêu tấn nên vừa đến cổng trung tâm giải trí hoàng thiên đã thấy tiêu tấn cùng với một vài người đàn ông đang đợi sẵn anh thiên Tiêu Tấn đến mở cửa cho Hoàng Thiên và chào hỏi anh. "Tiền đã chuẩn bị xong chưa?" Hoàng Thiên hỏi Tiêu Tấn. "Đã sẵn sàng rồi." Tiêu Tấn nói, sau đó khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ. Bốn người đàn ông đi tới rất nhanh, trên tay mỗi người đều xách một chiếc vali màu đen, chắc trong mỗi chiếc vali sẽ chứa tầm 3 tỷ rưỡi. "Anh Thiên, sao lại phải dùng tiền gấp như vậy, xảy ra chuyện gì phải không?" Tiêu Tấn tò mò hỏi. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi hỏi Tiêu Tấn, anh đã bao giờ nghe qua về một người tên là thái sương hoa chưa thái sương hoa tiêu tấn suy nghĩ một chút nhất thời không nhớ ra được người này là ai a à, tôi nhớ ra rồi cậu thiên thái sương hoa chỉ là một người tầm thường thôi tôi đã từng đối phó với tên này rồi tiêu tấn vỗ vỗ đầu mình nói với hoàng thiên tâm thường tôi không nghĩ anh ta là một nhân vật tầm thường đâu anh ta còn học được cách giam giữ con tin đấy hoàng thiên quay sang nói với tiêu tấn tiêu tấn nghe xong liền sửng sốt anh ta đã giam giữ ai vậy cha một người bạn của tôi đang bị thái sương hoa giam giữ hoàng thiên nói xong bèn quay sang hỏi tô lạc yến đang ngồi trên xe đưa tôi tờ giấy đó tô lạc yến gật đầu đưa mảnh giấy do thái sương hoa viết cho hoàng thiên hoàng thiên đưa mảnh giấy cho tiêu tấn và nói thái sương hoa để lại cho tôi địa chỉ này tiêu tấn nhìn qua không nhịn được cười nói với hoàng thiên anh thiên đây là phòng đánh bài mà thái sương hoa mở ở thành phố bắc ninh tên này mở phòng đánh bài sao? Hoàng Thiên có chút bất ngờ, anh nghĩ Thái Sương Hoa cũng phải có năng lực nên mới cho Tô Quân Long vay được 14 tỷ, nếu vậy thì ít ra anh ta cũng phải làm ăn lớn chút chứ. Đúng vậy, nhưng phòng đánh bài này chỉ là vỏ bọc cho Thái Sương Hoa mà thôi. Thực chất Thái Sương Hoa vốn là một tên môi giới. Tiêu Tấn mỉm cười với nói với Hoàng Thiên, môi giới, môi giới cái gì? Hoàng Thiên thực sự tò mò về Thái Sương Hoa, chính là môi giới cờ bạc, anh ta sẽ giới thiệu một số con bạc đến các sòng bạc ở nước ngoài, sau đó các sòng bạc ở nước ngoài sẽ cho Thái Sương Hoa phí hoa hồng từ việc giới thiệu. Và Thái Sương Hoa cũng sẽ hoạt động phi pháp ở những sòng bạc bất hợp pháp đó, tệ hơn là còn cho vay nặng lãi. Tiêu Tấn giới thiệu tường tận với Hoàng Thiên, bởi vì Tiêu Tấn biết Thái Sương Hoa khá rõ. Hoàng Thiên nghe xong gật gật đầu, anh cũng không bất ngờ lắm. Vậy nên việc Tô Quân Long chơi ở sòng bạc ở nước ngoài thua lỗ 14 tỷ, cũng chính là do Thái Sương Hoa ban đầu giới thiệu cho ông ta Anh Thiên tên Thái Sương Hoa rất xảo quyệt những con bạc bị dụ dỗ hầu như đều ném hết tiền vào sòng bạc đây hoàn toàn không phải là đánh bạc mà là bị lừa Tiêu Tấn nói thêm vào đúng vậy chuyến đi này khiến tôi biết thêm được thật nhiều điều Hoàng Thiên nói chuyện xong vỗ vai Tiêu Tấm rồi lên xe định đi chuộc Tô Quân Long trước Anh Thiên anh muốn tự mình đi sao Tiêu Tấn nhìn theo Hoàng Thiên hỏi ừm um, anh ở lại thẩm vấn Hầu Cảnh Văn kỹ càng đi, khiến anh ta mở miệng càng sớm càng tốt." Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn, "Tên Hầu Cảnh Văn này kín miệng lắm, tôi đã treo anh ta lên xà đơn rồi. Nếu còn cứng miệng không khai ra trụ sở của Lửa Hồng ở chỗ nào, cứ đợi xem tôi sẽ trừng phạt anh ta như thế nào." Tiêu Tấn nghiến răng nghiến lợi nói, "Đừng, Hầu Cảnh Văn đã bị thương như vậy, anh còn đánh nữa thì anh ta sẽ đi gặp Diêm Vương thật đấy." Hoàng Thiên can ngăn, "Được rồi, anh Thiên, vậy làm theo ý anh đi." hầu cảnh văn còn không chịu nói tôi sẽ không cho cậu ta ngủ tiêu tấn đáp lại được hoàng thiên gật đầu chuẩn bị lái xe rời khỏi đây tiêu tấn vội vàng kêu thuộc hạ bỏ tiền vào cốp xe của hoàng thiên rồi nói anh thiên để tôi đi với anh đi vì nếu thái sương hoa đề nghị gặp mặt trong phòng đánh bài của anh ta thì chắc chắn là đang muốn dở trò gì đó anh đi một mình thì nguy hiểm quá hoàng thiên suy nghĩ một chút tiêu tấn nói cũng không phải không có lý một mình anh đến trang của thái sương hoa cũng có thể sẽ gặp phải rắc rối thực sự. Được, vậy anh đi theo tôi." Hoàng Thiên nói. "Được, anh Thiên." Tiêu Tấn rất hăng hái, anh ta thích nhất là khi cùng Hoàng Thiên ra ngoài giải quyết mọi chuyện. Hoàng Thiên không nói gì nữa, lái xe đưa Tô Lạc Yến đến thắng phòng đánh bài của Thái Sương Hoa. Tiêu Tấn dẫn theo một vài thuộc hạ của mình, lái chiếc xe khác đi sau xe của Hoàng Thiên, cùng nhau đi đến phòng đánh bài. Phòng đánh bài này cách trung tâm giải trí của Tiêu Tấn không xa, chưa đầy 10 phút, họ đã đến nơi sau khi xe dừng lại hoàng thiên bước xuống đầu tiên anh nhanh chóng đi thẳng vào phòng đánh bài có hoàng thiên đi cùng trong lòng tô lạc yến yên tâm hơn rất nhiều cô chỉ muốn mau chóng gặp lại cha mình tô quân long rồi đưa cha về nhà lúc này trong phòng đánh bài mọi thứ đã sẵn sàng hoàng thiên liếc nhìn xung quanh thì thấy thái sương hoa lúc này đang phì phèo hút thuốc hai chân vắt chéo ung dung ngồi trên ghế có bảy tám người đàn ông mặc vest đen đang đứng phía sau anh ta ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào hoàng thiên đang đi tới Hoàng Thiên thực sự không ngờ rằng tên Thái Sương Hoa này lại phô trương đến thế. Nhìn thấy Hoàng Thiên dẫn theo Tô Lạc Yến, Thái Sương Hoa nhếch miệng cười xấu ha. Như lời anh ta đã nói với hai tên thuộc hạ, anh ta muốn lấy được 14 tỷ kia, nhưng cũng muốn giữ lấy Tô Lạc Yến, sau đó sẽ trừng phạt Hoàng Thiên một trận nhớ đời. Ha ha, không ngờ anh cũng dám đến đây, tiền đâu, Thái Sương Hoa cười danh mãnh, đưa mắt quan sát kỹ Hoàng Thiên, nhưng lại không thấy Hoàng Thiên mang tiền tới. Tiền một xu tôi cũng không thiếu, nhưng thả tô quân long ra trước đã giọng điệu hoàng thiên vẫn rất bình thản anh từ tốn nói với thái sương hoa thái sương hoa nhếch mép nói trước tiên tôi phải nhìn thấy tiền đã hơn nữa tôi và anh còn có một số vài khoản nợ trước đây chưa giải quyết xong lúc này biểu cảm trên gương mặt thái sương hoa có chút vặn vẹo một tia tàn ác lóe lên trong mắt anh ta hoàng thiên sao có thể không nhận ra chứ chắc chắn thái sương hoa này muốn trả thù anh dù sao vừa rồi nói chuyện với tiêu tấn hoàng thiên cũng đã hiểu thêm không ít về thái sương hoa ha ha anh có chắc muốn giải quyết từng món nợ nần với tôi không hoàng thiên cười lạnh nhìn thái sương hoa trong lòng thái sương hoa chợt sửng sốt anh ta phát hiện khí thế của hoàng thiên lúc này quá mạnh mẽ thái sương hoa vừa định diễn kịch thì đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc anh ta nhìn thấy tiêu tấn từ bên ngoài bước vào đi cùng là bốn người đàn ông mỗi người đều mang một chiếc vali màu đen trên tay nhìn thấy tiêu tấn Thái Sương Hoa không tự chủ được mà đứng bật lên, bởi vì anh ta biết Tiêu Tấn. "Tiêu, Tiêu Tấn, sao anh lại rảnh rỗi đến chỗ này vậy?" Gương mặt cứng ngắc của Thái Sương Hoa cố nặn ra nụ cười nhưng vẫn rất lịch sự nói với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn luôn coi thường những loại người như Thái Sương Hoa. Bởi vì việc làm của Thái Sương Hoa là vô cùng gian dối, cho đến nay rất nhiều con bạc bị anh ta lừa vẫn chưa thể trở về Việt Nam cũng có thể nói Thái Sương Hoa đã cấu kết với các chủ sòng bạc ở nước ngoài lừa rất nhiều người Việt Nam, tên khốn này giàu có như vậy là do bao năm qua vô lương tâm kiếm tiền trên sự khổ sở của người khác. "Mày là cái thá gì mà dám gọi tao là anh?" Tiêu Tấn lạnh nhạt nói, không cho Thái Sương Hoa chút mặt mũi nào cả. Sự nhiệt tình của Thái Sương Hoa bị tạt một chậu nước lạnh, anh ta trợn mắt, vừa tức giận vừa xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, Thái Sương Hoa nheo mắt và dập tắt nụ cười trên môi. "Cha, Tiêu Tấn" có việc gì cần làm ở chỗ tôi sao giọng điệu thái sương hoa cũng trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu tấn hỏi tiêu tấn cũng lười nói nhiều với hạng người này anh ta nghiến răng nói thẳng với thái sương hoa chỗ mày đang giam giữ một con tin đúng không mau đưa người ra đây cho tao thái sương hoa bị làm cho tức giận đến mức xù hết cả lông lên trước mặt nhiều người như vậy anh ta cũng cần thể diện đó anh tiêu tấn có phải anh quản quá nhiều rồi không tôi có giam giữ người hay không thì liên quan gì đến anh anh muốn giành người với tôi anh dựa vào đâu thái sương hoa vẫn cứng đầu nói ra những lời ác ý với tiêu tấn tiêu tấn nghe những lời này thì khuôn mặt bỗng nghệt ra ở thành phố bắc ninh này ngoại trừ hoàng thiên và lã tử gia thì có ai dám nói chuyện với tiêu tấn như thế huống chi tiêu tấn nhìn cái tên thái sương hoa này đã không vừa lòng từ lâu vậy thì làm sao có thể buông tha được cho tên nhóc này anh nói cái gì nói lại một lần nữa xem nào tiêu tấn nói bằng giọng nói trầm đục rồi đi về thái hoa Hoàng Thiên phất tay với Tiêu Tấn, ý nói Tiêu Tấn không được manh động. Suy cho cùng, đối với Hoàng Thiên mà nói, Thái Sương Hoa này không đáng để nhắc đến, Hoàng Thiên cũng không muốn vì một nhân vật nhỏ bé như vậy mà náo loạn ầm ý.